Bọn hắn thực sự không hiểu, càng cảm thấy tức giận và sỉ nhục, nhưng dưới sự khủng hoảng lan tràn mất khống chế này, tất cả cá thể đều bị mãnh liệt lôi theo bay lên. Gia chủ các phủ đều không lo được trấn an cảm xúc, giải thích nguyên nhân, tất cả đều vội vàng thu góp bảo điện cùng bảo vật trong mật thất ở khắp nơi. Các lão tổ thì đều quỳ lạy trong tổ từ, xin lỗi thiên tổ, cũng mời linh vị đi. Tất cả những vật chứa không gian có thể sử dụng đều bắt đầu dùng, thứ thì cất giữ bảo bối, thứ thì dùng để chứa người. Mặc dù đây là đào vong, nhưng không thể nào mang nhà mang người di chuyển, chỉ có thể tạm thời đưa người sống vào vật chứa không gian. Sở Sanh Ca hoàn toàn như mộng. Thật vất vả mới xâm nhập vào chân thiên các, chuẩn bị dựa theo ước định làm chút, chuyện xấu tại thời kỳ chiến tranh, kết quả. Dọn nhà, chạy trốn. Đây là muốn đi đâu? Nàng phải làm sao? Là ở lại, hay là đi theo? Khu nội thành oanh động, rất nhanh đã ảnh hưởng đến ngoại thành. Cứ việc cách bình chướng, nhưng vẫn có thể nhìn tới bóng người lắc lư hỗn loạn va chạm trên ngọn núi lớn 9 tầng nội thành. Khu chủ tế chàng duy trì pháp trận ngoại thành cũng nhận được mật lệnh đến từ hoàng thất, người canh giữ chủ yếu bắt đầu tập kết người bên cạnh, chỉ đợi thời điểm đại chi đội rút lui, bọn hắn nhanh chóng đuổi theo. Độc Cô Kiếm Linh mẫn cảm phát giác được tình huống không ổn, muốn liên hệ cùng Sở Sanh Ca ở bên trong nội thành, nhưng khu nội thành đã nghiêm mật phong tỏa, bất kỳ người nào cũng đều không được tự tiện ra vào. Trong tổ từ trang nghiêm túc mục tại Xích Thiên Hoàng Cung. Xích Thiên Thần Tôn còng lưng già nua yên lặng nâng mỗi một cái linh vị trên tế đàn lên. Từ dưới lên trên, mỗi lần nâng lên một cái, đều sẽ hạ thấp thân mà quỳ xuống, dập đầu xin lỗi, cẩn thận thu vào trong nhẫn không gian hơn. Chu Phục Sinh theo tới nơi này, áp chế linh văn, khống chế năng lượng, giống như là một hậu bối bình thường, bái ba bái đối với tổ từ, đứng dậy nhìn thân ảnh già nua cô đơn bên trong kia. Trong lúc nhất thời, trong lòng ngũ vị tạp trần, hoàng thất phương hầu cũng đều rất táo bạo, đều đang tức giận, ngay cả hắn cũng không biết sốt cuộc thần tôn tự giam mình ở trong phòng 3 ngày 3 đêm đã suy nghĩ thứ gì. Cứ việc tình huống xác thực rất nguy hiểm, cứ việc giữ gìn không có chút ý nghĩa nào, nhưng... chạy trốn. Chu Phục Sinh cảm thấy bi thương. Đây chính là vận mệnh của Xích Thiên sao? Bọn hắn sai rồi sao? Bọn hắn sai ở chỗ nào? Bọn hắn chỉ là dùng chính cách của bọn hắn bảo vệ Thương Huyền. Bảo vệ, có tội sao? Ngàn năm trước, Phần Thiên Thần Hoàng đột nhiên thể hiện dã tâm xưng đế, muốn lên trời chứng đạo, sau khi khiếp sợ thần tôn đã quả quyết phân rõ giới hạn, liên hợp bách tộc Thiên Khải, cưỡng ép chân áp. Sai lầm rồi sao? Bọn hắn không sai. Cục diện lúc đó, hoàn cảnh lúc đó, tuyệt đối không cho phép Khương Phàm điên cuồng, buông tay đánh cược một lần, như vậy. Nếu như bọn hắn không liên hợp Chu Thiên và các thế lực khác cưỡng ép trấn áp, mà là không biết sống chết ủng hộ Khương Phàm, đế tộc tám phương, thần tộc các phương, đều sẽ tức giận toàn diện, khởi xướng liên hợp vây bắt bọn hắn. Vận mệnh Thương Huyền, sẽ triệt để sửa đổi tại ngày đó. Bọn hắn chỉ có thể dùng mệnh Phần Thiên Thần Hoàng, dùng hủy diệt vạn thế thần triều, đổi lấy ổn định cho Thương Huyền. Ngàn năm sau, Phần Thiên Thần Hoàng lần nữa trở về, lại phải điên cuồng báo thù. Lại phải nhắc lên chiến tranh, lại muốn kéo vận mệnh Thương Huyền tới trên người hắn, lại không quan tâm đến bất cứ cái gì mà buông tay đánh cược một lần. Bọn hắn đương nhiên muốn trấn áp, đương nhiên muốn vây bắt. Sai lầm rồi sao? Bọn hắn không sai. Bọn hắn không thể đưa vận mệnh Thương Huyền tới trên thân một tên điên chiến tranh, mặc cho hắn mạnh mẽ kéo lấy đâm tới, dã man truy tìm cái gọi là độc lập và tôn nghiêm. Đế ước. Sai lầm rồi sao? Bọn hắn không sai. Ở vào hoàn cảnh lúc ấy, mục đích thực sự của bọn hắn cũng là ổn định Thương Huyền, triệt để thanh trừ nguy hiểm. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Cửu Thiên Thần Giáo lại. Chu Phục Sinh cảm thấy một trận bi thương cùng đau đớn khó nói nên lời. Vì sao? Bọn hắn chỉ muốn dùng cách của mình bảo vệ Thương Huyền, giữ gìn Thương Huyền, vì sao ngược lại chịu lấy Thương Huyền phỉ nhổ, lại phải lưu vong thiên hạ? Coi như làm sai, chẳng lẽ 30.000 năm bảo vệ cũng công không chống đỡ qua nổi sao? Sư phụ, Xích Thiên Thần Tôn cầm lấy một cái linh vị, răng môi khẽ nhúc nhích, thì thào khẽ nói. Đây là ân sư của hắn, cũng là thần tôn đời trước, là người quan trọng nhất trong cả đời của hắn. Xích Thiên Thần Tôn hoảng hốt một lát, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra, sau khi lau sạch nhẹ nhẹ thì thu vào nhẫn không gian. Chu Phục Sinh thấy cảnh này, trong lòng càng không biết là có tư vị gì. Xích Thiên Thần Tôn thu thập rất chậm, cũng rất cẩn thận, đợi trọn vẹn 3 giờ,
mới mời từng cái linh vị trong tổ tử đến nhẫn không gian. Đi, đi. Xích Thiên Thần Tôn nhìn đại điện trống trải, bái ba bái lần nữa, cô đơn đi ra ngoài. Thần Tôn. Chu Phục Sinh tranh thủ thời gian nghênh đón. An trí thích đáng. Xích Thiên Thần Tôn trân trọng bỏ nhẫn không gian vào trên tay Chu Phục Sinh. Nó hẳn là nên do ngài mang ở trên người. Trong lòng Chu Phục Sinh hoảng hốt, tranh thủ thời gian muốn nhét trở về cho Xích Thiên Thần Tôn. Cất kỹ, giao cho ngươi. Xích Thiên Thần Tôn lại vỗ vỗ tay của hắn, thân thể còng xuống, yên lặng đi về nơi xa. Thần Tôn, chẳng lẽ ngài muốn? Chu Phục Sinh nhìn bóng lưng Thần Tôn, thì thào khẽ nói. Sáng sớm, thời điểm trong thành khu hỗn loạn dần dần an tĩnh, khi ánh sáng ban mai chiếu phá màn đêm, vẩy xuống hoang dã. Hỏa chỉ thiêu đốt 30.000 năm tại đỉnh Hoàng Thành bỗng nhiên dập tắt, pháp trận khu nội thành lập tức ảm đạm. Sau đó, cổng nội thành phía tây ầm vang mở rộng. Chu Võ Ninh, Chu Phục Sinh, hai vị thần tôn thần triều này phát động cửu thiên huyền hỏa minh mông, mang theo các cường giả nội thành lao thẳng đến cửa thành tây bộ ở ngoại thành. Các đại chủ trấn thủ tế tràng khu ngoại thành nhao nhao bay lên không, kết nối cùng đại chi đội. Đội ngũ vô cùng khổng lồ. Cao giai niết bàn cảnh trở lên đều cần tự mình đi đường, bởi vì bọn hắn phải đưa ra không gian, nhét càng nhiều con dân cùng linh bảo vào bên vũ khí trong không gian. Bọn hắn cố gắng chấn định, khí thế dâng cao, nắm lấy vũ khí chuẩn bị giết ra đường máu, nhưng trên mặt rất nhiều người đều khó mà che giấu được sự bối rối cùng phẫn uất. Bọn hắn không ngừng quay đầu nhìn quanh, không ngừng quan sát hoàng thành, có một số người trong bất chi bất giác đã lệ rơi đầy mặt. Lúc này khu ngoại thành vừa mới thức tỉnh, người thức dậy sớm đang chuẩn bị một ngày bận rộn, đột nhiên bị oanh động kịch liệt này làm cho kinh đến. Nhất là khu thành tây bộ, mấy triệu dân chúng nhao nhao ngẩng đầu, tò mò nhìn các thần tôn tử xẹt qua đỉnh đầu bọn họ. Mọi người đều không biết, còn lặng lẽ nghị luận có phải thần tôn muốn dẫn đội ra ngoài đàm phán hay không. Nếu thật sự là như thế này, nguy cơ chiến tranh của hoàng thành hẳn là có thể giải trừ. Bọn họ cũng không cần lại lo lắng hãi hùng. Có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống, tiếp tục hưởng thụ cảm giác ưu việt thân phận trong hoàng thành. Độc Cô Kiếm Linh tung hoành xê dịch trên các nóc nhà, lo lắng đuổi theo đội ngũ, tìm kiếm bóng dáng Sở Sanh Ca. Sở Sanh Ca cùng cao giai niết bàn khác đều ở trong đội ngũ, bị Thánh Linh Thánh Vương bảo vệ. Bởi vì là người của Chân Thiên Các, địa vị tôn quý, còn ở vào nội bộ của nội bộ. Mãi cho đến thời điểm rời khỏi nội thành, nàng vẫn còn chưa làm ra quyết định. Nhưng cũng biết bây giờ mình muốn rời khỏi đội ngũ thì cũng đã không kịp nữa rồi. Khi đội ngũ tới gần cửa thành phía tây, rốt cuộc Sở Sanh Ca cũng thấy được thân ảnh quen thuộc đuổi theo phía sau, nàng cắn răng một cái, nắm chặt tay, thừa dịp đám người không chú ý, đâm rách ngón tay, dùng máu tươi viết mấy chữ tại góc áo, bởi vì lo lắng và bối rối mà đã viết vặn vẹo tán loạn, cũng không biết Độc Cô Kiếm Linh có nhận được hay không, lại không dám viết nhiều, liền kéo xuống thả ra ngoài. Độc Cô Kiếm Linh một bên đuổi theo, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Sở Sanh Ca, trước tiên đã chú ý tới vật nhìn không ra gì kia. Đây là cái gì? Sau khi Độc Cô Kiếm Linh nhặt được mảnh vải, kiếm mi xinh đẹp lập tức nhăn lại nhìn dòng chữ siêu siêu vẹo vẹo giống như là huyết phù. Tốn sức phân biệt trong chốc lát, mới miễn cưỡng nhận ra trốn. Luân, hồi, trốn. Độc Cô Kiếm Linh cho là mình nhìn lầm, làm sao có thể trốn? Đi nói đàm phán đều so với chạy trốn còn đáng tin hơn. Cửa thành tây bộ ầm vang rộng mở, kinh động đến lân trùng hư không chiếm cứ ở bên ngoài. Xích Thiên Thần Tôn, đây là muốn làm gì? Đám trùng không rõ tình huống, nhao nhao lui lại. Chuyển cáo phần Thiên Thần Hoàng. Ta, vị thần tôn thứ 9 của Xích Thiên Thần Triều, Chu Võ Ninh, chờ hắn tại Xích Chi. Xích Thiên Thần Tôn lưu lại một tiếng gào thét hùng hậu, phất tay nhấc lên cuồn cuộn liệt diễm. Như biển gầm sôi trào mãnh liệt giữa màn trời, phóng tới bốn phương tám hướng, không gian vặn vẹo, hủy diệt đạo ngấn mà lân trùng hư không vất vả tạo dựng. Hắn nhìn thoáng qua hoàng thành mình đóng giữ 3.000 năm lần cuối cùng, vẻ mặt kiên định, quyết tuyệt quay người, mang theo thần triều sở thuộc xuất phát về hướng Tây. Triệu Thanh Duẫn mang theo trường bào, đi theo trong đội ngũ, vẻ mặt nàng lạnh lùng, không nhìn đến ánh mắt tức giận thậm chí là căm thù của mọi người xung quanh. Nàng cũng không nghĩ tới Xích Thiên Thần Tôn sẽ lựa chọn rút lui thật, mà lại còn rút lui toàn thể. Trong dự đoán của nàng, lý tưởng nhất hẳn là để nàng mang một bộ phận tinh nhuệ cùng tài nguyên đi, sau đó Xích Thiên Thần Tôn mang theo một bộ phận cao tầng ở lại tử thủ hoàng thành. Nhưng bây giờ nàng lại đứng trước vấn đề mới, an trí đội hình, nạn dân, kinh khủng Xích Thiên Thần Triều bọn này như thế nào?
Dù sao nàng tại Thái Uyên cực địa cũng không hoàn toàn đứng vững gót chân, Nam Cung gia tộc đối với nàng đã có định ý rất lớn. Nếu như đế tộc biết được Xích Thiên thoát khỏi cả nước, cũng có thể sẽ lùng bắt khắp nơi, nghĩ biện pháp vây bắt mảnh Thương Huyền Di bộ này, cũng không thể làm cho bọn hắn lại nhúng tay chiến tranh Thương Huyền, lại tham luyến tài nguyên bảo vật của bọn hắn. Làm sao bây giờ? Triệu Thanh Duẫn liếc mắt nhìn Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên ở bên cạnh, trong lòng chợt có chủ ý. Chạy trốn, xác định là Xích Thiên thần tôn sao? Hoàng Thành cũng không cần, vắt chân lên cổ chạy trốn. Lão gia hỏa bất tử những năm gần đây là thế nào? Rốt cuộc trong đầu suy nghĩ cái gì? Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại liên tiếp vòng qua Hoàng Thành, tụ tập đến Tây Bộ, khó có thể tin được mà ngắm nhìn Triều Cường Liệt Diễm đang ù ù đi xa. Đám người Đông Hoàng Lăng Tuyệt trao đổi ánh mắt, thật sự là không nghĩ ra Xích Thiên thần tôn cao ngạo đến mức không ai bì nổi vậy mà lại làm ra lựa chọn như vậy. Chẳng lẽ lớn tuổi rồi nên đầu xảy ra vấn đề? Vì sao đến cuối cùng thần tôn của bọn hắn đều không có hổ đồ qua? Đông Hoàng Trấn Nguyên nói. Là ai liên hệ Xích Thiên thần tôn, lại có thể thuyết phục hắn từ bỏ Hoàng Thành, cả nước thoát khỏi? Bọn hắn muốn đi đâu, thiên hạ mặc dù lớn, nhưng ở đâu sẽ có đất cho bọn hắn dung thân? Đông Hoàng Thánh Kiệt cau mày. Nếu như Xích Thiên thần tôn biết sự kiện tại Côn Lôn, tử thủ Hoàng Thành xác thực không có ý nghĩa, không chỉ nhất định sẽ thất bại, sẽ còn cung cấp tài nguyên cho chúng ta, càng quan trọng hơn là, bọn hắn vừa chết, tội danh đế ước sẽ chụp toàn bộ đến trên đầu bọn hắn. Nhưng, chạy trốn, ta thật hoài nghi đó còn là không phải Xích Thiên thần tôn mà chúng ta biết. Đông Hoàng Toại cũng nghĩ không thông. Người kia rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là đế tộc? Xích Thiên thần tôn muốn tìm đế tộc nương tựa rồi, sau đó lại phối hợp đế tộc xâm lấn Thương Huyền. Hắn là muốn làm một tên phản đồ từ đầu đến đuôi sao? Thật sự là phát rồ rồi. Đông Hoàng Lăng Tuyệt nói. Không đúng, nơi này là Đông Bộ Trung Vực, Xích Chi tại ngoại vực Tây Bộ, khoảng cách vượt qua 50 vạn dặm, tại sao lại muốn tới đó? Nếu như bị ngăn chặn, chẳng phải là phiền toái. Nếu như muốn chạy trốn giữ mạng, chỉ có thể là hướng Tây. Nếu không thì bất luận là phương hướng nào cũng đều có thể bị bắt lại, coi như chạy vào hải vực, cũng trốn không thoát. Nhưng đến Xích Chi Đại Liệt Cốc, Cửu Thiên Huyền Hỏa có thể điều động uy lực U Minh, tăng thực lực lên nhiều hơn. Mà thông qua nơi đó xông vào U Minh có lẽ, mẫu thân nó, cái này cũng không đúng. Đông Hoàng Toại nói đều nói không nổi nữa, nếu là đế tộc bí mật đến liên hệ, khẳng định có người tiếp ứng, gần đây hẳn là hải vực phía đông, chỉ cần ra khỏi địa giới Thương Huyền, đế tộc đã có thể nhúng tay, chạy ngục làm gì. Trước kia không ai dám đi U Minh. Bây giờ làm sao không có chuyện gì đều chạy tới chỗ đó. Tuyệt địa tử vong kinh khủng nhất, lạnh biến thành thiên đường tị nạn. Thật không sợ chọc giận quỷ tộc, toàn diện phong cấm tất cả vết nứt cửu u. Chẳng quan tâm hắn nghĩ như thế nào, tuyệt đối không thể để bọn hắn chạy ra khỏi Thương Huyền. Đông Hoàng Toại, các ngươi lập tức dẫn người đi liên hệ Khương Phàm, nói rõ tình huống. Hư không lân trùng, các ngươi mau chóng về thế giới mới, thông báo giới chủ các ngươi đến Xích Chi tập kết. Có thể đi nhanh thì hãy cố hết sức. Nhanh, chết tiệt, đều cử động cho ta. Sau khi phân phó xong, Đông Hoàng Càn lập tức mang lên không võ khác đuổi theo đội ngũ Xích Thiên đang rút lui. Sau khi Khương Phàm nhận được tin tức, trong đầu hắn đã lóe lên liên tiếp dấu chấm hỏi đầu tiên, tiếp theo chính là, bẫy. Xích Thiên thần tôn sao có thể tùy tiện nhận thua, sao có thể từ bỏ Hoàng Thành. Người bí mật gặp mặt Xích Thiên thần tôn là ai? Bọn hắn muốn làm cục gì tại Xích Chi Đại Liệt Cốc? Khương Phàm liên tục suy nghĩ, sau đó khẩn cấp tỉnh lại Thiên Hậu, Hồng Hoang Thiên Long, cùng Đông Hoàng Như Ảnh các thánh hoàng còn đang bế quan. Đông Hoàng Như Ảnh cũng không lo được suy yếu và thương thế, nàng mang lên bọn người Khương Phàm mở ra không gian, lao thẳng đến Xích Chi Đại Liệt Cốc. Khương Phàm an bài Đông Hoàng Toại xuôi nam liên hệ Chu Thiên Thần Tôn, mặc kệ có khôi phục hay không, đều phải mau chóng chạy tới Xích Chi. Ngoài ra phái người thông báo Thánh Địa Tổ Sơn, thay đổi phương hướng chỉ tới Xích Chi Đại Liệt Cốc. Còn có thế giới hỗn độn, cũng lập tức đuổi theo. Xích Chi Đại Liệt Cốc. Trải qua đại chiến cửu lê lúc trước, các khe nứt lớn kéo dài mấy ngàn dặm đã hoàn toàn sụp đổ, cơ hồ tìm không thấy một nơi hoàn chỉnh, khí tức sơn hà mãnh liệt đến bây giờ còn không có tan hết, kéo theo bụi mù như biển cả cuồn cuộn mãi không dứt. Đi thôi, đều đi thôi, ta ở lại, tranh thủ thời gian cho các ngươi. Xích Thiên thần tôn phất phất tay với đám người, yên lặng quay người, ngồi ở trên mặt đất hoang vu, hướng trung vực, chờ đợi Khương Phàm đến. Thần tôn, rốt cuộc ngài muốn làm gì?
Đi thôi, cùng đi thôi, Khương Phàm còn chưa tới, chúng ta đều có thể rời khỏi. Bọn người Chu Thiên Thần Tôn đều bị thương nặng, bây giờ hẳn là đang chỉnh đốn, thế giới mới lại đang di chuyển tại hải vực, chờ bọn hắn tề tự lại đuổi tới, chúng ta đã sớm tiến vào U Minh. Thần Tôn, là ngài bảo chúng ta rút lui, ngài không đi, chúng ta đi sao được đây? Đám người Chu Nguyên Bá lo lắng la lên, thực sự không hiểu rõ rốt cuộc Thần Tôn muốn làm gì. Chu Phục Sinh, dẫn bọn hắn đi, Xích Thiên Thần Triều. Giao cho ngươi, Triệu Thanh Duẫn, nhớ kỹ lời ta nói với ngươi nói, vĩnh viễn không được quên. Chúng ta là con dân Thương Huyền. Xích Thiên Thần Tôn nhắm hai mắt lại, lần nữa mở ra, trong hốc mắt bắn ra cường quang, một loại thần uy to lớn giống như hủy trời diệt đất từ trong thân thể già nua tuôn trào ra, sôi trào lên liệt diễm, như mấy triệu ngọn núi lửa tề phát, lay động trời đất, giống như biển cả đang bạo động, quét sạch phế tích mênh mông. Thần uy cuồn cuộn không giữ lại chút nào, ép các cường giả thần triều liên tiếp lui về phía sau. Thần Tôn, bọn người Chu Nguyên Bá lảo đảo lui lại, sắc mặt đều đại biến, dù có ngu xuẩn như thế nào thì cũng đều nghe ra ý tứ của Thần Tôn. Hắn muốn ở lại. Hắn muốn chặn đánh Khương Phàm. Hắn muốn chết. Thần Tôn, rốt cuộc ngài làm sao thế? Chu Nguyên Bá táo bạo gầm thét, toàn thân run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo. Nhưng hai mắt nộ trừng lại có nước mắt nhấp nhô. Thần Tôn, chúng ta chỉ là tạm thời rời khỏi nơi này, chúng ta còn có thể trở về. Không có ngài, chúng ta làm thế nào về đây được? Thần Tôn, ngài đừng làm chuyện điên rồ, ngài là đang trói buộc mình lại. Thần Tôn, ngài không thể từ bỏ chúng ta được. Chu Thái và các cường giả hoàng thất liên miên quỳ xuống, phàn nàn cùng phẫn uất trên đường đi, đều hóa thành bi thương vô tận tại thời khắc này. Ta muốn cho Xích Thiên Thần Triều một cái công đạo, ta muốn cho chúng sinh Thương Huyền một cái công đạo, ta muốn cho mình tìm một cái đáp án. Xích Thiên Thần Tôn thì thào khẽ nói, hai tay già nua chậm rãi huy động, dẫn dắt biển lửa bạo động cuồn cuộn kịch liệt, bành trướng tuôn ra. Một cái vòng xoáy khổng lồ tượng trưng cho vĩnh sinh hình thành ở giữa trời. Vòng xoáy xoay tròn, ù ù vang động, kích phát vòng xoáy kỳ diệu, diễn biến khí tức vĩnh sinh. Tràn ngập đất trời tràn vào chiến khu già nua của Xích Thiên Thần Tôn. Trái tim Xích Thiên Thần Tôn bành trướng nhảy lên, dần dần biến thành màu vàng óng sáng chói, tiếp đó là huyết dịch khắp người diễn biến, từ đỏ tươi đến kim hoàng, thuận mạch máu từ động mạch chủ đến tất cả mạch máu rất nhỏ khắp toàn thân. Cái cơ thể già nua sống 3.000 năm này đang dần dần biến thành màu vàng óng, sinh cơ bành trướng, như là bất hủ chi thân. Một cái vòng xoáy khổng lồ tượng trưng cho tử vong, sau đó thành hình. Vòng xoáy xoay tròn, không gian vặn vẹo, xé rách đại đạo, ở trung tâm vòng xoáy diễn biến khí tức tử vong, cầu thông u minh vô tận. Phía dưới nơi này chính là luân hồi bí cảnh chính là kết nối với cửu u thâm không. Vòng xoáy tử vong cũng theo đó thành hình, thế giới bình tĩnh bắt đầu chấn động kịch liệt, đất đá dưới chân bắt đầu sụp đổ, một loại uy lực u minh, một mảnh ánh sáng tử vong, phóng lên tận trời, giao hòa cùng trong vòng xoáy. Vòng xoáy thứ hai. Chân chính xuyên suốt u minh địa ngục. Cái vòng xoáy thứ ba tượng trưng cho thôn vệ thành hình tại bầu trời, tiếp tục mở rộng, từ mấy chục mét đến mấy trăm mét, lại đến mấy ngàn, mấy vạn, cho đến khi trải rộng ra hơn 10 vạn mét, vòng xoáy chuyển động mãnh liệt, che khuất bầu trời, điên cuồng xé rách khí tức tự nhiên giữa thế gian, hóa thành vòng xoáy biển lửa hừng hực. Xích Thiên Thần Tôn chân chính thả ra toàn bộ thực lực của mình, hiện ra uy lực thần viêm của Cửu Thiên Huyền Hỏa. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngóng nhìn phương xa, vẻ mặt già nua không vui không buồn, nội tâm tỉnh táo không có một gợn sóng. Chúng ta đi, đi. Chu Phục Sinh đã dự liệu được giờ khắc này, hắn chịu đựng bi thương, cưỡng ép kéo lấy các tộc nhân đứng lên, đi tới luân hồi bí cảnh. Vì sao, Thần Tôn, ngài nói cho ta biết, đây rốt cuộc là vì sao? Chu Nguyên Bá đưa một tay kéo lấy cổ áo Chu Phục Sinh, bi phẫn gầm thét. Ngươi sẽ hiểu. Chu Phục Sinh tràn đầy bi thương. Ta không hiểu, chết tiệt, ta chính là không hiểu. Chu Nguyên Bá giống như là một hài tử táo bạo, trong đôi mắt chứa đầy nước mắt mà cuồng loạn gầm thét. Ngươi biết, Chu Phục Sinh gỡ tay Chu Nguyên Bá ra, lên tiếng giống to. Nếu ngươi không đi thì sẽ không kịp, đều cút đến luân hồi bí cảnh cho ta. Sau nửa ngày ngắn ngủi, Khương Phàm, Thiên Hậu, Đông Hoàng Như Ảnh và các cường giả khác lao đến khe nứt lớn. Nhưng cách rất xa đã ngừng lại. Bởi vì vòng xoáy thôn vệ của Cửu Thiên Huyền Hỏa đang cuồng bạo kéo lấy năng lượng đất trời, cũng xé nát không gian. Đưa mắt nhìn lại,
nơi đó giống như là một viên tinh cầu hỏa diễm kinh khủng rơi vào trong mảnh phế tích chịu đủ trà đạp này. Đông Hoàng Càn chạy tới từ trong không gian phá toái. Xích Thiên Thần Tôn tự mình ở lại, những người khác thì tiến vào luân hồi bí cảnh. Xích Thiên Thần Tôn ngăn chặn cửa vào luân hồi bí cảnh, nhưng ta mạo hiểm vào từ một chỗ vết nứt, bên trong đã trống không, hẳn là bọn hắn đều đã tiến vào cửu u thâm không. Trong hoàng thành thì sao? Lộn xộn, nội thành triệt để rỗng, có thể mang đi thì toàn mang đi, có chút cửa phủ ngay cả phòng mình ở cũng đều rời đi. Ngoại thành mới đầu không rõ tình huống, sau khi hiểu được thì toàn loạn. Tra được người thần bí kia là ai chưa? Ta một đường đuổi tới, người kia đều là theo sát ở bên cạnh Xích Thiên Thần Tôn cùng Chu Phục Sinh, năng lượng hai vị thần cảnh che giấu khí tức của hắn, ta thực sự tra không được. Đông Hoàng Càn lắc đầu, nhìn qua phương xa. Ta không rõ, tại sao bọn hắn lại muốn đi đường vòng đến U Minh? Xích Thiên Thần Tôn ở bên trong làm gì? Khương Phàm cau mày, dò xét đến chiều cường năng lượng, quá mạnh, so với trong trí nhớ càng mạnh hơn nhiều lắm. Lấy thực lực tân tấn thần linh của hắn bây giờ, căn bản không phải đối thủ. Chờ ngươi, chờ ta. Khương Phàm càng thêm hoài nghi đây là một loại bẫy nào đó. Thiên Hậu hỏi, kiểm tra không gian xung quanh chưa? Đông Hoàng Càn nói, ta đều tra xét mấy vạn dặm không gian xung quanh, tra xét trọn vẹn 5 lần, không có phát hiện bất cứ năng lượng ẩn giấu nào. Rốt cuộc lão tặc muốn làm gì? Tặc điều phiền muộn, trước đó đều là bọn hắn làm cục, để cho kẻ địch không nghĩ ra, bây giờ đến phiên bọn hắn rồi. Cái này gọi là báo ứng. Phần Thiên Thần Hoàng, người đã đến. Trước mặt huyền hỏa bạo động mãnh liệt như cuồng phong bạo vũ dưới đại dương mênh mông, sóng lớn chập trùng lên xuống, thanh triều đinh tai nhức óc. Chuyện Côn Lôn, người cũng biết rồi. Khương Phàm đi đến phía trước, Chu Tước thức tỉnh chỗ mi tâm, giống như là Chu Tước chân chính nhấc lên tiếng gáy to trong liệt diễm, phun ra nuốt vào tinh hoa đất trời, tỏa sáng đến chói mắt. Nơi này không có uy hiếp khác, chỉ có ta, nơi này cũng không có âm mưu quỷ kế, chỉ có ta khiêu chiến ngươi. Ngươi, có dám ứng chiến? Biển lửa mãnh liệt, sóng lớn va chạm, truyền ra tiếng của Xích Thiên Thần Tôn thật lớn, mang đến uy áp kinh khủng tràn ngập đất trời. Quá mạnh, thật sự quá mạnh, để cho bọn hắn đều khí huyết không khoái, thể hiện đau đớn, giống như tai họa ngầm mà Côn Lôn cuộc chiến lưu lại đều muốn bị ép tới tái phát. Đám Hồng Hoang Thiên Long âm thầm nhếch miệng, trước đó luôn khí thế dâng cao, tự tin có thể vây bắt Xích Thiên Thần Tôn, bây giờ rốt cuộc cũng trực diện tương đối, vậy mà cái uy thế kia để bọn hắn có chút hồi hộp. Không hổ là đệ nhất thần Thương Huyền, không hổ là tồn tại để đế tộc đều coi trọng. Khương Phàm thử dò xét nói. Người đây là muốn hy sinh mình, tranh thủ cho Xích Thiên Thần chiều thời gian rút lui. Không cần nghĩ nhiều, hôm nay chỉ có ngươi và ta, cũng chỉ có chiến đấu. Không phải là ngươi muốn chấm dứt ân oán với ta sao? Ta cho ngươi cơ hội, ngươi có gan tiếp chiến, ta tất chiến đến cùng, chiến đến chết. Nếu ngươi không dám, ta sẽ đi bây giờ. Người ngăn không được ta. Giọng của Xích Thiên Thần Tôn được liệt diễm giúp đỡ, hùng vĩ điếc tai, thịnh truyền ngàn dặm. Bọn người Thiên Hậu đều trao đổi ánh mắt, thực sự đoán không ra mục đích thật sự của Xích Thiên Thần Tôn là gì. Chẳng lẽ là muốn kéo lấy Khương Phàm đồng quy vô tận? Đan Hoàng nhắc nhở. Không nên khinh cử vọng động, chờ Chu Thiên Thần Tôn tới. Nếu quả thật có ngoài ý muốn, cũng có thể làm chút ứng phó. Lúc này, trước mặt biển lửa kịch liệt cuồn cuộn, ngưng tụ thành một tấm hỏa khiên lớn như núi cao, Xích Thiên Thần Tôn ở trên cao nhìn xuống quan sát Khương Phàm đang đứng giữa không trung. Ta cho ngươi 3 phút đồng hồ cân nhắc, đây là ngươi cơ hội duy nhất ngươi có thể giết ta. Nếu như hôm nay ta rời khỏi, khi trở lại chính là 2 năm sau, đến lúc đó ta là thái độ gì, ta sẽ làm chuyện gì, chính ta cũng không biết. Khương Phàm nhìn chăm chú hỏa khiên cỡ lớn trên không trung, thật lâu vẫn không nói gì. Xích Thiên Thần Tôn quan sát Khương Phàm, cũng yên lặng không nói. Thiên Hậu mơ hồ cảm giác hôm nay Xích Thiên Thần Tôn có chút không tầm thường, nhưng trong lòng cũng càng cảnh giác. Hai bên đã đến tình trạng không chết không thôi, Xích Thiên lại thoát khỏi cả nước, Xích Thiên Thần Tôn khẳng định có tính toán gì đó. 3 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Hỏa khiên tản ra, trở lại thành liệt diễm. Đáng tiếc, cáo từ. 2 năm sau chúng ta gặp lại. Khương Phàm dùng sức nắm tay, trầm giọng nói. Ta tiếp chiến, hôm nay, hãy chấm dứt. Cẩn thận. Thiên Hậu kéo tay lại Khương Phàm. Mặc kệ hắn có mục đích gì, hôm nay ta cũng không thể thả hắn đi. Chàng đã khôi phục mấy cái, bản thân.
Cái thứ tư còn không có khôi phục, nhưng ta còn có đại táng cùng liệp thần thương. Ta phụ trách khiêu chiến, nàng làm tốt đề phòng. Khuôn mặt Khương Phàm lãnh tuấn, kích thích chiến ý, nhanh chân đi tới đại dương liệt hỏa trước mặt mình. Không còn khuyên nhủ. Đại tặc sửng sốt một chút, cứ để đi như vậy. Chỉ kéo một cái, hỏi một câu, là xong. Chẳng may là có bẫy gì thì sao? Tặc điểu cũng nói. Vào cuộc, phá cục. Giọng thiên hậu thanh lãnh, nhìn chằm chằm liệt diễm mãnh liệt, ngón cái đội lên bên trên chiếc nhẫn không gian ở ngón trỏ, ở trong đó có di cốt hoàng kim thần tôn, bất cứ lúc nào có thể làm cho nàng kích phát ra thần cấp thực lực. Đại tặc và tặc điểu trao đổi ánh mắt, nương môn nhi này thật cứng rắn. Đông hoàng càn, đông hoàng như ảnh và các không võ nhanh chóng tản ra, mang theo đám hồng hoang thiên long sẵn sàng chiến đấu. Khương Phàm đi đến chiến trường huyền hỏa, sắc mặt như đao tước, làn da màu đồng cổ, dáng người khỏe mạnh hữu lực, tản ra hùng hồn thần uy. Phần thiên chiến vực giống như là dung nham lưu chuyển khắp toàn thân, cuối cùng hóa thành một thanh phần thiên chiến đao. Chiến đao tranh minh, như chu tước gọi trời, sắc nhọn đến chói tai, khuấy động lệ khí vô tận, như là một thần tổ vạn cầm săn giết thiên hạ. Nguyên hỏa vạn vật cùng bát hoang tuyệt diễm vần quanh ở hai bên, không ngừng bộc phát giống như nổ tung, khuấy động ra thần uy. Một loại như là có thể dung luyện vạn hỏa, một loại có thể dẫn phát tai nạn. Khương Phàm nắm chặt phần thiên chiến đao, chu tước liệt diễm sốc lên hỏa diễm bạo động ở xung quanh, nhanh chân lao về phía trước. Khí thế tầng tầng kích phát, thần uy đang kéo dài phóng thích, chiến huyết sôi trào, uy áp cường đại hiển thị rõ ràng tư thái thần hoàng. Phần thiên thần hoàng. Xích Thiên Thần Tôn ngồi xếp bằng ở sâu trong biển lửa, thâm thúy đôi mắt xuyên thấu qua biển lửa, nhìn Khương Phàm đang tới gần. Không cần khẩn trương, nơi này không có âm mưu, nơi này không có người khác. Trận chiến này hôm nay, ngươi và ta cũng chỉ là một võ giả, ta diễn dịch lực lượng cửu thiên huyền hỏa cực hạn, giết chết ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể hiện ra những gì ngươi học được và lấy được từ kiếp trước đến kiếp này, làm cho ta lâm vào chỗ chết. Khương Phàm nhanh chân lao về phía trước, chiến huyết đã sôi trào. Lửa giận báo thù cũng nhấc lên tại lồng ngực. Xem ra hôm nay là ngươi một lòng muốn chết, ta có thể thành toàn cho ngươi. Ta muốn chết, nhưng nếu như ngươi không giết chết được ta, ta sẽ lấy tính mạng ngươi. Ngươi tuy là chu tước, nhưng nơi này liên thông với U Minh, cửu thiên huyền hỏa của ta có thể mượn uy lực U Minh, đoạn luân hồi của ngươi, chân chính giết ngươi. Khuôn mặt già nua của Xích Thiên Thần Tôn đột nhiên dữ tợn, liệt diễm đại bạo động ở xung quanh. Giống như là chiều cường tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn ra phía ngoài, một mảnh tràng cảnh rung động đến mức đủ để cho da đầu tê dại đang ầm vang trải rộng ra ở xung quanh hắn. Là quân đội. Là lít nha lít nhít quân đội. Là quân đội chân chính có được khung xương hoàn chỉnh, thiêu đốt lên liệt diễm bành trướng. Theo liệt diễm cuồn cuộn về bốn phương tám hướng, quân đội được bày biện ra tới càng ngày càng nhiều, số lượng từ mấy vạn đến mười mấy vạn, lại đến mấy trăm ngàn, cuối cùng đã đạt tới hơn mấy triệu. Trải rộng 200-300 dặm xung quanh biển lửa. Ngọa tào, đó là cái gì? Xích Thiên Thần Tôn đều tụ tập quân đội của hắn tới đây. Tất cả đều là hài cốt, Xích Thiên Thần Tôn đốt quân đội của hắn thành con rối. Đại tặc và tặc điểu ở phía xa kinh hãi, trái tim đều run rẩy, lão già này ác như vậy sao? Bọn chúng không phải là luyện hóa từ người sống, là do cửu thiên huyền hỏa biến thành. Cửu thiên huyền hỏa có thể diễn biến khí tức vĩnh sinh, tạo nên huyết nhục hài cốt. Diễn biến khí tức tử vong, ngưng tụ thành các loại binh khí. Ngọn lửa trên người bọn chúng thì cộng minh cùng huyền hỏa, cùng mảnh biển lửa này. Giọng Đan Hoàng trầm thấp xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Xích Thiên Thần Tôn chỉ chờ ở chỗ này nửa ngày mà thôi, vậy mà hắn đã tạo nên một quân đoàn siêu cấp. Đây là tạo nghệ hỏa diễm kinh khủng đến cỡ nào, đơn giản cửu thiên huyền hỏa đùa bỡn đến trình độ đỉnh cao. Hắn xác thực mạnh hơn so với năm đó. Thiên hậu thấy cảnh này đều bị kinh động, ngón cái dùng sức đè di hài hoàng kim thần tôn lại, chuẩn bị bộc phát thần uy hiệp trợ Khương Phàm bất cứ lúc nào. Lúc trước thiên hậu huyết tế thần triều, tu la tử chiến Côn Lôn, ta biết. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ còn trở về. 1000 năm này, ta chưa bao giờ hoang phế qua một ngày. Hôm nay ngươi muốn thắng ta, gần như là không thể, để ta xem. Ngươi tái tạo kỳ tích, như thế nào? Xích Thiên Thần Tôn mở rộng hai tay, gào thét thật lớn. Biển lửa đại bạo động, mấy triệu hùng binh ngẩng đầu hét lên đầy giận dữ, trong tiếng oanh minh mà chấn thiên động địa bên phóng lên tận trời. Bọn hắn mang theo thanh thế to lớn, hành động đều nhịp, mấy triệu hùng binh bay lên không, nhanh chóng xoay chuyển, hung hăng vung ra cây giáo trong tay về phía Khương Phàm.
Cây giáo thiêu đốt lên liệt diễm, toàn thân lại đen kịt, như là từng đạo tử vong pháp tắc thẩm phán, tràn ngập đất trời đánh tới Khương Phàm. Mà số lượng hơn 1 triệu thật sự là khủng bố đến mức để cho người ta ngạt thở, trên nửa đường đã va chạm kịch liệt, biến thành dòng lũ tử vong. Khương Phàm chấn kinh khi thấy Xích Thiên Thần Tôn vừa đi lên đã liền bộc phát uy thế, nhưng tương tự cũng được khơi dậy mênh mông chiến ý. Vấn đề cảnh giới kém xa Xích Thiên, nhưng hắn có ỷ vào của hắn. Thái Tổ Sơn, nghênh địch. Khương Phàm giương bàn tay to lớn lên, Thái Tổ Sơn yên lặng ở bên trong Thông Thiên Tháp như một tôn chiến thần hoang cổ chợt thức tỉnh, thống ngự một đám đại sơn thượng cổ, giáng lâm đến chiến trường. Áp bách nặng nề tràn ngập ra khắp nơi, mấy chục ngọn núi cao kéo dài vạn dặm dãy, hoang dã vì đó mà vỡ nát, địa tầng cũng theo đó mà gào thét. Oanh! Rầm rầm rầm. Thái Tổ Sơn, đại sơn thượng cổ, sôi trào lên thổ khí cuồn cuộn, dành dụng phóng đại, từ vài mét đến mấy chục mét, lại đến mấy ngàn mét, hơn vạn mét, quy mô oanh oanh liệt liệt, chật ních khắp hoang dã, phế tích mênh mông biến thành núi rừng. Mấy triệu cây giáo giáng lâm, va chạm mãnh liệt cùng dãy núi núi lớn, thanh thế kinh khủng như sóng dữ vỗ bờ, nổ lên liệt diễm cùng tử khí vô biên vô tận, núi lớn liên tiếp di chuyển, nghiền ép mặt đất phát ra thanh âm cực kỳ khó chịu. Sau khi mấy triệu hùng binh đánh ra cây giáo, tất cả cũng không có một khắc nào ngừng lại, theo sát vồ giết tới, bọn hắn không có ý thức, không có sợ hãi, chính là những chiến binh cường đại bị điều khiển, tràn ngập che tới. Khương Phàm biết rõ cảnh giới bây giờ của mình không đủ để so đấu hỏa diễm ảo diệu cùng Xích Thiên Thần Tôn, mà loại thế công hao phí thời gian nửa ngày ngưng tụ này quá mạnh, nhất định phải nhất cử giải quyết, không được để lại một tơ một hào. Cho nên, Khương Phàm quả quyết trao đổi ý thức với khe nứt lớn dưới địa tầng, trùng kích Thái Tổ Sơn cùng Đại Sơn Thượng Cổ. Hắn gầm lên giận dữ, khơi dậy Sơn Hà Đại Táng. Ầm ầm, đại địa lật đổ, tai nạn bộc phát. Khí tức tuyệt vọng táng diệt từ trong địa tầng mãnh liệt lao ra, bao phủ hơn 1.000 dặm. Mấy triệu hùng binh còn không có giết tới gần Khương Phàm thì đã liền bị triều dâng bay thẳng lên trời tàn nhẫn nuốt diệt hết. Mênh mông sinh cơ, hài cốt cứng cỏi, bị chôn vùi dưới loại thiên uy đại thế này. Sơn Hà Đại Táng. Khương Phàm liên tục phóng tới, toàn diện bộc phát, sóng triều táng diệt triệt để sôi trào. Ngàn dặm Sơn Hà táng diệt. Vạn dặm địa tầng sụp đổ, đại địa tây bộ mênh mông đều tạo nên tầng tầng gợn sóng. Lấy ý chỉ của thần, hủy diệt đại địa, phạm vi hơn 5 vạn dặm, nhưng ở dưới sự cưỡng ép khống chế của Khương Phàm, 5 vạn dặm táng diệt tập trung phóng thích đến ngàn dặm nơi đây. Chiến trường biển lửa thật lớn lập tức nhận lấy tàn phá tàn khốc. Xích Thiên Thần Tôn vội vàng không kịp chuẩn bị bị bạo động như bài sơn đảo hải nuốt hết, một loại táng diệt vô hình cuồn cuộn trên mặt đất, giống như là thời gian mở đao. Lại như xiềng xích tử vong, cơ hồ muốn chôn sống hắn ở bên trong. A a a! Xích Thiên Thần Tôn kinh mà chưa loạn, cuồng bạo gầm thét, cửu thiên huyền hỏa mãnh liệt, mang theo hắn đang không có phương hướng tiếp tục hoành hành trong đại dương táng diệt minh mông. Hắn không phân rõ được phương hướng, nhưng có thể cảm nhận được chỗ u minh, hướng ngược lại chính là mặt đất. Bành! Sau nửa phút, nương theo sóng triều liệt diễm phun trào, Xích Thiên Thần Tôn cưỡng ép thoát khốn, bay lên hơn 5 vạn mét. Thân thể già nua vừa lộ ra suy yếu, có nhiều chỗ đều là da bọc xương. Đây chính là bộ bí thuật tại cuộc chiến Đại La Sơn lúc trước kia. Quả nhiên cường đại, bọn hắn bị thua không oan mà. Nhưng cái này, không giống như là võ pháp. Trái tim hoàng kim của Xích Thiên Thần Tôn bành trướng nhảy lên, khí tức sinh mệnh lưu chuyển toàn thân, cưỡng ép thanh lý suy yếu cảm giác. Hắn không nghĩ tới quân đội mấy triệu người mà mình hao phí thời gian nửa ngày kiến tạo, đã vậy còn bị giải quyết quá tùy tiện. Nhưng đây mới chính là chiến đấu hắn muốn, đưa tay vung lên, khống chế vòng xoáy tử vong ở xa xa. Đại chiến chính thức bắt đầu, phần thiên thần hoàng, tiếp chiến. Ầm ầm, vòng xoáy hắc ám tử vong nhanh chóng xoay tròn, nhấc lên liệt diễm cùng cương phong đầy trời. Sát khí xuyên suốt u minh địa ngục, chiến đao tử vong sớm ngưng tụ đã tránh thoát khỏi u minh, xông ra khỏi vòng xoáy, âm vang tranh minh, hồi hộp cả đất trời. Chiến đao tử vong không có đao cương sắc bén. Mà là xiềng xích đáng sợ bao quanh, giống như là âm lôi cuồn cuộn, cuồng kích thế gian, lại như là tử vong pháp tắc, thẩm phán tử vong. Nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, cho dù là ở giữa biển lửa cũng đều rét lạnh thấu xương, chớ nói chi là bên ngoài biển lửa phía sau bọn hắn, cũng nhịn không được mà dùng mình lên. Sau khi Khương Phàm phóng thích đại táng hắn đã trực tiếp khởi động niết bàn, trở lại đỉnh phong. Giờ khắc này, 3 cái rưỡi bản thân đều được phóng thích toàn bộ, khuấy động toàn thân. Thực lực tăng vọt.
hắn không có vội vã nghênh kích, mà là giơ cao phần thiên chiến đao, khởi động sát chiêu đã lâu tế thiên thức. Hao hết toàn lực thi triển một lần đại táng, tuyệt đối không thể cứ như vậy lãng phí. Ầm ầm, phần thiên chiến đao tăng vọt quy mô, từ 2 mét thẳng tới 2.000 mét, sôi trào lên liệt diễm ngập trời, giống như là núi lửa hoang cổ đại bạo phát. Thanh chiều cuồn cuộn, cường quang liệt liệt, lay động cả mảnh không gian này. Diệt thế phần thiên viêm hóa thành chu tước dương cánh, liệt diễm cuồn cuộn, dẫn dắt thiên đao, nguyên hỏa vạn vật hóa thành cự yêu mình người đuôi rắn, quay quanh thiên đao, ngẩng đầu lên trời rít gào, bát hoang tuyệt diễm thức tỉnh, dâng lên bức tranh chém giết vạn vật, chúng sinh tiêu tan tuyệt vọng, bao vây lấy phần thiên chiến đao. Ba loại thần viêm giúp đỡ, uy thế thiên đao trong chốc lát đã tăng vọt đến cao nhất. Ngay sau đó tế thiên thức cường thịnh được bắn ra, như uy lực thôn tính, vừa mới thả ra khí thức tai nạn, thậm chí là uy lực mấy triệu hùng binh giết chóc, cửu thiên huyền hỏa cùng đầy trời đều cưỡng ép hội tụ. Giờ khắc này phần thiên chiến đao đã có uy thế tuyệt luân, như là một tôn thiên thần thức tỉnh từ hoang cổ đánh tới, cuồng bổ hơn 30 dặm, nghênh kích thanh chiến đao tử vong kia. Một bên sáng lạn như mặt trời, một bên hắc ám như vực sâu. Một người cường thế như thiên thần, một người khủng bố như u minh quỷ hoàng, song đao giao kích, nháy mắt đã dẫn phát bạo tạc kinh khủng, bao phủ hoàn toàn phế tích cùng đất trời. Mười phương mênh mông, đều là cường quang và tử khí, như là nhân gian cùng địa ngục chém giết một trận. Bọn người thiên hậu đều không thể không liên tiếp lui về phía sau. Thôn phệ, sóng xích thiên thần tôn gào lớn giữa bầu trời, không trung trải rộng ra hơn 300 dặm vòng xoáy thôn phệ cuồng dã chuyển động. Lấy vô cùng kinh khủng xé rách uy lực, cưỡng ép cướp đoạt năng lượng đất trời, không chỉ có bạo tạc đưa tới trùng kích cưỡng ép cuốn tới bầu trời, thậm chí ngay cả phần thiên chiến đao đều nhận phải dẫn dắt. Song đao giao kích đưa tới năng lượng cường thịnh đến đâu, giờ phút này uy lực và năng lượng trong vòng xoáy bạo động sẽ khủng bố đến đó. Cái uy áp kia, để cho người ta ngạt thở, thanh thế nơi đó, để cho người ta tuyệt vọng. Trong chốc lát, vòng xoáy thôn phệ đã ầm vang sụp đổ, như là không chịu nổi lực lượng thôn phệ. Nhưng đây không phải chân chính đổ sụp, mà là triệt để phóng thích, toàn bộ đều hóa thành cửu thiên huyền hỏa, bao phủ cả chiến trường. Cửu thiên huyền hỏa bộc phát năng lượng đến cao nhất, nhiệt độ liệt diễm như muốn đốt cháy cả thế gian. Vòng xoáy sinh tử theo đó mà mở rộng, cuồng bạo ngưng tụ khí tức sinh mệnh. Nếu như tràn vào chiến khu của Xích Thiên Thần Tôn, hắn sẽ kiêu ngạo trở lại đỉnh phong, thậm chí trở nên càng mạnh hơn mấy phần. Đây chính là chỗ bá đạo và kinh khủng của cửu thiên huyền hỏa. Càng là chỗ phi phàm để tranh hùng cùng phần thiên diệt thế viêm. Nhưng, hiển nhiên hôm nay Xích Thiên Thần Tôn không phải muốn sống, mà là muốn chết, cho nên, cái nguồn năng lượng sinh mệnh cường đại khủng bố đến mức có thể nghịch chuyển sinh tử này, dưới sự thao túng tối đa của hắn đã cho thấy diễn biến kinh thế hãi tục. Hống hống hống, tiếng giống to kinh thiên, âm thanh đoạn vạn cổ. Một con cự long xông ra khỏi vòng xoáy, quay quanh trên bầu trời, ép đến khắp chiến trường. Ngay sau đó, con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư, mãi cho đến con thứ chín. Chín con cự long, mỗi con 10 vạn mét, toàn bộ đều huy động lên liệt diễm, bắn ra thần uy, phát ra tiếng gào thét chấn thiên động địa, như là muốn gào vỡ cả không gian, giống đến diệt tinh thần. Tiểu lão tổ tông của ta ơi! Miệng hồng hoang thiên long đều run run, mặc dù bất kỳ một thần linh nào cũng đều là tư chất ngút trời, có được tư chất cường đại ngạo thế dân chúng, nhưng Xích Thiên Thần Tôn đây liên tiếp phóng thích. Vẫn để bọn hắn cảm nhận được áp bách đến ngạt thở. Mặc dù đây không phải cự long thật sự, nhưng, mẫu thân nó. Trọn vẹn 9 con sao. Là cửu thiên huyền hỏa thực sự quá mạnh, hay cả lão gia hỏa này quá biến thái. Cửu thiên huyền hỏa, có tư cách xưng đế, tiếc rằng U Minh không cho phép. Đan Hoàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cửu thiên huyền hỏa diễn dịch khủng bố như thế, nhưng cũng nhớ tới lời đồn lưu truyền trong lịch sử kia. Hắn xác thực mạnh hơn so với ngàn năm trước, mạnh hơn nhiều lắm. Ngay cả thiên hậu cũng đều bị một màn ở phương xa làm cho rung động. Thế thì còn đánh như thế nào? Thái Dương Kim Ô trừng trong mắt, Khương Phàm xác thực cường hãn, nhưng cảnh giới cùng tạo nghệ bây giờ của lão gia hỏa này, chỉ sợ đều muốn chạm đến vấn đề bán đế rồi. Phần thiên thần hoàng, đừng dùng chu tước truyền thừa, chí tôn sát kiếm, thoát sinh thuật, tất cả không được. Lấy cảnh giới bây giờ của ngươi. Còn thôi động không ra uy lực chống lại một kích này với ta. Để cho ta nhìn xem, ngươi còn có truyền thừa gì cường đại hơn so với ngươi kiếp trước, lấy hết ra đi. Xích Thiên Thần Tôn không có vội vã tiến công, chiến khu già nua gầy gò thao túng 9 con cự long kinh khủng, liệt diễm bạo động xung quanh hắn như là đại đế nhìn xuống dân chúng, khí tức quá cường thịnh,
Nếu như Chu Thiên Thần Tôn tới, chỉ sợ đều muốn sợ hãi thán phục trước sự trưởng thành ngàn năm qua của Xích Thiên Thần Tôn này. Giống, Cửu Long khiếu thiên, tranh hùng giữa trời, bọn chúng dâng lên liệt diễm vô biên, ù ù bay lên, như là muốn đánh sụp đổ đất trời mênh mông. Khương Phàm cau mày, kích phát ra thực lực nhiều hơn gấp 3 lần, đã đầy đủ cường đại, cũng chuẩn bị muốn kích phát Chí Tôn sát kiếm, nhưng cảm nhận được uy thế của Cửu Thiên Huyền Hỏa nghịch thiên như vậy, ánh mắt lấp lóe, sau đó lại dứt khoát mở ra Nhật Nguyệt Tinh Thần Đại Táng. Càn Khôn Đại Táng cần dung hợp, cần tiêu hao thời gian, Khương Phàm không dám mạo hiểm, nhưng Nhật Nguyệt Tinh Thần Đại Táng đã bị hắn lĩnh ngộ được chân ý, gấp 3 thực lực thôi phát, hẳn là có thể chống đỡ thế công của Cửu Thiên Thần Tôn giờ khắc này. Bầu trời đột nhiên bắn ra, phá thành mảnh nhỏ, hắc ám tĩnh mịch núi liền minh mông thâm không, tiếp đó lại lấp lóe cường quang, tinh không sáng chói nở rộ trong bóng đêm. Xích dương nhấc lên, chiếu thấu vạn cổ. Ánh trăng chìm nổi, tịch liêu thiên thu. Đây là ý chỉ thương thiên, nhật nguyệt tinh thần, tiêu tan hỗn độn, ta, phụng ý của trời, hủy trời diệt đất. Vẻ mặt Khương Phàm dữ tợn, bộc phát cuồng uy vô tận. Trong chớp mắt, tinh thần cuồn cuộn, thức tỉnh, hừng hực như đại dương hoành kích, ánh trăng mát mẻ lao nhanh, thâm không vô tận với nhật nguyệt tinh thần đều đang mãnh liệt lắc lư, dung chuyển thế giới hỗn độn ở ngoài không gian, bọn chúng nhanh chóng phóng đại, xẹt qua hư không, vượt qua không gian giống như đột nhiên xuất hiện trong thế giới thật. Mỗi ngôi sao đều giống như núi lớn, hoành không bạo kích. Mặt trời kinh khủng càng là rọi khắp vạn dặm núi sông, nghiền ép đất trời. Ánh trăng giá lạnh nhấc lên luồng không khí lạnh như đại dương, giao hòa cùng uy lực mặt trời cuồng liệt, bắn ra uy lực nghịch loạn âm dương. Cảnh giới của Khương Phàm tại giờ phút này thua xa tại Xích Thiên Thần Tôn, nhưng toàn diện thả ra Nhật Nguyệt Tinh Thần Đại Táng, lại được thiên uy bao phủ nên đã bước thẳng tới đỉnh phong thần cảnh. Xích Thiên Thần Tôn chau mày, lần nữa cảm nhận được khí tức mai táng địa tầng quỷ bí trước đó, bên tai càng là quanh quẩn lên âm thanh, phụng ý chỉ của trời, từ Khương Phàm kia, hắn mang theo vẻ mặt phức tạp liếc mắt nhìn Khương Phàm ở giữa Nhật Nguyệt Tinh Thần. Thời khắc này, Khương Phàm như là Chu Tước Thủy Tổ đang dương cánh giáng lâm tại thâm không, hai cánh của nó như tinh thần, hai con ngươi như Nhật Nguyệt, cái đại thế hủy diệt thần bí kia như là siêu thoát ra khỏi cơ thể phàm thai, mờ mịt với thế giới bên ngoài. Xích Thiên Thần Tôn đưa tay đánh một kích. Cửu Long khiếu thiên, cuồng kích không gian, bay ngược lên trời, sau lưng bọn chúng là liệt diễm vô biên, kịch liệt oanh động, như là xuất hiện một mảnh thế giới yêu thú vô biên vô tận, bọn chúng đang lao nhanh giữa rừng núi, đang chập chờn giữa đại dương mênh mông, theo 9 con cự long nghịch chiến tinh không. Ầm ầm, trận bạo tạc kinh khủng, lít nha lít nhít dẫn bạo liên tục, tầng tầng lớp lớp trùng kích ra khắp nơi, mấy trăm dặm chiến trường triệt để sụp đổ, đại chiều năng lượng sôi trào như giống như thiên tai. Quét sạch 4 phương 8 hướng, bọn hắn đều bị nguồn năng lượng kinh khủng này bao phủ, lôi cuốn lấy chạy đi tứ tán. Bất luận bọn hắn giãy giụa như thế nào, chống cự như thế nào thắt cũng đều khó mà ngừng lại, thân thể mất đi khống chế liền lùi lại mấy trăm dặm, huyết khí toàn thân nhấc lên, máu me đầm đìa, vốn rằng tổn thương do cuộc chiến tại Côn Lôn lưu lại cũng không có khôi phục, bây giờ lại lần nữa tăng lên. Sau khi bọn hắn chật vật dừng lại, sắc mặt đều trắng bệch như tờ giấy, kịch liệt thở dốc. Dõi mắt nhìn ra đầu nguồn hỗn loạn nơi xa, kinh hãi trong lòng tăng lên lần nữa. Xích Thiên Thần Tôn, còn sống không? Xích Thiên Thần đao của ngươi đâu? Sau khi Khương Phàm phóng thích toàn lực, thân thể đã trở nên cực kỳ suy yếu. Đối mặt với Xích Thiên Thần Tôn cường đại như thế, hắn dứt khoát lựa chọn niết bàn lần thứ hai, nhanh chóng khôi phục thực lực toàn thịnh, lại không có bất kỳ sự chần chờ gì, hắn đạp không lao tới, mang theo liệp thần thương giết qua. Xích Thiên Thần Tôn đứng trong phế tích chưa hết bạo động, khóe miệng chảy máu, thân thể khô quắt. Bạo tạc kinh khủng đã triệt để xua tán đi huyền hỏa lĩnh vực mà hắn kiến tạo, mà phóng thích cực hạn cũng làm cho hắn càng thêm suy yếu. Nhưng hắn vẫn không có để ý tới thương thế cùng tiêu hao, mặc cho năng lượng tàn phá khắp nơi, cũng không nhìn đến thân thể suy yếu. Hắn ngẩng đầu nhìn tràng cảnh tai nạn tứ linh vỡ nát, tinh thần tiêu tan, cẩn thận cảm nhận được cái loại khí tức tai nạn phiêu miểu thần bí kia. Xích Thiên Thần Tôn, cầm lấy đao của ngươi. Khương Phàm xốc lên liệt diễm, cường thế giết tới, mãnh liệt nhấc lên, đánh ra liệp thần thương. Ầm ầm tiếng vang, rung động cả chiến trường. Liệp thần thương bộc phát ra sát uy, sát khí mãnh liệt như đại dương, huyết văn mặt ngoài như huyết hà lao nhanh, tàn hồn thần ma đang yên lặng lại gào thét với càn khôn. Liệp thần thương khóa chặt Xích Thiên Thần Tôn, mênh mông chiến trường như là đột nhiên biến thành lĩnh vực săn giết của nó. Xích Thiên Thần Tôn giống như lúc này mới chú ý tới Khương Phàm, nhưng không có chống cự,
mà là không tránh không cần tiếp nhận một kích này. Phốc phốc, Liệp Thần Thương sâu thể, cường đại sát khí cuồn cuộn khắp chiến khu, Xích Thiên Thần Tôn lảo đảo lui lại mấy bước, nơi ngực xuất hiện nột cái lỗ, nội tạng mạch máu đều bị xoắn nát, mênh mông sinh cơ đều bị kéo ra ngoài. Cơ thể lõm khọm của hắn suýt chút nữa đã quỳ trên mặt đất, lại ngoan cường chống đỡ được. Khương Phàm hơi nhướng mày, làm cái gì vậy? Liệp Thần Thương, danh bất hư truyền, đáng tiếc, đao của ta, không mang. Phần Thiên Thần Hoàng, còn có truyền thừa gì? Một kích cuối cùng, gánh không được, người chết, gánh vác được, ta chết. Xích Thiên Thần Tôn có chút nhắm mắt, lại mở ra, trong tiếng tạch tạch quái dị, hốc mắt vỡ nát. Hai con mắt đại biểu cho vĩnh sinh đánh về phía bầu trời. Hai con mắt đại biểu cho tử vong thì vọt vào địa ngục. Hai con mắt đại biểu cho thôn phệ thì ở lại trong hốc mắt, bắt đầu thôn phệ huyết khí, hồn khí, cùng toàn bộ năng lượng còn sót lại ở khí hải trong chiến khu của hắn. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Khương Phàm cảnh giác, nhanh chóng rút lui về sau. Một kích này của ta, cần thời gian, ta không vội, ngươi cũng chớ gấp. Xích Thiên Thần Tôn răng môi run run, miệng đầy máu tươi, ngẩng đầu lên, đồng mâu thôn phệ hấp thu tiềm lực toàn thân hắn, phun ra huyền hỏa liệt diễm khủng bố tuyệt luân, một lần nữa trải rộng ra biển lửa mênh mông. Hai con mắt tượng trưng cho vĩnh sinh quấn quýt nhau ở hai bên, xoay tròn quanh nhau, dẫn dắt liệt diễm cuồn cuộn, tái tạo vòng xoáy sinh mệnh. Hốc mắt tượng trưng cho tử vong cũng dẫn dắt liệt diễm đang dây dưa bên trong, một lần nữa xuyên suốt u minh địa ngục. Nhưng sinh mệnh huyền hỏa không ngừng chìm xuống, vòng xoáy tử vong thì bắt đầu nhấc lên, như là hai cái thế giới sinh tử đang nhanh chóng giao hòa. Khương Phàm thực sự không hiểu rõ Xích Thiên Thần Tôn muốn làm gì, nhưng đã có thời gian, vậy cũng chớ khách khí. Hắn nhanh chóng kéo dài khoảng cách, ý thức đầu tiên là kết nối với đại địa mẫu khí, lần nữa thăng hoa đến không gian đất trời, sau đó rời khỏi thế giới luân khuếch, giao hòa thế giới phía ngoài. Giờ khắc này, hắn như là hóa thân thành thiên đạo, vô biên khổng lồ, cường hãn không gì sánh được, mà trong tay. Lại cầm lấy thế giới này. Xích Thiên Thần Tôn không nhìn đến thân thể suy yếu và đau đớn của mình, hắn lấy thôn phệ chi mâu, phóng thích toàn bộ tiềm lực của mình, duy trì cửu thiên huyền hỏa nở rộ. Duy trì hai cái vòng xoáy sinh tử tiếp tục phóng đại, từ trăm dặm đến vài trăm dặm, như là sinh tử lưỡng giới muốn va chạm toàn diện tại thời khắc này, như là sinh tử đại đạo sụp đổ vặn vẹo ở ngay chỗ này. Phần Thiên Thần Hoàng, chuẩn bị xong chưa? Một kích cuối cùng, một kích cuối cùng, cửu thiên huyền hỏa áo nghĩa chí cao nghịch loạn sinh tử. Xích Thiên Thần Tôn gào lớn, mênh mông như thiên âm, hùng vĩ như biển gầm, toàn bộ huyền hỏa trong chốc lát đã tràn vào hai cái vòng xoáy sinh tử. Trong lúc vòng xoáy sinh tử đang bộc phát kịch liệt đã bày biện ra hình ảnh kinh hãi tuyệt luân, hóa thành thế giới nhân gian, phồn thịnh mênh mông, sinh cơ bừng bừng, phía dưới địa tầng thì là u minh địa ngục, âm trầm khủng bố, vạn quỷ lao lên trời. Hắn, diễn biến ra nhân gian và u minh. Cái gì gọi là thần uy, đây mới thật sự là thần cấp. Mà ở giữa sinh tử lưỡng giới, sinh mệnh pháp tắc và tử vong pháp tắc như hàng tỷ tia lôi đình, bắt đầu kịch liệt xen lẫn. Càng bắn ra khí tức khủng bố hủy trời diệt đất, nghịch loạn sinh tử, dính líu đến thế giới thật cùng u minh thật đều phát ra thanh âm răng rắc, thanh âm một ngạt không gì sánh được, quỷ dị không gì sánh được, tràn ngập mấy vạn dặm, thậm chí là 100.000 dặm. Rút lui. Đông Hoàng càng kinh hãi quát tháo, cuốn tất cả mọi người lên chật vật chạy trốn. Ầm ầm. Sinh tử lưỡng giới va chạm mãnh liệt, đụng vào nhau. Trong lúc nổ tung, cứ như là sinh linh vạn vật, u minh địa ngục đều có thể triệt để đi tới hướng hủy diệt, không có luân hồi, không có hy vọng, không có tương lai. Xích Thiên Thần Tôn thi triển cực hạn chưa bao giờ thi triển qua, như là chân chính siêu thoát khỏi thế gian, siêu thoát khỏi sinh tử, tọa vị ở phía trên chúng sinh vạn linh. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, Càn Khôn, Đại Táng, Khương Phàm bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, hư ảnh thế gian như được nắm trong ý thức, trong chớp mắt, thế giới trong tay hắn ngừng chuyển động lại, nhật nguyệt tinh thần. Đất trời không gian, địa tầng cuồn cuộn, đều triệt để hủy diệt tại thời khắc này. Trong thế giới thật, hơn 10 vạn dặm đều xuất hiện lắc lư kịch liệt, từ địa tầng đến không gian, lại đến hư không, đều liên miên nổi lên gợn sóng bất tuyệt, nhưng dưới sự cường thế áp xúc của Khương Phàm, cái cơn sóng chiều tai nạn cuồn cuộn vô tận kia đang mãnh liệt áp xúc, sau đó lại bị phóng thích tại mấy trăm dặm chiến trường này. Ầm ầm. Khi sinh tử lưỡng giới va chạm mãnh liệt gây nên nghịch loạn sinh tử, Càn Khôn vạn đạo xung quanh đều bị chôn vùi triệt để. Đây đã không còn là năng lượng va chạm, mà là đại đạo giao kích, không có bạo tạc quá mãnh liệt, mà là quỷ bí quy hư, bóng tối vô tận.
toàn bộ thế giới cứ như trong lúc bất chợt biến mất giữa Khương Phàm cùng Xích Thiên Thần Tôn, nhưng bọn hắn thân ở bên trong hắc ám vô tận, trong sóng chiều táng diệt, uy lực sinh tử lại đang tàn phá bừa bãi. Khương Phàm mệt mỏi suýt chút nữa đã bị chôn vùi, linh hồn đều đang chật vật dẫy dụa giữa sống và chết, cứ như là lúc nào cũng có thể chết đi. Xích Thiên Thần Tôn cũng bị oanh tạc be bét máu thịt, chật vật không chịu nổi, nhưng hắn vẫn không có để ý tới, hắn có chút ngẩng đầu, mở hai tay ra, cảm nhận được nguồn năng lượng thần bí khó lường này. Thật lâu, năng lượng kinh khủng chậm rãi tiêu tán từ trong mảnh không gian hư vô này, Khương Phàm mệt mỏi đứng ở nơi đó, ý thức hoảng hốt, bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng hắn càng ngày càng không hiểu nổi Xích Thiên Thần Tôn. Đây là lực lượng gì? Xích Thiên Thần Tôn nhẹ giọng nói nhỏ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ý chỉ thiên đạo, sơn hà đại táng, thiên địa đại táng, nhật nguyệt tinh thần đại táng, cuối cùng sát nhập. Càn khôn đại táng, ngươi lấy được từ nơi nào? Ngươi không cần biết. Ý chỉ thiên đạo, thiên đạo. Xích Thiên Thần Tôn thăm thẳm than nhẹ. Thì ra, là ý trời sao, ta, đã hiểu, ta, đã tìm được đáp án. Lão già, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Khương Phàm nắm chặt Liệp Thần Thương trở về, cố nén suy yếu, chỉ tới Xích Thiên Thần Tôn. Con người tượng trưng cho thôn vệ trong hốc mắt Xích Thiên Thần Tôn mở đi, hắn nhìn Khương Phàm, thanh âm suy yếu lại phiêu miểu, lại như là giải thoát rồi nhẹ nhõm. Phần Thiên Thần Hoàng. Khương Phàm chau mày, lạnh lùng nhìn hắn. Người bình thường của thần triều là vô tội, bộ thần khu này, người cầm lấy đi, mạng của bọn hắn, người giữ lại. Xích Thiên Thần Tôn nói xong, đau thương cười một tiếng, quay về hướng Xích Thiên Thần Triều, phát ra một tiếng gào thét bi thương, âm thanh chấn động hư vô. Liệt tổ Liệt tông, ta, Chu Võ Ninh, hướng các ngài, hướng thần triều, tạ tội. Bành. Tiếng nói vừa kết thúc, trong lúc bất chợt Xích Thiên Thần Tôn đã tự chôn vùi linh hồn mình, không có chút do dự gì, quả quyết mà quyết tuyệt. Đôi mắt ảm đạm dập tắt trong nháy mắt, chiến khu thẳng tắp hơi rung nhẹ sau đó liền ầm vang quỳ xuống, hướng phía Xích Thiên Thần Triều, cúi xuống cái đầu cao ngạo cả đời của hắn. Tại lúc liệt diễm dập tắt, một khắc này, hai tròng mắt trống rỗng của hắn nhỏ xuống dòng huyết lệ, trượt xuống khuôn mặt già nua. Tại một khắc cuối cùng khi ý thức tiêu tán, hắn khẽ nhúc nhích đôi môi, thì thào một câu chỉ có chính hắn nghe được, cũng chỉ có chính hắn đã hiểu, rung động mà nói. Thương Huyền A, ta, sai. Bên trong U Minh địa ngục, Chu Phục Sinh vừa mới mang đội ngũ thần triều ra khỏi cửu U, an toàn rơi vào U Minh địa ngục, trong lòng đột nhiên luống cuống một chút. Chu Thái nhìn Phục Sinh Thần Tôn còn đang nhìn lại thâm không, vội vàng hô to. Thần Tôn, đều đã đi ra, không thiếu ai cả. Chu Phục Sinh kinh ngạc nhìn qua thâm không, hoảng hốt một lát, đưa tay lật lên một cái tế đàn phong cách cổ xưa, dưới huyền hỏa liệt diễm vần quanh, lơ lửng ở trên không. Tại đỉnh chóp tế đàn, mảnh liệt diễm tượng trưng cho Xích Thiên Thần Tôn kia. Đã dập tắt, đội ngũ thần triều đang ồn ào hỗn loạn liên tiếp an tĩnh lại. Tất cả ánh mắt đều rơi vào đỉnh tế đàn ảm đạm. Thần Tôn, Chu Phục Sinh lắc lư ánh mắt, nước mắt tràn mi mà ra. Đó là Thần Tôn, là nguyên hỏa sinh mệnh của Thần Tôn sao? Dập tắt, làm sao lại dập tắt? Là cửu u thâm không quấy nhiễu nguyên hỏa sinh mệnh cảm ứng sao? Sau một trận nghị luận tạp nhạp, đội ngũ lần nữa an tĩnh lại. Khi Chu Phục Sinh, cúi người, cong chân đối với thâm không, lại quỳ xuống ở nơi đó. Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh cả người, như ngũ lôi oanh đỉnh, nhao nhao cứng lại ở đó. Thần Tôn, ngài không cần thiết phải như vậy. Ngài thật, không cần thiết phải như vậy. Chu Phục Sinh cúi đầu thật sâu, rơi lệ không thôi. Hắn hiểu Thần Tôn. Đối mặt với Khương Phàm có uy lực đại chiến Côn Lôn đắc thắng, bọn hắn tử thủ hoàng thành đã không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể bỏ đi tôn nghiêm, rút lui toàn thể. Như thế này mặc dù không có mặt mũi, lại có thể bảo toàn thực lực. Trong tương lai trở lại Thương Huyền. Nhưng, hoàng thất rút lui, vứt bỏ tổ địa, vứt bỏ hoàng thành, vứt bỏ vạn dặm sơn hà, đây là tội lớn. Làm thống lĩnh tối cao nhất hoàng thành, thần tôn cần cho thần triều một cái công đạo, cho tiên tổ một cái công đạo, càng cần cho những các gia chủ vương hầu rút lui này một cái công đạo hơn, cho nên. Hắn ở lại, đã từng là hộ giả mạnh nhất Thương Huyền đại lục, Xích Thiên Thần Tôn đối với trăm vạn dặm Cẩm Tú sơn hà kia có quyến luyến cùng trách nhiệm thật sâu. Khi trận đế ước với ý muốn cứu vớt Thương Huyền kia đột nhiên biến thành ác mộng, thì nội tâm Xích Thiên Thần Tôn đã tiếp nhận quá nhiều dày vò và đau đớn, hắn hỗn loạn. Hắn tức giận, hắn mê mang,
đã từng không dám không muốn thừa nhận. Loại cảm giác này, chỉ sợ chỉ có một mình Xích Thiên Thần Tôn là rõ ràng nhất. Mà khi rút lui khỏi Hoàng Thành, một khắc này đã mang ý nghĩa đại chiến đế ước là không thể tránh né, hắn làm kẻ cầm đầu. Không có mặt mũi nào lại đi trốn tránh, càng không còn mặt mũi nào đối với Thương Huyền. Tại thời khắc Thần Tôn làm ra quyết định này, chỉ sợ cũng không muốn rời khỏi Thương Huyền. Ta đã hiểu lựa chọn của ngài ấy, nhưng ta lại không rõ lựa chọn của ngài. Chu Nguyên Chính đứng ở bên cạnh phụ thân, tự lẩm bẩm. Không ai có thể hiểu lựa chọn của ngài ấy, bởi vì chúng ta không phải là ngài. Chu Thái hoảng hốt. Ngài ấy già rồi, ngài ấy không có kiên cường như trước nữa. Chu Ngạo Hoàng dùng sức nắm chặt lấy nắm đấm. Thần Tôn, ngài là kẻ hèn nhát, ngài là hèn nhát ta. Xem thường ngài. Chu Nguyên Bá càng không hiểu, nhưng trong hốc mắt vẫn bịt kín một tầng nước mắt. Toàn thể con dân thần triều. Chu Phục Sinh đột nhiên lên tiếng hét lớn, thanh âm mang theo sự run rẩy, càng mang theo cả bi thương. Đội ngũ thần triều nhao nhao đứng thẳng người dậy, quỳ xuống hướng Cửu U Thâm Không. Chúng ta, cung tiễn Thần Tôn. Chu Phục Sinh với hai mắt đẫm lệ mông lung, trong lòng mặc niệm một tiếng, chỉ mong ngài tìm tới đáp án của mình, đạt được sự an bình trong ngài. Ngài đã mệt mỏi rồi, ngài hãy đi mạnh khỏe, trong lòng ta, ngài. Vô tội, không thẹn. Cung tiễn Thần Tôn. Toàn thể cường giả thần triều, trong mắt chứa nhiệt lệ, quỳ lạy thật sâu trong hoang dã giá lạnh tại địa ngục. Triệu Thanh Duẫn đứng ở bên cạnh, vẻ mặt phức tạp nhìn một màn này, lại nhìn phía Cửu U Thâm Không giá lạnh kia. Giờ khắc này, nội tâm của nàng lại có chút xúc động, cũng không phải là gì khác, mà là đối với vị lão nhân kia, sinh ra kính ý. Đến cuối cùng hắn có tính là tội nhân Thương Huyền hay không? Khương Phàm nắm chặt Liệp Thần Thương, cảnh giác Xích Thiên Thần Tôn, sau khi nhiều lần xác định không có sinh tức, mới đi tới trước mặt hắn. Xích Thiên Thần Tôn với tóc trắng phơ, cơ thể già nua còng xuống, tư thế của hắn ngay lúc này. Như là một tội nhân, vẻ mặt của Khương Phàm dần trở nên phức tạp, lão tặc chết rồi. Cứ thế mà chết đi sao? Thậm chí Khương Phàm có chút hoảng hốt mà hoài nghi, đây thật sự là Xích Thiên Thần Tôn sao? Vì sao? Cái này không phải muốn chết, cái này căn bản là tự sát. Là đào vong, là tự sát, rốt cuộc Xích Thiên Thần Tôn đang suy nghĩ gì? Thiên Hậu, Đan Hoàng và cả đám người phát giác trong hư vô không có động tĩnh, mạo hiểm xông tới, nhưng nhìn Xích Thiên Thần Tôn lơ lửng trong bóng đêm với tư thế ngồi quỳ chân đó, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn lo lắng nhất chính là Xích Thiên Thần Tôn sẽ kéo lấy Khương Phàm đồng quy vô tận, nhưng đây là tình huống như thế nào? Hắn tự sát. Lời Khương Phàm vừa nói ra để đám người lần nữa ngây người. Xích Thiên Thần Tôn, tự sát. Thần linh mạnh nhất Thương Huyền, tự sát. Hắn mặc kệ Xích Thiên Thần Triều của hắn sao? Hắn đây là đã nghĩ thông suốt, hay là không nghĩ ra? Hắn nói cái gì? Đan Hoàng mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn Xích Thiên Thần Tôn, đột nhiên có chút đã hiểu, suy nghĩ kỹ một chút lại rất không hiểu. Dùng thần khu của hắn, đổi lấy mệnh ngàn vạn con dân Xích Thiên Hoàng Thành. Chỉ với điều kiện này. Chỉ một điều kiện này. Khương Phàm chậm rãi lắc đầu, coi như muốn bảo đảm mệnh con dân thần triều, giống như cũng không thể dùng cách này. Mà cuối cùng trận chiến đấu này, căn bản không phải cái gì gọi là liều mạng tranh đấu, giống như là Xích Thiên Thần Tôn đang muốn hiểu rõ thực lực thật sự của hắn. Hiểu rõ xong, thì chết. Tiện nghi cho hắn. Thiên Hậu không hề thương hại, thảm kịch tại cuộc chiến Đăng Thiên Kiều, 12 hoàng đạo đánh nhập tai nạn vào vạn thế, người chỉ dẫn đều là Xích Thiên Thần Tôn, mà nàng đều là người tự mình trải qua, cũng là người trực tiếp trải qua nhất, thù này đã khắc cốt ghi tâm. Nàng cố gắng tu luyện, chính là vì sẽ có một ngày có thể liên thủ cùng Khương Phàm, tự mình giết hắn. Khương Phàm yên lặng đứng một lát, sau đó chế trụ thần khu của Xích Thiên Thần Tôn, lôi vào Thông Thiên Tháp. Tuyên cáo thiên hạ, Xích Thiên đã chết, thần triều không còn, Thương Huyền. Nhất thống, mặc kệ vì sao Xích Thiên Thần Tôn chết, nhưng chung quy vẫn chết rồi, bộ siêu cấp thần khu này có thể bù đắp được 2-3 kẻ tân tấn thần tôn. Chỉ đáng tiếc là, không có đạt được hỏa nguyên, không có đạt được thần khí của Xích Thiên Thần Triều. Xích Thiên Thần Triều kịch biến, trong thời gian rất ngắn oanh động khắp Thương Huyền Đại Lục, cũng kích thích đến tai mắt đế tổ tản mát các nơi thật sâu. Không đợi Khương Phàm khởi xướng trận vây bắt cuối cùng, vậy mà Xích Thiên Thần Tôn lại từ bỏ chống cự, mang theo tất cả gia tộc đỉnh cấp thần triều thoát khỏi Hoàng Thành, mà Xích Thiên Thần Tôn. Hư hư thực thực chiến tử tại Xích Chi Đại Liệt Cốc.
Đối với cường tộc thiên hạ còn chưa có tỉnh táo lại từ trong cuộc chiến Côn Lôn mà nói, tin tức này thật sự là mang tới trùng kích quá lớn. Chuyện này có nghĩa là phần thiên thần hoàng đã thật sự hoàn thành đại nhất thống Thương Huyền. Cách cục Thương Huyền với 12 hoàng đạo đã từng là thế chân vạc, chính thức bị đánh vỡ. Bát bộ hoàng đạo hùng cứ 8 phương ngoại vực, một cái bị phế, một cái trung lập, một cái hợp tác, 5 cái hủy diệt. Tứ đại thần tộc uy chấn thiên khải, một cái hủy diệt, một cái đảo vong, 2 cái hợp tác. Ngay cả thánh địa bảo vệ dân chúng đều bởi vì Tổ Sơn đổi chủ mà cũng đã lựa chọn ủng hộ. Toàn bộ Thương Huyền đại lục với 100 vạn dặm Sơn Hà đều đã quy thuận Khương Phàm, nhận Khương Phàm điều tiết khống chế an bài. Mà trận kịch biến thế kỷ như mưa rông gió bão này, chỉ dùng mấy chục năm ngắn ngủi. Đây là công tích huy hoàng vĩ đại đến cỡ nào, đây là chiến tích chói mắt đến cỡ nào. Đối với đế tộc mà nói, tin tức này là tới trở tay không kịp. Thương Huyền cứ nhất thống như vậy. Chuyện Xích Thiên phản kích được bọn hắn ký thác kỳ vọng, không những không thể tạo thành tổn thương cho bọn người Khương Phàm, ngược lại còn bí mật đào vong. Mà bây giờ khoảng cách kỳ hạn đế ước, còn lại dòng dã 20 tháng. Trong 20 tháng này, đầy đủ để phần thiên thần hoàng chỉnh đốn Thương Huyền, tăng thực lực lên. Lại hồi tưởng thảm bại tại chiến trường Côn Lôn cùng việc thế giới mới dựa vào, lần đầu tiên bọn hắn đã cảm nhận được nguy cơ. Thậm chí có mấy đế tộc đã bắt đầu cân nhắc là có cần phải đợi đến tháng 9 sang năm hay không. Bây giờ trực tiếp giết đến, có phải thích hợp hơn hay không? Dù sao cũng chỉ còn lại 20 tháng mà thôi, ai biết sẽ xuất hiện biến cố gì. Nơi sinh ra ý nghĩ này chính là Bạch Hổ đế tộc và Cự Long đế tộc. Có đế tộc lại đưa ra cảnh cáo với đế tộc khác, nhất định phải tuân thủ đế ước. Bất luận là đế tộc nào cũng không được sớm bước vào Thương Huyền. Trong này trừ tín dự đế tộc cao ngạo của bọn hắn ra, càng quan trọng hơn là bọn hắn còn chưa chuẩn bị cẩn thận. Ví dụ như hai đại ma tộc, ma hoàng của bọn chúng đều là một chết một phế, cần thời gian khôi phục nguyên khí, tái tạo lại chiến khu ma hoàng và bồi dưỡng cường giả mới, thậm chí càng cần đế quân tự mình ổn định phụ thuộc ma tộc đang, dục dịch. Những chuyện này đều cần thời gian. Đến tháng 9 sang năm cũng nhất định đều không thể hoàn thành. Nếu như yêu tộc sớm tiến công, bọn chúng sẽ thế nào? Là cùng hay là không cùng tiến công đây? Dù sao, xâm lấn Thương Huyền không chỉ là phế đi Khương Phàm, mà còn muốn chia cắt Thương Huyền, cuối cùng giữa tất cả đế tộc đều muốn giao phong. Thực lực bọn hắn không tốt, sau khi xông vào không chỉ có lại nhận Khương Phàm trọng điểm đả kích, sau đó sẽ càng gặp phải đế tộc khác phản công. Cho nên, vì để uy hiếp yêu tộc táo bạo, tránh cho bọn chúng sớm xuất kích, huyết ma tộc và hắc ma tộc đã lần đầu liên hợp, công khai áp chế. Nếu như ai dám ra tay sớm, ma tộc chắc chắn sẽ tại thời điểm bọn hắn xâm lấn Thương Huyền, quét ngang tất cả hoàng thành yêu tộc tại Thiên Khải, thậm chí uy hiếp hang ổ các ngươi. Yêu tộc không chiếm được duy trì, cũng không dám tùy tiện bước chân vào Thương Huyền, dù sao Thương Huyền bây giờ cũng đã có 4 tôn thần, trong thời gian ngắn nói không chừng còn có thể bồi dưỡng thêm được 2 tôn thần nữa. Bạch Hổ cùng Cự Long cũng cần làm chút thương lượng cùng Huyền Vũ đế tộc và Tinh Linh đế tộc trước khi khai chiến. Cứ như vậy, đế tộc các phương sau khi thương lượng một hồi cũng đều không hẹn mà cùng giữ vững ổn định, cũng phân đi ra một bộ phận lực lượng, bí mật lùng bắt đám người Xích Thiên đã thoát khỏi kia. Đây chính là một lực lượng cường đại, nguy hiểm lại biến cố, càng là một cái kho tài nguyên làm cho người ta thèm nhỏ dãi. 7 ngày sau khi sự kiện Xích Chi kết thúc, rốt cuộc thế giới mới cũng đến Tây Bộ. Phát sinh va chạm mãnh liệt cùng địa tầng Tân Hải, dẫn phát biển động và địa chấn kịch liệt, nhưng dưới sự cực lực khống chế của đám yêu thú thế giới mới, va chạm cũng không có dẫn phát quá nhiều tai nạn. Đối với hủy diệt Xích Thiên, Chu Thiên Thần Điện biết điều không có đi yêu cầu 3/5 lợi ích. Dù sao bọn hắn cũng không có trực tiếp đi tham dự vây công, lực lượng tầng cao nhất của Xích Thiên Thần Triều lại thoát khỏi toàn thể. Tuy nhiên, Khương Phàm vẫn an bài cho Đông Hoàng Toại, đưa trái tim màu vàng với năng lượng cực kỳ lớn và ẩn chứa sinh cơ vô tận kia của Xích Thiên Thần Tôn đến Chu Thiên Thần Điện. Tất nhiên cao tầng của Chu Thiên Thần Điện vô cùng vui mừng. Điều. Sau đó, Chu Thiên Thần Điện cũng làm ra một quyết định đặc biệt. Mời ra Thần Nguyên, trợ Tần Thế Võ, tiến tới cảnh giới thần linh. Thần Nguyên là di thể tiên tổ đã qua đời của Chu Thiên Thần Điện biến thành, đối với hiệu quả kích phát linh văn và huyết mạch của Tần Thế Võ đương nhiên là tốt nhất. Trên lý luận là có thể có 6 phần trở lên để hắn tiến tới thần linh cảnh. Nhưng 6 phần vẫn quá nhỏ, để bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm, Chu Thiên Thần Tôn đã tự mình quyết định, giao trái tim hoàng kim ẩn chứa tiềm lực vô hạn,
là vật mà Khương Phàm vừa mới đưa tới kia, cho Tần Thế Võ. Trước tiên đẩy cảnh giới của Tần Thế Võ lên Thánh Hoàng Đại Viên Mãn, biến đổi linh văn, kích phát đầy đủ tiềm lực, sau đó lại dùng thần nguyên, làm bước trùng kích sau cùng. Về phần chiến khu không đầu của Thiên Mệnh Thần Tôn, hắn cũng không có vội vã dùng. Nếu như Tần Thế Võ vẫn không thể tiến tới thần linh cảnh, lại giao thêm trái tim của Thiên Mệnh Thần Tôn kia cho hắn. Tóm lại, Chu Thiên Thần Điện muốn trước khi đại chiến đế ước bộc phát, không tiếc cái giá nào cũng bồi dưỡng được tân thần. Chờ sau khi Tần Thế Võ chân chính bước lên thần cảnh thì sẽ dùng Thiên Mệnh Thần Khu còn sót lại, lại cô đọng thêm thần cốt linh tủy và thần dương huyết, bồi dưỡng thánh vương mới, hoặc là thánh hoàng mới. Bên trong thế giới hỗn độn, không khí nơi này vừa bận rộn vừa nóng cắt, nếu vạn thế giải trừ nguy cơ, bọn hắn không cần lại sốt ruột bế quan, mà là phân phối tài nguyên. Tài nguyên quan trọng nhất, được chú ý nhất bên trong này, thuộc về ba bộ thần khu. Khương Phàm không có để bọn hắn đợi lâu, sau khi điều dưỡng thương thế đơn giản hắn liền bắt đầu phối hợp cô đọng, thần cốt linh thủy cùng thần dương huyết. Trận thịnh hội này do Đan Hoàng chủ trì, Khương Phàm, Kiều Vô Hối, Thái Dương Kim Ô. Toàn lực phối hợp, theo thứ tự luyện hóa Bạch Hổ Yêu Thần, Hoàng Kim Thần. Tất cả mọi người đầy lòng chờ mong, ba vị thần tôn. Mặc dù mỗi một vị thần ma giữa thế gian này đều là tồn tại không có gì sánh kịp, nhưng ba vị này vẫn quá đặc biệt. Một kẻ là yêu thần của Bạch Hổ đế tộc, sát lục chi thần, bất luận là huyết mạch hay là hài cốt, đều cực kỳ phi phàm. Hình thể khổng lồ chỉ sợ có thể cô đọng 5 viên thần cốt linh tủy trở lên, mênh mông huyết nhục càng có thể bảo đảm số lượng lớn thần dương huyết. Một kẻ là Hoàng Kim Thần Tôn, lúc ấy còn đi dung hợp siêu cấp kim thân với thực lực mạnh hơn mình gấp 5 lần. Huyết khí sinh cơ bành trướng đến cỡ nào, không biết có thể cô đọng được mấy viên thần cốt linh tủy, nhưng thần dương huyết khẳng định cao cấp hơn thần linh khác. Một người thì là thần bảo vệ của Thương Huyền, mỗi cái tế bào trên dưới toàn thân đều bành trướng thần uy, chiến khu cường hãn đến chết đều chảy xuôi sinh tử kỳ diệu, mà thực lực. Hiển nhiên là thần linh đỉnh phong. Ba vị thần tôn này, không thể nghi ngờ là bảo vật có thể thành tựu rất nhiều thánh vương và thánh hoàng. Tại thời điểm toàn bộ ánh mắt trong thế giới hỗn độn tụ tập đến Xí Thiên Đại Điện, thì toàn bộ ánh mắt Thương Huyền lại nhìn về phía Thượng Thương Cổ Thành. Trước khi sự kiện Xích Thiên phát sinh, rất nhiều dân chúng bình thường đều cảm giác cơ bản chiến tranh phải kết thúc, sau khi Vạn Thế Thần Triều chân chính kiến triều, hẳn là sẽ tiến hành thương lượng cùng Chu Thiên Thần Điện và Xích Thiên Thần Triều, cũng đến nữa Cửu Thiên Thần Giáo kiến giáo một lần nữa, Trung Vực cũng sẽ trở lại thời đại tứ đại chí tôn cùng tồn tại trước đó. Cũng có chút người bình thường sẽ cho rằng giữa Vạn Thế Thần Triều và Xích Thiên Thần Triều, Chu Thiên Thần Điện, có khả năng sẽ bộc phát kéo dài chiến tranh, nhưng bọn hắn cũng không cho là, Vạn Thế Thần Triều có thể thật sự nuốt được đệ nhất Thần Triều, Chu Thiên Thần Điện càng không có khả năng cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cuối cùng là Vạn Thế Vi Tôn, Xích Thiên, Chu Thiên, Cửu Thiên, ba thế lực này làm thứ, cùng nhau bảo vệ cách cục Thương Huyền. Nhưng chuyện thay đổi lại hoàn toàn vượt quá những gì mà người bình thường có thể đoán trước được. Cho dù là bọn hắn đã chết lặng trước việc Thương Huyền Đại Địa liên tiếp xảy ra kịch biến, đã quen thuộc với Khương Phàm siêu cấp đại thế quét ngang thiên hạ, nhưng vẫn nghĩ không ra, đầu năm công nguyên 19 sẽ phát sinh biến đổi cực lớn có thể thay đổi toàn bộ cách cục Thương Huyền. Chu Thiên Thần Điện, ủng hộ Vạn Thế Thần Triều. Xích Thiên Thần Triều bị hủy diệt, bại vong. Biến cố đột nhiên xuất hiện, không chỉ là Xích Thiên suy bại, Chí Tôn Hoàng Đạo đầu tiên đổi chủ, càng mang ý nghĩa Thương Huyền Đại Lục. Sắp nghênh đón chủ nhân thật sự. Một chủ nhân hoàn toàn thống ngự trăm vạn dặm Thương Huyền, một lần nữa xác định phân bố hoàng tộc và hoàng đạo, cũng ảnh hưởng đến tất cả dân chúng Thương Huyền. Mà kinh khủng nhất là, Thánh Linh, Thánh Vương, thậm chí Thánh Hoàng dưới trướng Khương Phàm, cơ hồ đều là tự tay hắn bồi dưỡng ra được. Tương lai những Thánh Vương Thánh Hoàng này khai tông lập phái, sáng tạo đến hoàng tộc hoàng đạo hoàn toàn mới, tất nhiên cũng tuyệt đối ủng hộ Khương Phàm. Sau khi rung động, tất cả mọi người lại nhớ tới âm thanh tuyên ngôn trước đó kia ngày 3 tháng 3, trùng kiến vạn thế. Đối với lúc trước, lại nhìn đến bây giờ, cái âm thanh tuyên ngôn này như là đặc biệt trở nên điếc tai, đặc biệt quan trọng. Bắt đầu từ dưới ánh trăng tuần thứ hai, số lượng lớn cường tộc đại phái nhao nhao rời khỏi khu an toàn, vượt qua sông núi, vượt qua trời cao, chạy tới Thượng Thương Cổ Thành. Có là phải chứng kiến một khắc lịch sử này. Có là phải kính hiến vật quý, biểu đạt ủng hộ với tân chủ Thương Huyền. Tai mắt đế tộc là tích cực nhất, bọn hắn không chỉ phải chứng kiến, càng muốn hiểu rõ tình huống phong thưởng của Vạn Thế Thần Triều, biết số lượng cường giả của Vạn Thế hơn.
Dù sao bọn người Khương Phàm trưởng thành cũng đều là bên trong thế giới hỗn độn bí ẩn, nhận biết của bên ngoài đối với bọn hắn chỉ có thể thu hoạch từ trong mấy lần chiến tranh ngắn ngủi. Ngày cuối cùng của tháng 2, người chấn thủ Tổ Sơn, Lý Quân Giao, mang theo nguyên chấn thủ, Diêu Khải Minh, cùng tất cả tôn chủ thánh địa đến Thượng Thương, được Cửu Thiên Thần Giáo mời mọc, đi đến thế giới hỗn độn. Ngày mùng 1 tháng 3, Chu Thiên Thần Tôn tự mình đến Thượng Thương, cũng nhận lời mời tiến vào thế giới hỗn độn. Đây cũng là lần đầu tiên Chu Thiên Thần Tôn tiến vào cái thế giới thần bí để bọn hắn nhức đầu vô số lần này, hiểu rõ bí mật hạch tâm nơi này ngũ hành thần thụ. Thiên Hậu làm như thế, không phải rút ngắn mối quan hệ, cũng là hiện ra thực lực, muốn cho Chu Thiên Thần Điện càng nhiều lòng tin bảo vệ. Một ngày sau, yêu đồng đại biểu giới chủ thế giới mới, đến thế giới hỗn độn. Ngay cả Man Thiên Cương của Man Hoang chiến tộc cũng đều tại một ngày này đại biểu cho Man Hoang chiến tộc đến đây chúc mừng. Cũng chính là vào đêm khuya hôm nay, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh sôi trào 13 ngày rốt cuộc cũng khôi phục lại bình tĩnh. Lần dung luyện này so với lần trước rõ ràng càng nhanh hơn, dù sao cũng là có vị thần linh, Khương Phàm này tự mình hiệp trợ. Mấy viên, nhanh nhanh, nhanh đi, ta đã đói khát đến không chịu nổi nữa rồi. Đại vương hóa thành một nam tử kiều nộn đẹp đẽ, đứng ở phía trước nhất, trơ mắt nhìn Xí Thiên Đại Điện. Chết tiệt, người thấy hắn vậy sao không kéo vài cái, mẫu thân nó. Ta thật muốn đặt mông ngồi chết hắn. Đại tặc biến thành tráng hán thô giáp nắm chặt tay, trừng mắt thật lớn, thực sự chịu không được cái bộ dáng buồn nôn này của đại vương. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có nha. Tặc điều cũng hóa thân thành hình người, như một công tử văn nhã, nhẹ lay động hỏa phiến. Nếu không phải ngươi mê hoặc, hắn có thể biến thành bộ dạng thèm chơi này. Lão tử thật không muốn đứng cùng các ngươi một chút nào. Đại tặc nhìn hai tên này, trong lòng thật sự không thoải mái. Ta gọi đây là phóng khoáng, ngươi biết cái gì? Ngươi là một con chim, phóng khoáng cái rắm. Lão tử biến thành hình người là để đi lại thuận tiện, mẫu thân nó, các ngươi làm cái gì vậy? Còn vọng tưởng cô nương nào ôm ấp yêu thương. Bọn người Hàn Ngạo còn chưa đủ chia đây, các ngươi xen vào cái gì, trở về chơi chim của ngươi đi thôi. Mọi người thấy ba tên cực phẩm ở phía trước nhất, ngoại trừ bất đắc dĩ thì chính là lắc đầu. Lại kéo đến ta. Hàn Ngạo phiền muộn, nhưng nhìn Lý Dần bên cạnh, hắn kỳ quái nói. Ngươi làm sao thế, trong khoảng thời gian này cứ như người mất hồn mất vía. Ta, không có gì. Thương thế còn không có khôi phục. Lý Dần giật giật khóe miệng, miễn cưỡng lộ ra mấy phần nụ cười. Có phải là có chuyện gì hay không? Khương Bân cũng chú ý tới Lý Dần có gì đó khác thường. Không có, đừng lo lắng, mau nhìn, đi ra rồi. Lý Dần nhấc nhấc tay, di chuyển lực chú ý. Dưới sự chờ mong của hàng vạn người, Khương Phàm cùng Đan Hoàng đi ra khỏi Xí Thiên Đại Điện. Mấy viên, mau nói, nhanh. Ta phải vào Thánh Hoàng, ta phải vào Thánh Hoàng. Đại vương vội vã không nhịn nổi, đưa ánh mắt nóng rát nhìn chằm chằm Khương Phàm. Hai con hàng sau lưng kia đều Thánh Hoàng, lần này nó thà rằng chơi xấu cũng đều muốn cướp được một viên thần vật, không vào Thánh Hoàng tuyệt đối không bỏ qua. Đám người đồng loạt bước về phía trước mấy bước, đầy lòng mong đợi nhìn Khương Phàm. Nhất là những người như Ngô Kình Thương, Bạch Tai kia, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Khương Phàm đưa tay để Đan Hoàng tuyên bố, Đan Hoàng cười lắc đầu, vẫn để Khương Phàm mà nói mới đúng. Khương Phàm ho nhẹ vài tiếng, hắng giọng. Thần cốt linh tủy, 17 viên. Thần dương huyết, 25 viên. Oa a a, ngọa cái đại tào. Ha ha, 17 viên, 25 viên. Bầu không khí yên tĩnh lập tức nổ tung, đám người nhiệt liệt reo hò, kích tình ôm chầm lấy nhau. 17 viên thần cốt linh tủy. Hoàng Kim Thần Tôn 5 viên, Xích Thiên Thần Tôn 6 viên, Bạch Hổ Yêu Thần 6 viên. Thần Dương Huyết càng là vượt quá ngoài ý muốn, vậy mà lại dòng dã được 25 viên. Dù sao trái tim của Xích Thiên Thần Tôn kia cũng đã giao cho Chu Thiên Thần Tôn, cảnh giới lại cao hơn, sinh cơ lại bành trướng, có thể cống hiến 5 viên cũng không tệ rồi. Bạch Hổ hẳn là 6 viên, cao nhất 7 viên. Chẳng lẽ Hoàng Kim Thần Tôn mình cống hiến 13-14 viên? Xem ra, kim thân, trong khí hải Hoàng Kim Thần Tôn kia có thể dẫn bạo ra thực lực gấp 5 lần thật sự là một bảo bối tốt nhỉ. Hẳn là lúc ấy vừa mới dung hợp, còn không có phóng xuất ra thì đã bị oanh sát, cho nên huyết khí năng lượng toàn bộ đều trữ lại ở bên trong thần khu. Chu Thiên Thần Tôn cùng Man Thiên Cương đều hít một ngụm khí lạnh, rốt cuộc cũng rõ ràng lại mãnh liệt cảm nhận được hiệu quả lấy chiến dưỡng chiến.
Đối với thần tộc mà nói, mỗi viên thần cốt linh tủy và thần dương huyết, đều là di thể thần tôn cố vong sau lưu lại biến thành quà tặng. Một tôn thần từ sinh ra đến lúc cố vong, tình huống bình thường là hơn 3.000 năm. Một tôn thần dưới tình huống bình thường nhiều nhất có thể hóa 5 viên thần cốt linh tủy, 5 viên thần dương huyết. 17 viên thần cốt linh tủy, 25 viên thần dương huyết, cần một thần tộc tích lũy vạn năm. Khương Phàm và Đan Hoàng trao đổi ánh mắt, đều lộ ra nụ cười vui mừng. Bạch hổ yêu thần luyện hóa là trong dự liệu, hình thể khổng lồ, huyết mạch hùng hậu, 6 viên thần cốt linh tủy, 6 viên thần dương huyết. Xích Thiên thần tôn có cảnh giới cực cao, vừa có vĩnh sinh thần mâu, thôn phệ thần mâu, thể chất quá đặc thù, lần này cống hiến 6 viên thần cốt linh tủy cùng 6 viên thần dương huyết. Nếu như không phải đã giao trái tim kia cho Chu Thiên thần tôn, thần dương huyết hẳn là sẽ có càng nhiều hơn. Vui mừng nhất vẫn Hoàng Kim thần tôn, giống như đám người dự đoán, ngay lúc đó kim thân vừa mới dung hợp đến trong thân thể, còn không có phóng xuất ra, cho nên trọn vẹn cống hiến 13 viên thần dương huyết. Trong dự liệu, lại để ngoài ý liệu. Tóm lại, quá vui mừng. Đều đã tới. Khương Phàm gật gật đầu với đám người Chu Thiên thần tôn. Chu Thiên thần tôn nói: "Ngày mai sẽ là 3 tháng 3, các ngươi còn không có dựng hoàng thành lên, cái khai quốc này có phải quá qua loa hay không?" Khương Phàm nói: "Chúng ta khai quốc không phải mở cho người trong thiên hạ nhìn, là vì anh linh chiến tử ngàn năm trước." Chu Thiên thần tôn và Man Thiên Cương đều hơi có vẻ xấu hổ, lúc trước 12 hoàng đạo gia nhập vạn thế, bọn hắn đều ở trong đó. Phong thưởng thì sao, cũng không lập đài. Phong thưởng tiến hành trong thế giới hỗn độn, bên ngoài tất cả đều là tai mắt đế tộc, vẫn không nên bại lộ thực lực. Tuy nhiên nếu các ngươi đã tới, chúng ta không ngại thương lượng một ít bố trí tiếp theo một chút. Khương Phàm ra hiệu bọn người Chu Thiên thần tôn đến trong điện bàn bạc. Ai, không phân thần vật trước một chút, chuyện có thể bàn lại sau cơ mà. Đại vương gấp gáp, tâm lý như mèo cào. Không thể thiếu ngươi. Đại tặc khinh khỉnh nhìn hắn. Hán tử no không biết hán tử đói. Đại vương cũng liếc mắt nhìn hắn một cái. À, cái ngạn ngữ này ta hiểu, phía sau còn giống như có một câu, là cái gì? Hán tử đói không biết hán tử no. Đại tặc lập tức quay đầu hỏi tặc điểu, kết quả tặc điểu đã sớm kéo dài khoảng cách với hắn, vừa quay đầu, đã hỏi tới đúng lúc Hướng Vãn Tình vừa đi tới. Hướng Vãn Tình dừng bước lại, nghiêng đầu nhíu mày, mỉm cười nhìn nó. Đại tặc thể hiện cứng ngắc, khóe mắt run rẩy, từ từ rời ánh mắt đi. Trang diện, hơi có vẻ xấu hổ. Khương Phàm mang theo Chu Thiên thần tôn cùng Man Thiên Cương đi đến trong điện, sau khi ngồi xuống theo thứ tự, hắn nói với Man Thiên Cương trước. Huyết ma tộc mặc dù bị thương nặng, nhưng khi tới lần nữa, bọn hắn không phải chỉ là để mình, u ảnh ma tộc, mộng chìm ma tộc và số lượng lớn ma tộc, đều sẽ làm bạn. Man Thiên Cương không chút khách khí nói. Ngươi lại cho chúng ta mấy viên thần cốt linh tủy. Khương Phàm liếc nhìn hắn, tiếp tục nói. Ta đề nghị các ngươi tụ họp lực lượng Đọa Lạc Thiên Quốc lại, nơi đó không chỉ có rất nhiều cường giả, cũng có rất nhiều linh văn đáng để bồi dưỡng tiềm lực. Nếu như các ngươi chịu buông xuống vẻ cao ngạo, lợi dụng bọn hắn, mặc kệ là dùng đến tập kích, hay là phong phú pháp trận, cũng có thể làm cho thực lực của các ngươi có cái tăng lên trên diện rộng. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, các ngươi phải hiểu biến báo. Man Thiên Cương thản nhiên nói. Ngươi nên cân nhắc chính các ngươi nhỉ, chúng ta có lòng tin với huyết ma tộc. Có thể kéo bọn hắn lại Đông Bắc Bộ. Bọn người Kiều Vô Hối đều trợn mắt nhìn nhau, đám gia hỏa kia thật không biết tốt xấu. Thiên Hậu lặng lẽ ra hiệu, không cần đối kháng. Man Hoang chiến tộc vốn cũng không phải minh hữu của bọn hắn, chỉ là có hợp tác mà thôi. Man Hoang chiến tộc mặc dù bị khắp thiên hạ coi là tạp vật, nhưng chúng có cao ngạo của mình, xem thường bất cứ kẻ nào trong thiên hạ, cho nên không thể chịu bọn hắn bên này điều động hay chỉ huy. Lần này có thể tới chúc mừng, cũng coi như xưa nay chưa từng thấy. Khương Phàm không để ý đến cảnh cáo trong lời nói của Man Thiên Cương, hắn nói với Chu Thiên Thần Tôn. Sau khi đại chiến đế ước bộc phát, nhất định sẽ có cường tộc lao thẳng đến Chu Thiên Thần Điện các ngươi. Thế giới hỗn độn của chúng ta phiêu phù ở hư không, các ngươi là tấm bia sống duy nhất của Thương Huyền. Nhưng ta và Thiên Hậu, bọn người Đan Hoàng đều đã thảo luận qua, rất có thể là bọn hắn sẽ vây nhưng không đánh, nhốt các ngươi ở bên trong. Như thế này các ngươi chỉ có thể ở bên trong tốn hao, cái gì cũng đều không làm được. Chu Thiên Thần Tôn chậm rãi gật đầu. Đây cũng là những gì chúng ta dự đoán. Đầu tiên bọn hắn sẽ khởi xướng một đợt thế công, xác định thần điện hư thực.
nếu như toàn bộ ở bên trong, vậy thì sẽ bị bao bọc vây quanh, tránh cho chúng ta ra ngoài trợ giúp. Nếu như xác định ta rời khỏi, bọn hắn sẽ tập kết càng nhiều lực lượng, một ngụm nuốt lấy. Khương Phàm nói, ta cần ngươi rời khỏi Chu Thiên Thần Điện, trách nhiệm phòng ngự để lại cho bọn người Tần Thế Võ. Như thế này Chu Thiên Thần Điện sẽ gặp phải áp lực thực lớn, nhưng ta sẽ từ vấn đề khác tăng cường phòng ngự của các ngươi, bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Vấn đề gì? Ở ngoài Chu Thiên Đại Trận, phụ trợ thêm pháp trận không gian của Cửu Thiên Thần Giáo, cùng với chôn vùi thêm pháp trận của Man Hoang Chiến Tộc. Ngươi trưng cầu ý kiến của ta rồi. Man Thiên Cương lập tức nhíu mày. Làm trao đổi, ta hy vọng Chu Thiên Thần Điện cũng có thể giúp Man Hoang Chiến Tộc bố trí Chu Thiên sát trận. Như thế này thì lực lượng phòng ngự của hai bên đều có thể tăng lên gấp bội. Chu Thiên Thần Tôn nhíu mày, ý niệm đầu tiên đương nhiên là mâu thuẫn. Chu Thiên Đại Trận là bí mật tuyệt đối của bọn họ, là siêu cấp đại trận được liên tục cải tiến hoàn thiện vài vạn năm. Nhưng, sau khi mâu thuẫn qua đi, cũng chậm chậm tiêu tan. Tại thời kỳ đặc thù, cần xử lý đặc thù. Chu Thiên sát trận của hắn rất mạnh, Man Hoang Chiến Tộc cũng rất mạnh, mà còn là đã bảo vệ nơi đó trăm vạn năm, cải thiện trăm vạn năm. Nếu như Man Hoang Chiến Tộc nguyện ý trao đổi, hắn thật đúng là thật có thể cân nhắc. Man Thiên Cương chau mày, nhưng lần này không tiếp tục phản bác. Dựa theo kế hoạch của đế tổ, bọn hắn cần liều chết thủ vững cổ thành, hấp dẫn lực chú ý, sau đó đế tổ tự mình ra ngoài trùng sát. Như thế thì cổ thành sẽ gặp phải áp lực cực lớn. Nếu như có thể có được pháp trận của Chu Thiên Thần Điện, lại triệu tập lại toàn bộ đám cường giả đọa lạc thiên quốc kia, phong phú đến trong pháp trận, có lẽ thật sự có thể phát huy ra một hiệu quả tương đối lý tưởng. Dưới ánh nhìn soi mói của Khương Phàm và Chu Thiên Thần Tôn, Man Thiên Cương liên tục suy nghĩ, mới đáp lại. Ta sẽ trở về bẩm báo. Hiệu quả mạnh yếu của pháp trận không chỉ dựa vào chính pháp trận, mà càng cần tài nguyên cùng nhân lực duy trì hơn. Đọa Lạc Thiên Quốc vừa hay mới cung cấp đầy đủ tài nguyên và lực lượng, kích phát ra uy lực chân chính của Chu Thiên Đại Trận. Mà Chu Thiên Thần Điện có thể hướng trung vực, hướng các khu an toàn, mời chào cường giả niết bàn cảnh mới, phong phú thêm cho pháp trận. Cái này do chính các ngươi vận hành, ta chỉ là đưa ra đề nghị. Chu Thiên Thần Tôn nhẹ gật đầu, nói. Thời gian còn lại không nhiều lắm, đế tộc cũng có khả năng sẽ sớm xâm lấn. Ngươi đã nghĩ được chiến thuật chưa? Huyền Vũ đế tộc sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, hẳn là sẽ tham dự vào. Tinh linh đế tộc yêu thích hòa bình, ta có thể thuyết phục bọn chúng giữ vững trung lập. Sau khi chiến tranh bắt đầu, ta dự đoán huyết ma tộc sẽ bôn tập Man Hoang Chiến Tộc, Long tộc và Thái Sơ đế tộc có lẽ đều sẽ hội tụ tới thế giới mới. Hắc ma tộc, Bắc Thái đế tộc, Bạch Hổ đế tộc, Huyền Vũ đế tộc, tứ đại đế tộc thì sẽ lao thẳng vào trường khu. Hải vực cùng hoàng tộc và hoàng đạo khác thì từ sẽ vào từ các nơi Tân Hải, không có quá mục tiêu rõ rệt. Cho nên chúng ta không thể nào chiếu cố được tất cả, chỉ có thể giải quyết một cái, tái chiến kế tiếp. Kế hoạch sơ bộ là, thế giới hỗn độn giáng lâm trung vực, hấp dẫn lực chú ý. Chúng ta tập kết toàn bộ tinh nhuệ, khống chế xí thiên giới, tiến công thế giới mới, ứng trong hợp ngoài cùng thế giới mới, trước tiên phải giải quyết Long tộc và Thái Sơ đế tộc. Nếu như thành công, thế giới mới ở lại tiếp tục trấn thủ Tây Bộ, kiềm chế tinh lực, giới chủ thoát khỏi ra, phối hợp chúng ta săn giết bốn chỗ. Chỉ cần tất cả con dân Thương Huyền đều được đưa đến trong khu vực an toàn, chúng ta không có gánh vác hay ràng buộc, toàn bộ trăm vạn dặm Thương Huyền, chính là bãi săn của chúng ta. Bọn hắn muốn vây bắt chúng ta có thể bằng vào ưu thế không gian, săn giết bọn hắn. Đương nhiên đây chỉ là an bài bước đầu, tình huống thật sự còn phải căn cứ vào biến cố trong mười mấy tháng này, và sau khi chiến tranh bộc phát, lại xem tình huống mà điều chỉnh. Ý nghĩ không sai, nhưng ta có lo lắng, khả năng giữa tất cả đế tộc đang tiến hành liên hợp. Ví dụ như tập kết toàn thể nhân tộc, tập kết toàn thể ma tộc, tập kết toàn thể yêu tộc, nếu như là loại trạng thái này, vậy thì đó chính là ba dòng lũ hủy diệt, mỗi một dòng lũ đều sẽ có 5 vị thần linh trở lên. Không chỉ có Man Hoang Chiến Tộc và thế giới mới lâm áp lực chưa từng có, mà chúng ta muốn nuốt vào bất kỳ một cái nào. Cũng đều cực kỳ khó khăn. Khương Phàm thoáng trầm mặc. Đây cũng là tình huống hắn lo lắng nhất, nhưng không muốn đả kích khí thế, cho nên không có nói ra, không nghĩ tới Chu Thiên Thần Tôn cũng đã nghĩ đến. Thiên Hậu nói, bây giờ thực lực của chúng ta còn chưa đủ mạnh, nhất định phải lần nữa khởi xướng một trận vây bắt. Như thế thì có thể trọng thương những cường tộc kia, cũng có thể tăng thực lực chúng ta lên. Chu Thiên Thần Tôn quả quyết nói, bọn hắn không thể nào lại vào bẫy. Cuộc chiến Côn Lôn lần này, bọn hắn bị thương nặng,
cũng đều cảnh giác hơn, nói không chừng Thiên Khải chiến trường đã bố trí xuống thiên la địa võng. Thiên Hậu nói, Thiên Khải, khó khăn, nhưng hải vực, có thể. Chu Thiên Thần Tôn nhìn bọn hắn. Hải vực, Khương Phàm nói, Đông Nam Thiên Môn, bây giờ thứ mà đế tộc tham luyến nhất, không thể nghi ngờ chính là Đông Nam Thiên Môn. Như thế không chỉ có thể tránh cho chúng ta và tinh linh đế tộc giao dịch, còn có thể ép buộc tinh linh đế tộc trả giá đắt, hoặc là nhận bọn hắn khống chế. Thiên Hậu nói, trước đó chúng ta giữ lại Đông Nam Thiên Môn là muốn thông qua nơi đó trở lại Thiên Khải, nhưng bây giờ chúng ta không cần, Đông Nam Thiên Môn đã có thể dùng để làm thương lượng cùng tinh linh. Khương Phàm nói, chỉ cần thả ra tin tức, đế tộc các phương cùng thần tộc chắc chắn sẽ hành động. Chúng ta vừa hay có thể mượn cơ hội này, tiến hành một trận săn giết hải dương lớn. Chu Thiên Thần Tôn nghiêm túc nói, người điên rồi, tin tức thả ra, không chỉ có toàn thể đế tộc hành động, các tinh linh đều sẽ hành động. Khương Phàm nói, ta nói thả ra tin tức, là ta khiêng Đông Nam Thiên Môn, di chuyển tới Thương Huyền, mang theo một nhóm, giết một nhóm. Bọn hắn phân tán các nơi trên thế giới, cách mấy chục trăm vạn dặm, lại không thể tụ tới toàn bộ trước tiên. Cái này gọi là, câu cá. Vận khí tốt, cái này sẽ gọi là câu cá, vận khí không tốt, cái này gọi là cho cá ăn. Chu Thiên Thần Tôn nói xong lại tự định giá một lát, nói. Các ngươi cố gắng thương lượng, cho ta một cái điểm chính của kế hoạch, nếu như xác thực có thể thực hiện, ta sẽ tham gia. Nếu như không được, ta không tham gia. Khương Phàm nhìn về phía Yêu Đồng vẫn luôn đang trầm mặc. Các ngươi có hứng thú hay không? Yêu Đồng vẫn mang một nụ cười nhẹ nhõm. Ta chỉ là đến chúc mừng, chuyện thế giới mới, giới chủ làm chủ. Chờ các ngươi thật sự lấy ra được kế hoạch, lại đưa đi qua. Sau khi an bài bọn người Chu Thiên Thần Tôn ở lại nói chuyện bàn bạc cùng bọn người nói chuyện Vô Hồi Thánh Chủ, Khương Phàm vẫn không có phân phối tài nguyên thần vật, mà là mình yên lặng đi đến rừng rậm. Hắn phải thận trọng cân nhắc, phong thưởng khai quốc. Không cần thiết quá phức tạp, dù sao chiến tranh vẫn còn đang tiếp tục, nhưng hắn cần là tân thần để xác định một dàn khung cơ sở. Ai làm vương, ai là hầu? Bao nhiêu vương, bao nhiêu hầu? Cùng, tổ chức đặc thù. Ngày thứ hai, 3 tháng 3. Khương Phàm không có giáng lâm thượng thương, đầu tiên là cử hành tổ chức đại điển phong thưởng tại thế giới hỗn độn. Cửu Thiên Thần Giáo, không tại phong thưởng hàng ngũ, tương lai Thương Huyền bình định, bọn hắn vẫn phải làm về chí tôn hoàng đạo. Hỗn độn chiến tộc cũng không trong hàng ngũ phong thưởng, tương lai là phải tiếp quản xí thiên giới, trở thành chí tôn hoàng đạo hoàn toàn mới. Các luyện đan sư trong xí thiên giới lại nguyện ý đi theo đan hoàng, tổ kiến vạn thế đan hoàng cung. Sau khi Kim Hồng ý kiến, cũng cho phép bọn chúng sau đó rời khỏi thần triều, tổ kiến tân hoàng đạo, lần này cũng không tại phong thưởng hàng ngũ. Sau đó, Khương Phàm cầu xin đan hoàng, làm quốc sư vạn thế, làm cung chủ đan hoàng cung. Thiên hậu là hoàng hậu vạn thế, tại thời kỳ đặc thù, có trách nhiệm trấn quốc. Dạ An Nhiên, Kiều Hinh, Đông Hoàng Như Ảnh, Tịch Nhan, Hướng Vãn Tình, là năm vị hoàng phi của thần triều khai quốc. Kiều Vô Hối, hoàng tử đầu tiên của thần triều, quyền lực hộ quốc. Khương Diễm, Khương Quỳ, Khương Qua, Khương Bá, Triệu Thời Việt, cùng giới chủ xí thiên giới, Trung Ly Nặc, là lục đại thiên vương khai quốc. Phân biệt là Xâm La Thiên Vương, Đoạ Lạc Thiên Vương, Bá Võ Thiên Vương, Diệt Thế Thiên Vương, Sát Lục Thiên Vương, cùng Đan Đỉnh Thiên Vương. Địa Ma Thụ, làm ma thú thủ quốc. Hướng Vãn Đồng, Khổng Tù, Kiều Vạn Niên, phong vị chiến vương. Phân biệt là Thiên Hồ Chiến Vương, Khổng Tước Chiến Vương, Thiên Kiêu Chiến Vương. Độc Cô Kiếm Ma, Nạp Lan Thanh Cảnh, Phong Hầu. Phân biệt là Huyết Kiếm Hầu, Thanh Tâm Hầu. Thiên Vương, Chiến Vương, Hầu, giải cho phép khai phủ tự lập, truyền thừa huyết mạch gia tộc. Lý Dần, Khương Bân, Hàn Ngạo, Bạch Tai, Hoàng Bánh Nướng, là ngũ đại thần vệ của Nhân Hoàng, tuyên thệ tuyệt đối hiệu chung, vị so Thiên Vương. Hồng Hoang Thiên Long, Thái Dương Kim Ô, Huyền Vũ, Chu Thanh Thọ, cùng Đông Hoàng Như Yên bị ép buộc, tổ kiến đoàn cướp bóc hoàng thất. Phía quan phương định danh là Hoàng Thất Thần Võ Đoàn. Thần Võ Đoàn tuyệt đối độc lập, lệ thuộc trực tiếp Khương Phàm, bất kỳ người nào cũng không được nhúng tay, bất kỳ người nào cũng không được điều động. Hồng Hoang Thiên Long làm phó đoàn trưởng, vị so Thiên Vương. Chu Bất Dĩ, An Minh Hề, Bách Lý Mạc Yêu, vân vân. Dắt tay Huyết Kiếm Đường, tổ kiến Mạn Thiên cho Hoàng Thất, do Xâm La Thiên Vương, Khương Diễm phụ trách, lệ thuộc trực tiếp Khương Phàm. Mạn Thiên là hệ thống tình báo. Phục vụ tại các phương,
lại không bị quản chế tại các phương. Cơ Lăng Huyên, Phượng Bảo Nam, Thương Hàn Nguyệt, Kiều Linh Vận, Tiêu Phượng Ngô, Du Cảnh Chiến, Khương Uyển Nhi, Yến Khinh Vũ, liên thủ tổ kiến Hoàng Thất Võ Viện lệ thuộc trực tiếp đầu tiên Ngũ Hành Học Viện. Hoàng Phi Dạ An Nhiên, kiêm nhiệm viện trưởng đời đầu tiên. Cơ Lăng Huyên và những người khác, phân vị viện trưởng. Ngũ Hành Học Viện là võ viện của Hoàng Thất, có thể mời chào Linh Văn Thần Triều các nơi. Triệu Thời Việt, Triệu Thế Hùng Nguyên là chiến quốc cùng các cường giả thiên quốc, vào ở Đan Hoàng Cung, cũng tổ kiến, Thiên Võ Điện, Sát Lục Thiên Vương, Triệu Thời Việt là người nhận chức điện chủ đầu tiên, phụ trách trấn thủ Đan Hoàng Cung. Thiên Võ Điện không nhận Hoàng Thất khống chế, lệ thuộc trực tiếp Đan Hoàng Cung. Sau khi hoàn thành phong thưởng, Khương Phàm dẫn mọi người đi tới một tòa thạch điện màu đen đã sớm xây xong. Bên trên thạch điện treo một cái bảng hiệu đỏ tươi Anh Hồn Điện. Anh Hồn Điện chia làm hai bộ phận. Một bộ phận sẽ bày ra cho những anh hùng tương lai có khả năng chiến tử. Một phần là tế điện những anh linh chiến tử ngàn năm trước kia, tất cả linh vị được trưng bày đều là thiên hậu tự mình điêu khắc. Ngàn năm trước, sau đại điển tế thiên, thần triều bị hủy diệt, vương hầu đại tướng nhao nhao vẫn lạc, không ai có thể vì bọn họ mà lập lên bia mộ hay mộ phần. Hiện nay, vạn thế thần triều sắp trùng kiến, thiên hậu và Khương Phàm ở chỗ này vì bọn họ cử hành tế điện lần đầu tiên. Khương Phàm nhìn từng tầng linh vị trong thạch điện, nhìn phía trên từng cái tên quen thuộc viết bằng máu, hoảng hốt về tới niên đại đã từng đó, từng khuôn mặt xẹt qua trong đầu của hắn. Khương Phàm, Thiên Hậu, Kiều Hinh đứng ở phía trước nhất, yên lặng cầu nguyện. Các huynh đệ của ta, nếu như các ngươi còn có linh hồn ở lại nhân gian, hãy tới Thượng Thương Cổ Thành này xem một chút đi. Đây chính là vạn vế truyền thừa mà các ngươi dùng cả sinh mệnh đúc thành. Nơi này là kết cục vĩnh hằng cho linh hồn các ngươi. Chúng ta, đã làm được, các ngươi, hãy nghỉ ngơi đi, ta, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chúng ta đã cùng nhau kề vai chiến đấu, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên những gì các ngươi đã từng bỏ ra. Ta, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên các ngươi đã giao phó cho ta sinh mệnh lần thứ hai. Ta, sẽ thề sống chết bảo vệ vạn thế thần triều. Ta, sẽ vĩnh viễn bảo vệ Thương Huyền Đại Lục, xin hãy tha thứ ta, còn không thể chân chính kiến triều. Đợi ta đuổi đế tộc đi. Giữ vững tổ địa, nhất định sẽ mang các ngươi cao cứ cửu thiên, quan sát thế gian này, chứng kiến vinh quang của vạn thế thần triều, chứng kiến vinh quang của đế tộc thứ 9, chứng kiến vinh quang của Thương Huyền tổ địa. Vĩnh hằng không thôi. Khương Phàm có chút cúi đầu, yên lặng cầu nguyện, quỳ một gối xuống, nỉ non khẽ nói. Cảm ơn các ngươi, ban cho ta tân sinh. Cảm ơn các ngươi, chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ. Thiên Hậu cũng quỳ một chân trên đất, yên lặng nói ra lời ở trong lòng. Đại điển tế thiên cứ như là chuyện mới xảy ra hôm qua, tiếng các ngươi hò hét, các ngươi cầu nguyện vẫn còn văng vẳng bên tai, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, thần triều vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Anh Hồn Điện sẽ vĩnh viễn đứng sừng sững ở sâu trong hoàng cung, chứng kiến tinh thần bất khuất, huy hoàng vĩnh hằng của chúng ta. Buổi sáng ngày mùng 3 tháng 3, ở ngoài thượng thương, dưới sự chăm chú của hàng vạn hàng tỷ người, thế giới hỗn độn nhấc lên vòng xoáy, từng mảnh cường quang rơi xuống. Khương Phàm, Thiên Hậu, Đan Hoàng, cùng Vô Hồi Thánh Chủ, Lý Quân Giao. Dắt tay giáng lâm thượng thương. Nhưng, không có tuyên ngôn cao ngạo như vạn chúng mong đợi, cũng không có đại điển phong thưởng mà bọn họ chờ đợi đã lâu, bọn hắn đợi đến lại là. Đế ước, bị xích thiên cùng quang mang mê hoặc, Chu Thiên phụ họa, ngày mùng 1 tháng 9 kỷ nguyên năm 17, các hoàng đạo Thương Huyền đã cùng Hắc Ma đế tộc, Bạch Hổ đế tộc, Long tộc, Thái Sơ đế tộc, Bắc Thái đế tộc, cùng nhau ký kết đế ước. Do đế tộc ra mặt, áp chế Bát Châu Hoàng Đạo, bảo đảm các Hoàng Đạo Thương Huyền tập trung toàn bộ lực lượng, chấn áp vạn thế thần triều. Chí tôn Hoàng Đạo Thương Huyền cam đoan trong vòng 3 năm giải quyết triệt để vạn thế, ổn định cục diện Thương Huyền, đều xem trọng xây dựng vạn đạo thần giáo, cho phép thao thiết yêu tộc tái nhập Bắc Địa, thái cổ thần miếu trọng trưởng Tây Nam, khôi phục khống chế của đế tộc đối với ngoại vực Thương Huyền. Nếu như chí tôn Hoàng Đạo Thương Huyền làm không được, 3 năm sau, đế tộc công khai mật ước cũng toàn diện tham gia Thương Huyền. Bây giờ là tháng 3 kỷ nguyên năm 19, kỳ hạn đế ước là ngày mùng 1 tháng 9 kỷ nguyên năm 20. Thời gian còn thừa, 18 tháng. Bất thình lình xuất hiện tuyên ngôn như thế này để bầu không khí sốt ruột nhanh chóng ngưng kết, để các cường giả tụ tập ở phía ngoài nhao nhao có phản ứng. Đế ước, đế tộc, xâm lấn. Đế tộc muốn toàn diện đặt chân vào Thương Huyền Đại Lục. Vậy mà chí tôn hoàng đạo bí mật ký kết giao dịch như thế này cùng đế tộc. Vậy mà chí tôn hoàng đạo lại mời đế tộc, đặt chân vào Thương Huyền.
Đây là sự thực sao? Là Khương Phàm vì muốn khống chế Thương Huyền tốt hơn, cố ý làm vấy bẩn Xích Thiên. Không đúng, không thể nào. Mật ước dính đến đế tộc như thế này, dính đến khắp thiên hạ, há có thể tùy ý lập ra. Nói cách khác, các hoàng đạo Thương Huyền bán rẻ Thương Huyền. Chẳng phải là nói, chiến tranh thật sự không phải đã kết thúc, mà là sắp bắt đầu. Sau khi bên ngoài Thượng Thương Cổ Thành kéo dài một trận kiềm chế, lâm vào sợ hãi hỗn loạn. Bọn hắn là tới chứng kiến thịnh điển, chờ mong hòa bình mới tinh, vậy mà lại chờ được đến. Ác mộng! Đế tộc muốn đặt chân vào Thương Huyền. Đế tộc xuất động, hoàng tộc phụ thuộc khẳng định sẽ đi theo, cường tộc thiên hạ cũng sẽ xông tới. Thương Huyền đại lục, muốn biến thành vùng đất bách chiến rồi. Chẳng phải là bọn hắn muốn biến thành con mồi. Giọng Khương Phàm cao vút quanh quẩn đến khắp nơi. Thương Huyền là chính Thương Huyền của chúng ta, tuyệt đối không thể thỏa hiệp với đế tộc. Thương Huyền là tổ địa chúng sinh, tuyệt đối không thể biến thành nô tràng của đế tộc. Chúng ta phải để khắp thiên hạ đều nhìn thấy, người của Thương Huyền chúng ta sẽ không e ngại bất cứ sự áp bách nào, chúng ta càng biết thể sống chết bảo vệ chính quê hương của chúng ta. Ta ở chỗ này, xin mời anh hùng nhân kiệt ở các nơi trên Thương Huyền, cùng nhau bảo vệ Thương Huyền, dắt tay nghênh chiến đế tộc. Có lẽ, đế tộc rất mạnh, thật sự rất mạnh, nhưng, man hoang chiến tộc đều tử thủ Đông Bắc, đọa lạc thiên quốc đều dắt tay man hoang. Thế giới mới, đã rời chú tới Tây Bộ, phòng ngự đại địa Tây Bộ. Chu Thiên Thần Điện, càng sẽ bảo vệ Thương Huyền, mà Vạn Thế Thần Triều chúng ta, vừa mới tại một tháng trước đó, dắt tay thế giới mới, man hoang, Chu Thiên Thần Điện, tại U Minh Địa Ngục, dụ sát số lượng lớn thần ma của đế tộc Thiên Khải. Chúng ta đang mạnh lên, chúng ta cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Mặc dù so với chi đội kinh khủng của đế tộc, chúng ta còn rất yếu. Nhưng, chúng ta có các ngươi. Thương Huyền Đại Địa, trăm vạn dặm sơn hà, bất kỳ một khu vực nào cũng đều có một ít cường tộc. Bất kỳ một chút lãnh địa nào cũng đều có niết bàn cảnh. Nếu như, trong một vùng núi có thể đứng ra tới một niết bàn, trong vương quốc lại đứng ra một người, trong một tông môn lại đứng ra một người, trăm vạn dặm sơn hà, ngàn vạn tông môn, dãy núi, sẽ là hơn ngàn niết bàn. Bất luận niết bàn nào đứng ra, các ngươi cũng đều chính là người cứu vớt Thương Huyền, là hộ giả Thương Huyền. Từ bây giờ đến tháng 9 sang năm, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Thượng Thương đưa tin. Nếu có cường giả linh hồn cảnh cũng hy vọng làm bảo vệ Thương Huyền cống hiến một phần lực lượng, chúng ta giơ hai tay hoan nghênh. Các cường giả không nguyện ý đứng ra, trung tâm hy vọng các ngươi có thể trợ giúp dân chúng ở các nơi trên thế giới, đi đến được các khu an toàn xác định. Đồng thời, ta xin hứa hẹn với tất cả mọi người, đối với tất cả anh hùng nhân kiệt đứng ra, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi làm vật hy sinh, chỉ cần thay chúng ta đóng giữ pháp trận. Mà, hai năm, nhiều nhất hai năm. Sau khi đến đại chiến đế ước hai năm sau, nếu như các ngươi không nhìn thấy bất cứ hy vọng thắng lợi gì, chúng ta sẽ an bài võ giả không gian, đưa các ngươi trở về khu an toàn. Theo tuyên ngôn Thượng Thương Cổ Thành, Thương Huyền triệt để lâm vào dung chuyển trước nay chưa từng có. Một đám mây đen chiến tranh kinh khủng, lấy Thượng Thương làm trung tâm, lan tràn về trăm vạn dặm Thương Huyền. Rất nhiều người tại địa khu Tân Hải nhao nhao chạy trốn, đám người nội địa không có chỗ nào có thể đi, chỉ có thể tiến về khu an toàn. Thánh địa Tổ Sơn theo tuyên bố, vì an nguy dân chúng, tiến hành sát nhập khu toàn diện an toàn. Không còn thiết lập khu an toàn ngoại vực, toàn bộ tập kết đến Tổ Sơn chỗ Đại Hạ Hoàng Triều. Đại Hạ Hoàng Triều tiến hành mở rộng cương vực, phạm vi Đông Tây Nam Bắc đều đạt tới khoảng 10 vạn dặm, dùng cái này dung nạp Thương Huyền tất cả người tị nạn. Cùng lúc đó, Thượng Thương Cổ Thành bắt đầu quảng nạp anh hào, do Kiều gia phụ trách, nạp Lan Thanh Cảnh giám sát, tiếp nhận tất cả cường giả niết bàn cảnh. Linh hồn cảnh cũng không từ chối. Khương Phàm tin tưởng, trên trăm vạn dặm đại địa Thương Huyền, trừ cường tông đại phái trên mặt nổi, còn có rất nhiều cường giả ẩn thế, càng đừng đề cập đến tổ chức dòng binh sinh động trong núi rừng mênh mông. Chỉ cần dẫn bọn hắn ra, tất nhiên sẽ là một nguồn năng lượng cực kỳ khủng bố. Không cần bọn hắn xông pha chiến đấu, chỉ cần an bài bọn hắn đến Chu Thiên Thần Điện duy trì pháp trận thì đã có thể chân chính giải thoát Chu Thiên Thần Tôn ra khỏi thế giới hỗn độn. Sau khi bọn người Khương Phàm cẩn thận thương lượng thì cũng đã bắt đầu phân phối tài nguyên. 17 viên thần cốt linh tủy, 25 viên thần dương huyết, nhìn thì rất nhiều, nhưng kỳ thật cần cẩn thận phân chia, quả thật bấy nhiêu đây còn chưa đủ. Đầu tiên thiên hậu cần đột phá, một viên khẳng định không đủ, nhất định phải 8 viên. 3 viên thần cốt linh tủy, thiên hậu mình dùng để mà kích phát tiềm lực, tăng cảnh giới lên. 5 viên thần dương huyết, cho côn bằng, đằng xà,
Kim Ô cùng Kim Hống cái này bốn đại yêu có được huyết mạch cấp, 12 yêu tổ cùng Mặc Kỳ Lân với tiềm lực to lớn. Thông qua huyết mạch của bọn nó tôi luyện và thăng hoa, thậm chí là tăng cảnh giới lên, phản hồi cho thiên hậu, bảo đảm thiên hậu càng đại khái bước lên thần linh cảnh. Cũng cam đoan thiên hậu sau khi chính thức thành thần, phản hồi côn bằng bọn hắn, để bọn chúng có tỷ lệ bước lên thánh hoàng cảnh cao hơn. Cho nên, tám viên thần vật, không chỉ là tạo thần, càng là tạo nên thánh vương cùng thánh hoàng. Chỉ có thể nhiều, không thể thiếu. Thứ hai, Khương Phàm khẳng định cũng cần tăng thực lực lên, cầm ba viên thần cốt linh tủy ba viên thần dương huyết, mà tất cả đều là phải từ Xích Thiên Thần Tôn nơi đó, năng lượng mạnh hơn, cũng càng thích hợp với Khương Phàm hơn. Sáu viên thần vật này, không chỉ có thể bảo đảm Khương Phàm triệt để ổn định cảnh giới thần linh, còn có thể trở nên càng mạnh. Sau đó chính là Hồng Hoang Thiên Long, đối với nó, Khương Phàm thật sự đã ký thác kỳ vọng vô cùng cao, thậm chí hy vọng xa vời có thể cưỡng ép đẩy nó lên thần linh cảnh trước khi đại chiến đế ước tiến đến, cho nên mục tiêu giai đoạn hiện tại chính là Thánh Hoàng Đại Viên Mãn. Cho nên, hai viên thần cốt linh tủy, hai viên thần dương huyết. Cứ như vậy, tám viên thần cốt linh tủy cùng 10 viên thần dương huyết đầu tiên đã có dự định. Kiều Vô Hối, Khương Diễm, Khương Quỳ, Khương Qua, Triệu Thời Việt, Khương Bá, còn có Kiều Hinh, đều tại thời điểm Khương Phàm thành thần, tiềm lực đã được kích phát chiều sâu. Lúc này cần có thần vật kích thích nhất, kích phát tiềm lực biến thành thực lực chân chính. Cứ như vậy, trừ Khương Quỳ một viên thần cốt linh tủy ra, còn lại đều cần một viên thần dương huyết. Còn có Đông Hoàng Như Ảnh, làm Hoàng Phi, hy vọng của Đông Hoàng tộc, nhất là người thừa kế, Vạn Cổ Thiên Thu, càng cần tiếp tục kích phát thực lực hơn, dù sao tác dụng của nàng cũng quá lớn. Hai viên thần dương huyết. Hướng Vãn Tình cũng cần tiến tới Thánh Hoàng, mức độ kích phát lực lượng Thái Âm Đồ Đằng lớn nhất, hình thành phối hợp cùng Kim Ô Thái Dương Đồ Đằng càng mạnh. Để bảo đảm đột phá tuyệt đối không được xảy ra sai lầm, cũng là ban thưởng mấy lần biểu hiện đặc sắc của Hướng Vãn Tình lúc trước, hai viên thần dương huyết. Còn có Đại Vương đã lột xác thành Huyền Vũ, trước đó huyết mạch cũng đã nhận được đầy đủ kích phát, còn kém một lần vọt mạnh cuối cùng, cho nên cũng cho một viên thần cốt linh tủy. Bạch Tai, Linh Văn đã biến đổi đến Thánh Hoàng Thiên Phẩm, huyết mạch cũng nhận được kích thích, trước đó mặc dù thất bại, nhưng Khương Phàm còn muốn lại cho hắn một cơ hội, một viên thần cốt linh tủy. Cứ như vậy, lại là ba viên thần cốt linh tủy cùng 10 viên thần dương huyết. Tổng cộng phân đi ra 11 viên thần cốt linh tủy cùng 20 viên thần dương huyết, chỉ còn lại có 6 viên thần cốt linh tủy cùng 5 viên thần dương huyết. Thời kỳ chiến tranh sau này cần Thánh Hoàng dẫn đội nhất, cho nên, Khương Phàm vẫn không quên các hỗn thiên linh bảo. Hàn Ngạo, Lý Dần, Khương Bân, Chu Thanh Thọ, mỗi người một viên thần dương huyết. Lại lấy một viên thần dương huyết, một viên thần cốt linh tủy, bí mật mang đến Hải Thần Đảo. Thần vật hàng vạn người mong đợi. Cứ như vậy chỉ còn lại có 5 viên thần cốt linh tủy. Cảm giác thực sự không đủ phân, lại thêm hai cái cánh tay Tu Di Sơn lão tổ bị nổ nát kia, cũng luyện. Một viên thần cốt linh tủy, một viên thần dương huyết. Trải qua thảo luận thận trọng, thần dương huyết giao cho Kiều Vãn Niên, 6 viên thần cốt linh tủy một viên giao cho Tịch Nhan, một viên giao cho Chu Bất Dĩ, một viên giao cho Ngô Kình Thương, một viên giao cho Triệu Thế Hùng, một viên giao cho Nạp Lan Thanh Cảnh, một viên giao cho Độc Cô Kiếm Ma. Kỳ thật Khương Phàm cố ý cho Cổ Tác Nhân một viên, nhưng bị từ chối nhã nhặn, cho nên viên thứ 6 giao cho Độc Cô Kiếm Ma. Lúc trước tại đỉnh Côn Lôn cô đọng viên huyết ma đan kia, việc nhân đức không nhường ai, giao cho duy nhất có thể luyện hóa sử dụng An Minh Hề. Về phần những thu hoạch khác, cũng đều dựa theo nhu cầu riêng phần mình, tiến hành phân phối kỹ càng. Ví dụ như, thần hồn Hoàng Kim Thần Tôn, cùng mấy linh hồn Thánh Hoàng, đều giao cho Khương Diễm. Thần Dương Huyết, linh hồn thần cấp. Số lượng lớn linh hồn Thánh Hoàng, mục tiêu cuối cùng nhất là muốn đẩy hắn lên Thánh Hoàng đỉnh phong. Ví dụ như Triệu Thế Hùng, đạt được thần cốt linh tủy quý giá, càng đạt được di thể hoàn chỉnh của cùng kỳ lão tổ. Làm như vậy không chỉ là muốn tăng thực lực lên cho hắn, càng chờ mong kích phát tiềm lực huyết mạch chiều sâu, trở thành cùng kỳ, linh văn chân chính có tư cách bước vào cảnh giới Thánh Hoàng, nếu không chỉ dựa vào linh văn cùng kỳ liệt diễm, không đủ để trèo chống cảnh giới Thánh Hoàng. Lại ví dụ như Bạch Tai, trừ một viên thần cốt linh tủy ra thì còn có 3 khối di cốt Thánh Hoàng, cũng là muốn đẩy hắn vọt mạnh đến Thánh Hoàng. Nếu như vậy vẫn không được nữa, vậy thì thật không nói được. Vẫn còn so sánh như Nạp Lan Thanh Cảnh. Mặc dù hắn rất từ chối thần dương huyết, luôn muốn rời khỏi, nhưng lại bị Khương Phàm ép buộc vẫn đồng ý nhận. Vì tốt hơn tăng lên cảnh giới cùng linh văn, khác cho 3 viên bảo cốt Thánh Vương.
Còn có Ngô Kình Thương, sau khi đạt được thần cốt linh tủy mà hắn tha thiết ước mơ, cũng sẽ cùng Ngô Thiên Khải hấp thu khí tức hỗn độn càng nguyên thủy càng thuần túy cái bên trong, bình bát của tu di chủ nhân kia để thay xương đổi thịt. Chờ chút, sau khi toàn bộ tài nguyên đã hoàn tất phân phối, tất cả mọi người trong quần sơn rộng lớn tại thế giới hỗn độn đã tìm kiếm nơi bế quan cho riêng mình. Một người chiếm lấy gần trăm dặm, thậm chí vài trăm dặm nơi, phong bế bản thân, khổ tu khổ luyện. Khương Phàm tiếp tục tu luyện cùng Đông Hoàng Như Ảnh, trừ nghiên cứu thảo luận ảo diệu của sáu đạo lục táng, hắn vẫn muốn mượn Đông Hoàng Như Ảnh, ngưng tụ ấn ký thủy tổ thứ tư. Có lẽ là do rốt cuộc cũng đã chính thức được khâm định thân phận, Hoàng Phi cũng có thể là do giữa hai người tu luyện với nhau đã nhiều lần, nên đã quen thuộc. Lần bế quan này, bầu không khí rõ ràng dễ dàng hơn rất nhiều. Đan Hoàng tiếp tục mang theo các luyện đan sư nghiên cứu đan thuật, cổ động đan dược. Lúc rảnh rỗi, Đan Hoàng còn tiếp tục truy tìm, vô hạn tạo hóa đan. Viên đan dược kia có thể thành công hay không, có lẽ thật có thể ảnh hưởng đến thắng bại của chiến tranh đế ước. Trước mắt Thánh Hoàng và thần linh bọn hắn có thể tạo nên đã đến cực hạn. Mỗi người đều là đã trải qua mười mấy đến mấy chục năm tích lũy tài nguyên trước đó, liên tục biến đổi, liên tục trưởng thành, còn có bí mật của mình để chống đỡ, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Muốn lại bồi dưỡng thêm người mới đã là không thể nào. Dưới loại tình huống này, vô hạn tạo hóa đan có khả năng sẽ giao phó hai lần sinh mệnh thì tương đương với việc phát triển số lượng Thánh Hoàng. Trong tất cả những người bế quan, một người duy nhất hoảng hốt, chính là Lý Dần. Bắt đầu từ ngày trở về đó, Lý Dần đã trở nên mất hồn mất vía, trong đầu liên tục vang lại thanh âm đột nhiên xuất hiện bên tai lúc ấy. Hứa Đan điên rồi. Hài tử, ném đi. Hài tử gì, Hứa Đan mang thai con của hắn. Hài tử, làm sao có thể ném đi? Từ khi biệt ly năm đó, đảo mắt chính là 10 năm. Trong 10 năm, hắn vô số lần nghĩ tới Hứa Đan, nhưng ở trong hoàn cảnh không ngừng liên tục xảy ra chiến tranh, hắn chỉ có thể dừng lại mà nhớ tới, không có cơ hội đi qua thăm nàng. Mà hắn cũng đã thề, muốn đợi Thương Huyền bình định, sau khi trưởng thành đến Thánh Hoàng, lại kiêu ngạo cưới Hứa Đan. Để chí tôn Kim Thành từ trên xuống dưới, đều vì nàng mà gieo hò, cũng vì nàng mà kiêu ngạo. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, tại thời kỳ này, dưới loại tình huống này, hắn lại đạt được tin tức về Hứa Đan, còn liên lụy đến hài tử. Lúc đó là ai đang nói nhỏ với hắn? Hắn là nghe được thật rồi, hay là ảo giác? Lý Dần đau đớn xoắn xuýt, muốn tìm người để thổ lộ hết, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là người đang bế quan, tất cả đều là người chuẩn bị chiến đấu, hắn có thể tìm ai? Sư phụ sao? Lý Dần, không dám. Sư phụ làm việc quá cường thế, cũng quá cực đoan. Hắn thật lo sẽ làm lớn chuyện, biến khéo thành vụng. Dù sao bên trong cái âm thanh nói nhỏ kia, rõ ràng còn mang theo cảnh cáo. Nếu như không may xuất hiện, chỉ sợ hài tử cũng không còn nữa. Lý Dần chưa làm qua phụ thân, cũng không biết mình nên tới thế nào, bây giờ đột nhiên xuất hiện một hài tử, để hắn sợ hãi lại hối hận. Vì sao 10 năm đều không có đi xem nàng một chút? Cũng bởi vì bận bịu. Cũng bởi vì muốn xuất hiện ở trước mặt nàng tốt hơn. Hay là oán trách nàng năm đó đã rời khỏi. Vì sao 10 năm cũng không biết hài tử tồn tại, đó là con của hắn cơ mà. Bây giờ Lý Dần sợ hơn chính là hài tử còn chưa có gặp mặt, lại bởi vì hắn mà bị độc thủ. Nếu thật sự là như thế, hắn, cả một đời cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Ngày 20 tháng 3, khi tất cả người đều đắm chìm bên trong bế quan chiều sâu, Lý Dần lại lặng lẽ rời khỏi thế giới hỗn độn. Âm thanh kia bảo hắn sau 3 tháng lại đi, nhưng hắn đã không kịp đợi. Chí tôn Kim Thành. Trong những năm này, phần thiên thần hoàng mang theo sóng to quét ngang Thương Huyền, hoàng tộc cúi đầu, hoàng đạo suy vong, không ngừng rèn đúc sự kiện oanh động rung động thiên hạ. Nhưng chí tôn Kim Thành mượn nhờ thân phận đặc thù của Hứa Như Lai, như là có Phật quang phổ chiếu, có thể không đếm xỉa đến. Nhất là sau khi khu an toàn xuất hiện, số lượng lớn dân chúng ở Tây Bộ tràn vào chí tôn Kim Thành. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ cách cục Thương Huyền thay đổi như thế nào, nơi này tuyệt đối cũng sẽ không có ai dám uy hiếp, cho dù là Khương Phàm. Chí tôn Kim Thành nghiễm nhiên thành một mặt trời vĩnh hằng không rơi trên đại địa Tây Bộ, tỏa sáng mà kiêu ngạo, rất có uy lực sẽ trở lại hoàng tộc. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này đến nay, tình cảnh của chí tôn Kim Thành cũng đã trở nên tế nhị. Đầu tiên chính là thế giới mới kéo dài 10 vạn dặm oanh oanh liệt liệt đánh tới đại địa Tây Bộ, chí tôn Kim Thành thân ở Tân Hải, đứng chịu mũi xào lọt vào trùng kích mãnh liệt.
mặc dù không có trực tiếp đụng vào chí tôn kim thành bọn hắn, nhưng biên giới thế giới mới cách bọn họ cũng không coi là xa xôi, chỉ có trăm dặm mà thôi, đứng tại đỉnh kim thành, có thể thấy rõ bị mây mù bao phủ thế giới thần bí. Sinh sống ở bên cạnh một con quái vật khổng lồ nguy hiểm như thế này, bầu không khí tại kim thành bắt đầu khẩn trương lên. Ngay sau đó sự kiện đế ước lại để số lượng lớn dân chúng bên trong chí tôn kim thành hốt hoảng thoát khỏi. Chỉ cần đầu không có vấn đề thì sau khi biết đại chiến đế ước bộc phát, trong khi thế giới mới tướng thủ xông đến, chịu đựng thế công mãnh liệt đến từ đế tộc, thần tộc, mặc dù chí tôn kim thành có giữ vững độc lập nhưng vẫn khó tránh khỏi liên lụy. Dù sao, mẫu thân nó, cũng chỉ có trăm dặm thôi. Một thánh hoàng bộc phát đã có thể để kim thành bị trọng thương. Cho nên, vào giữa tháng 3, sau ngày thứ hai nhận được tin tức, Hứa Đức Diệu, Hứa Đức Dung, Hứa Cẩm Thành và các cao tầng trong chí tôn kim thành đã hợp lại mà tính, dọn nhà. Lạc Trì trọng địa cũng mặc kệ, sản nghiệp gầy dựng cũng mặc kệ, bảo mệnh quan trọng hơn. Bọn hắn điều động lực lượng toàn tộc, chỉnh thể nhất chí tôn kim thành khổng lồ lên, xuôi nam, kéo dài khoảng cách cùng thế giới mới. Hơn 10 ngày, bọn hắn xuôi nam hơn 1 vạn dặm, rốt cuộc cũng đi đến được khu vực giao tiếp giữa Tây Bộ cùng Tân Hải Tây Nam Bộ. Nhưng, sau khi bọn hắn vừa mới thu xếp tốt, lại chờ đến một vị khách vô cùng tôn quý Hứa Như Lai. Hứa gia đã từng có thể quyết định vận mệnh của hắn, bây giờ Hứa gia lại cần hơi thở của hắn. Thương Huyền, Nhất Thống. Hứa Như Lai đứng tại đỉnh Kim Thành, ngóng nhìn phương hướng thượng thương cổ thành, nhẹ giọng tự nói. Hắn rời khỏi Tu Di Sơn vào cuối tháng 2, chỉ mang theo 5 vị tăng lữ, vượt qua Thái Sơ Đại Lục, tiến vào Hải Dương Minh Mông. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, kế hoạch là tại thời điểm Khương Phàm cùng Vạn Thế Lâm vào chiến tranh giằng co, vừa vặn đến Thương Huyền Đại Lục, sau đó nhìn tình huống làm ra một ít quyết định. Không nghĩ tới chính là, trên nửa đường tới đây hắn lại đạt được tin tức Xích Thiên Đào Vong cùng Xích Thiên Thần Tôn tử vong. Hắn thực sự không hiểu, vì sao Xích Thiên Thần Tôn lại lựa chọn Đào Vong, rời khỏi Thương Huyền lại có thể đi đâu. Nếu muốn chết, vì sao không có lôi kéo Khương Phàm chôn cùng. Trận này biến cố đột nhiên, rõ ràng đã đẩy hắn lên tình trạng cực kỳ bất lợi. Đúng vậy, Thương Huyền Nhất Thống. Vẻ mặt của bọn người Hứa Đức Diệu trở nên phức tạp, lúc trước Khương Phàm còn tại bị cường tộc Thương Huyền truy sát mà đông chạy tây tránh, giãy giụa nghênh chiến, nhưng chỉ mới mấy chục năm mà thôi, hắn lại lấy uy lực nghịch thiên không thể tưởng tượng nổi, bá đạo quật khởi, trấn hoàng tộc, diệt hoàng đạo, nhất thống Thương Huyền. Ngay cả Chu Thiên Thần Điện cường thế cao ngạo đều muốn lựa chọn cúi đầu xưng thần. Ngay cả Xích Thiên Thần Triều không ai bị nổi đều lựa chọn thoát khỏi cố thổ. Hứa Thiên Kỳ, Hứa Thừa Ân và các truyền nhân Hứa gia là rung động nhất. Tưởng tượng năm đó, bọn hắn còn tại Vương quốc Hắc Ám chém giết cùng Khương Phàm, tranh đoạt cái gọi là danh hào võ hầu, lại nhìn bây giờ, bọn hắn còn đang vì một phần vùng đất sinh tử tồn vong mà phấn đấu, vị thiếu niên đã từng kia, đã uy lẫm thiên hạ, thống ngự Thương Huyền. Phần chênh lệch này, không thể không khiến bọn hắn trải qua năm đó thổn thức rung động. Lần này ngươi tới là... Hứa Đức Diệu cảm thấy rất kỳ quái, dưới cục diện Thương Huyền bây giờ, chẳng lẽ Phật Môn là đến tuyên dương hòa bình? Vì sao chỉ có Hứa Như Lai và 5 tăng lữ cùng đi, mà còn đều tỉ mỉ ngụy trang? Ta hy vọng các ngươi có thể thay ta đi gặp Khương Phàm. Hứa Như Lai làm ra quyết định. Chúng ta, thay ngươi. Hứa Đức Dung và Hứa Cẩm Thành cùng đám người trao đổi ánh mắt, cũng không biết thâm ý của lời này. Tuy nói tình thế Khương Phàm bây giờ cường thịnh, nhưng Hứa Như Lai là đại biểu Phật Môn, giống như không cần thiết phải kiêng kỵ hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp đi qua cơ mà. Chúng ta đã được tin tức chính xác, lão Phật Đà đang ở thế giới hỗn độn. Có ý gì? Cuộc chiến tại Côn Lôn, chúng ta đã nhúng tay. Thật đáng tiếc, lão Phật Đà bị bọn hắn trấn áp. Trước đó là hoài nghi bị trấn tại U Minh, bây giờ xem ra Khương Phàm là cố ý thương lượng cùng chúng ta, cưỡng ép mang về thế giới hỗn độn. Bọn người Hứa Đức Diệu sửng sốt một lát, sắc mặt lại thay đổi. Tại Thượng Thương Khương Phàm nói cuộc chiến Côn Lôn đã vây giết 7 tôn thần ma, là đã có lão Phật Đà. Hứa Thừa Ân hít vào từng hơi thật mạnh. Hắn không sợ đắc tội Phật Môn thiên hạ. Hứa Như Lai nói. Hắn ngay cả đế tộc còn không sợ, còn sợ Phật Môn. Hắn sắp đứng trước Bát Châu Thập Tam Hải vây bắt, còn sợ thêm một Phật Môn. Đám người á khẩu không trả lời được, đúng vậy, bây giờ cường tộc Bát Châu Thập Tam Hải đều muốn xé nát hắn, đổi thành người khác có khả năng đã sớm dưới áp lực kinh khủng này mà hỏng mất, mà hắn lại giơ cao lên cờ hiệu bảo vệ Thương Huyền, muốn chủ động nghênh kích. Thử hỏi thiên hạ,
mấy người có đảm phách này, mấy người điên cuồng đến như vậy. Hai chữ e ngại, không thuộc về vị phần thiên thần hoàng kia. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Thuyết phục hắn thả lão Phật Đà sao? Chỉ sợ cái giá này. Hứa Đức Diệu trần chờ, không phải không chịu hỗ trợ, mà là bây giờ hắn ngay cả cũng thực sự không muốn đối mặt với vị thần hoàng cường đại đã thống ngự Thương Huyền kia. Huống chi, lão Phật Đà là mặt mũi Phật môn thiên hạ, muốn bình yên vô sự mang đi, tất nhiên Khương Phàm đã công phu sư tử ngoạm, không cho Phật môn lên mấy cân máu chắc là sẽ không bỏ qua. Khương Phàm không chỉ muốn tài nguyên, còn có thái độ Phật môn thiên hạ. Hứa Như Lai hoàn toàn có thể tưởng tượng được điều kiện của Khương Phàm, dù sao hắn cũng là kẻ không sợ đắc tội Phật môn, cho nên khẳng định không chút kiêng kỵ mà mở ra điều kiện. Thái độ, không giao thiệp với Thương Huyền sao? Năm đó Phật môn gặp phải kịch biến, cơ hồ biến mất hầu như không còn, cuối cùng có thể được lấy bảo toàn, may mắn mà có Thái Sơ đế tộc tiếp nhận. Sau này có thể phát triển, đăng lâm thiên khải, cũng đều là bởi vì Thái Sơ đế tộc bảo hộ. Vào giờ phút như thế này, từ chối tiến vào Thương Huyền, chính là đối kháng với Thái Sơ đế tộc. Huống chi, Bát Châu Thập Tam Hải liên hợp tiến vào Thương Huyền, chắc chắn sẽ đả thương tới người vô tội, Phật môn chúng ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy thì cũng không có gì cần đến nói. Là không có chuyện để nói, nhưng chúng ta không thể buông tha. Cho nên vẫn là nên do ngươi tự mình đi qua, mới có thể biểu hiện thành ý a. Ta cần ngươi thay ta đi. Ta có mặt mũi lớn như vậy sao? Khương Phàm quan tâm không phải ai đi, mà là thái độ Phật môn. Hứa Đức Diệu cười khổ lắc đầu, do dự mãi, vẫn nói. Ta có thể đi, nhưng, ta dùng thái độ gì đây? Hứa Như Lai cụp tầm mắt xuống, trong đầu nổi lên chuyện bí mật mà Thiên Uy Thần Tôn nói cùng hắn. Đầu tiên, Tu Di Sơn chúng ta hy vọng Khương Phàm có thể tìm tới lương tâm của mình, đặt vào trong ngực. Suy nghĩ lại một chút mình là muốn làm minh quân, hay là phải làm bạo quân. Hy vọng Khương Phàm thật sự suy nghĩ cho dân chúng Thương Huyền, đừng lại ngày ngày nhớ chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh. Đừng lại để sinh linh Thương Huyền lầm than, cực khổ, đừng lại để dân chúng lang bạt kỳ hồ. Thứ hai, nếu như Khương Phàm có thể thả chủ nhân Tu Di Sơn đi, Tu Di Sơn chúng ta nguyện ý hiệu triệu Phật môn thiên hạ, là người khuyên giải cho Thương Huyền và đế tộc, tận lực thúc đẩy một lần đàm phán hòa giải, tránh cho nguy cơ chiến tranh. Thứ ba, nếu như hắn dám giết hại chủ nhân Tu Di, chính là mang ý nghĩa hắn chủ động từ bỏ cơ hội duy nhất có khả năng tránh cho Thương Huyền chiến loạn, mà cái gọi là nghênh chiến đế tộc bảo vệ Thương Huyền, cũng chỉ là hắn che giấu, ngụy trang cho tính khát máu của mình. Hắn không phải đang chiến đấu vì Thương Huyền, mà là đang chiến đấu vì mình. Phật môn cũng định hắn chính là bạo quân, coi hắn là dị loại nhân tộc, hiệu triệu thiên hạ. Thanh trừ. Giọng của Hứa Như Lai bình tĩnh ung dung quanh quẩn trong đại điện vàng son lộng lẫy, lần giải thích này, hiên ngang lẫm liệt, cũng rất có lực uy hiếp. Nhưng, chuyện đàm phán này, thật thành sao? Lần uy hiếp này, đối với loại cuồng nhân như Khương Phàm kia mà nói, không thể nghi ngờ là một sự khiêu khích. Một sự khiêu khích ngay thẳng. Chủ quan chính là, người ngoan ngoãn thả người, ta sẽ giúp nói tốt người với đế tộc, nếu ngươi không thả người, ngươi chính là tội nhân của nhân tộc, đừng trách Phật môn không khách khí. Hứa Đức Diệu kinh ngạc nhìn Hứa Như Lai. Đây là tới đàm phán? Hay là đến khiêu khích? Đây là muốn hắn đi thương lượng? Hay là phải đi chịu chết? Mặc dù tới đàm phán lại ra oai phủ đầu chấn động đối phương trước là rất bình thường, nhưng... Chấn xong, có phải lại biểu hiện thành ý hay không? Ví dụ như nói, nếu như ngươi thả người, chúng ta cho ngươi đồ tốt hơn, mà nếu ngươi không thả, ta giết chết ngươi. Bọn người Hứa Thiên Kỳ hai mặt nhìn nhau, đây là phương thức đàm phán của Phật môn. Mẫu thân nó, thổ phỉ đều không có làm như vậy, đây chính là Khương Phàm, là phần thiên thần hoàng, là chủ nhân Thương Huyền từ bên trong gió tanh mưa máu đi ra tới, ngươi chơi cùng hắn như thế này. Không sợ hắn dưới cơn nóng giận. Thần Phật cùng răng rắc. Chỉ ba điều này sao? Còn có. Hứa Đức Diệu đang muốn hỏi thăm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chẳng lẽ, không không không, khẳng định là hắn suy nghĩ nhiều. Thế nhưng, Hứa Đức Diệu nhìn bóng lưng Hứa Như Lai, nỗi lòng lại không nhịn được mà xoay chuyển. Nếu như muốn đổi Tu Di lão tổ từ trong tay loại người Khương Phàm này về, khẳng định sẽ phải bỏ ra cái giá tài nguyên cực lớn, Tu Di Sơn sẽ không còn tài nguyên bồi dưỡng Hứa Như Lai thành thần. Khương Phàm sẽ còn bị ép buộc Phật môn giữ vững trung lập, chuyện này sẽ đắc tội Thái Sơ đế tộc, nghiêm trọng thì sẽ còn uy hiếp đến hoàn cảnh sinh sống của Phật môn tại Thái Sơ đại lục. Được không bù mất?
Mà, nếu như Tu Di lão tổ bình yên trở về, Hứa Như Lai chỉ có thể tiếp tục làm người ứng cử của hắn, ở trong hoàn cảnh không có tài nguyên mà từ từ trưởng thành, cạnh tranh cùng người ứng cử khác, tranh thủ địa vị một chút xíu. Nếu như Tu Di lão tổ chết tại chỗ Khương Phàm, vậy thì sẽ chọc giận toàn bộ Phật môn, khiến cho thế lực Phật môn liên hợp lớn chưa từng có, mà Hứa Như Lai là người thừa kế đế cốt Phật Đà Thủy Tổ, cũng sẽ có thể thuận thế kế vị, thống lĩnh toàn thể thế lực Phật môn, càng có thể mượn cơ hội này, làm sâu sắc liên hệ cùng Thái Sơ đế tộc. Hứa Đức Diệu lại lần nữa lắc đầu, không thể nào, chuyện này không giống như phong cách làm việc của Phật môn. Nhưng, lại nghĩ lại, Hứa Như Lai căn bản cũng không phải tăng lữ trưởng thành tại bản thổ Phật môn, không phải chân Phật tự do tiếp nhận Phật quang chiếu rọi, Phật pháp tẩy lễ, mà là đạt được cơ duyên, cưỡng ép được đưa tới nơi đó. Hình thức tư duy của Hứa Như Lai, vẫn như hoàng tộc cùng hoàng đạo đánh cờ vì lợi ích. Tất cả các ngươi lui ra. Hứa Đức Diệu đột nhiên nghiêm túc ra hiệu các tộc nhân. Hứa Đức Dung, Hứa Cẩm Thành và đám người nhao nhao lui ra, trong đại điện chỉ còn lại có Hứa Đức Diệu và Hứa Như Lai. Hứa Như Lai mở miệng chính là một câu. Thế lực Phật môn rắc rối phức tạp, mặc dù lấy Tu Di Sơn vi tôn, nhưng còn có hai đại hoàng đạo, ngũ đại hoàng cấp, cùng 13 thánh điện khác. Lần này thần Phật bị nhốt, thánh Phật các nơi tề tụ về Tu Di Sơn, cũng đều biểu thị nhất định phải không tiếc cái giá mà đổi lại. Nhưng, ngoài miệng bọn hắn chính nghĩa lẫm nhiên, lại đều không nguyện ý cống hiến bảo vật, càng hy vọng Tu Di Sơn tự mình phụ trách. Muốn trao đổi thần Phật, tất nhiên Khương Phàm sẽ dùng công phu sư tử ngoạm, trận giao dịch này rất có thể sẽ móc sạch Tu Di Sơn. Kể từ đó, ta muốn thành thần, xa xa khó vời. Mà nội bộ Tu Di Sơn trước đó đã có hai người thừa kế, Phật Đà, Linh Văn, bọn hắn có thiên phú cực cao, mà cảnh giới trước mắt đều tại Thánh Vương. Nếu như ta trong thời gian ngắn hạn không chiếm được tài nguyên, chậm chạp không thể nào kích phát tiềm lực đế cốt, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị bọn hắn thay thế, thậm chí là đào đi đế cốt xá lợi. Nếu như thần Phật chết ở trên tay Khương Phàm, Thái Sơ đế tộc hứa hẹn, sẽ ban cho ta số lượng lớn thần vật trước tiên, bảo đảm cảnh giới cùng thực lực tăng lên toàn diện, cũng ủng hộ ta kế nhiệm chức vị chủ nhân Tu Di Sơn, thống ngự Phật môn, chinh chiến Thương Huyền. Mặc dù chiến tranh chinh phạt Thương Huyền rất tàn khốc, nhưng cũng mang theo cơ hội. Ta có thể triệt để khống chế Tu Di Sơn trong quá trình chiến tranh, cũng xác lập được địa vị, chân chính ảnh hưởng đến tất cả Phật môn. Khương Phàm khẳng định không gánh được trận đế tộc đại chiến này, ta lại có thể lợi dụng trận chiến tranh này, đăng lâm thần vị, thống ngự Phật môn, trở thành một người trên vạn người tại Thái Sơ Đại Lục. Hứa Như Lai nói xong, nhẹ giọng một câu. Phụ thân, ngài phải giúp ta, cũng chỉ có ngài mới có thể giúp ta. Một tiếng phụ thân để Hứa Đức Diệu đang muốn chất vấn xúc động. Đúng vậy, mặc dù thế lực Phật môn cuồn cuộn thánh uy, Phật quang phổ chiếu chúng sinh, nhưng cuối cùng không phải người người đại ái đại nghĩa, người người vô dục vô cầu, từng ngày cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không tranh, chỉ nghĩ hàng yêu trừ ma, cứu vớt dân chúng như người ngoài tưởng tượng như thế. Cho nên nội bộ bọn họ vẫn có cạnh tranh, giữa lẫn nhau vẫn có đối kháng. Chỉ có thân ở trong đó, mới có thể hiểu một ít gian nan và tàn khốc ở trong đó. Hứa Như Lai là một người ngoài, lại bởi vì đạt được cơ duyên xá lợi thủy tổ chí cao vô thượng của Phật môn, nhất cử được chọn là người thừa kế Tu Di Sơn, tự nhiên mà sẽ nhận lấy áp lực cực lớn, cũng gặp phải các loại căm thù. Chỉ là, trước đó Hứa Đức Diệu nơi đó tưởng tượng quá tốt đẹp, quá thần thánh, quá đơn giản, mà không để ý đến tình cảnh một mình Hứa Như Lai sẽ gặp phải. Cho tới giờ khắc này một tiếng phụ thân này, một tiếng giúp ta này của Hứa Như Lai, để Hứa Đức Diệu đột nhiên đã hiểu, phía sau hài tử của mình nhìn như vinh quang, nhưng lại là gian nan đến cỡ nào. Hứa Như Lai ngẩng đầu nhìn qua bầu trời tương lai, nhẹ giọng tự nói. Nơi đó xác thực rất tốt, không có ngươi lừa ta gạt, không có âm mưu quỷ kế, nhưng nơi đó cũng không có tốt như tưởng tượng. Hứa Đức Diệu hít một hơi, nghiêm nét mặt nói. Chúng ta làm loại chuyện này, có thể ảnh hưởng đến ngươi cùng Phật Đà Thủy Tổ xá lợi dung hợp hay không, ta chỉ là. Ta cũng nói không rõ lắm, chính là xá lợi có thể vứt bỏ ngươi hay không. Hứa Như Lai nói. Trước cầu thực lực, lại cầu Phật. Đúng thế, trước tiên tăng thực lực lên, chân chính bước lên cảnh giới thần Phật. Đến lúc đó, đế tộc bộc phát chiến tranh, dân chúng cần cứu vớt, ngươi dẫn đầu ngàn vạn Phật đồ, cứu vớt dân chúng, phần đại nghĩa cùng đại ân kia, đủ để cho xá lợi triệt để dung hợp cùng ngươi. Nhưng, loại chuyện này, nội bộ Phật môn là ý kiến gì? Ngài trông cậy vào nội bộ Phật môn là ý kiến gì? Ủng hộ ta sao?
Hứa Đức Diệu đắng chát cười một tiếng. Ta hiểu, nhưng, Khương Phàm thực sẽ giết thần Phật sao? Nếu như thả thần Phật, vậy chẳng phải là ngươi. Nếu như Khương Phàm đang đánh sôi động cùng Xích Thiên Thần Triều, hoặc là thần triều vừa mới bởi vì hủy diệt, mà thương vong thảm trọng. Dưới loại tình thế này, chỉ cần biểu thị, không giao dịch, Khương Phàm chắc chắn sẽ không quan tâm gì mà giết thần Phật, dùng để tăng thực lực lên, hoặc là khôi phục thương thế. Nhưng bây giờ, Khương Phàm không cần tốn nhiều sức khống chế Thương Huyền, còn bắt giết Xích Thiên Thần Tôn, giống như không có như vậy bức thiết phải giết thần Phật. Hứa Như Lai cũng đành chịu, sở dĩ tiếp nhận điều kiện của Thái Sơ, nguyên nhân rất lớn chính là dự đoán Xích Thiên sẽ mang đến cho Khương Phàm khốn nhiễu cùng tổn thương cực lớn, dù sao Xích Thiên Thần Tôn cũng là đệ nhất thần của Thương Huyền, Xích Thiên Thần Triều càng là siêu cấp hoàng đạo của Thương Huyền, cũng không phải dễ dàng bắt lấy như vậy, cho nên vội vàng cần tài nguyên. Kết quả, biến thành cục diện bây giờ. Nhưng, nếu Hứa Như Lai đã tới thì cũng đã không có đường lui. Ngài cứ việc khai thác thái độ cường ngạnh, kiên quyết không giao dịch. Khương Phàm còn đứng trước đế tộc uy hiếp, áp lực chiến tranh cực lớn, nhất định phải có thần vật tăng thực lực lên, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không thả thần tôn đi. Nếu như thả đi thì sao? Không thể nào. Ta nói nếu như, ta sẽ trở về liên hệ Thiên Uy Thần Tôn, đến hải vực ẩn núp, để phòng vạn nhất. Hứa Đức Diệu sâu hít một ngụm khí lạnh. Tốt, chuyện này, ta thay ngươi làm. Hứa Như Lai lắc đầu. Không, là ngài làm, không phải thay ta. Đã hiểu, tội nghiệp về ta, ta, làm. Hứa Đức Diệu không thèm đếm xỉa, nắm chặt tay lại, nói. Ta sẽ đi bái phỏng Khương Phàm. Hứa Như Lai không nói gì thêm, yên lặng đứng ở chỗ cửa điện, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, yên lặng cầu nguyện cho Tu Di Lão Tổ. Tại thời điểm Hứa Đức Diệu tự mình chạy tới thế giới hỗn độn, Lý Dần cũng vụng trộm đi tới Chí Tôn Kim Thành. Mặc dù Chí Tôn Kim Thành vừa mới dọn nhà đến nơi đây, nhưng vẫn hấp dẫn rất nhiều dân chúng cùng thế lực gần đó ưu ái, trong mấy ngày này không ngừng liên tục chạy tới. Chí Tôn Kim Thành ai đến cũng không có từ chối, bốn tòa cửa thành mở rộng, cho nên sau khi Lý Dần ngụy trang đơn giản cũng đã thuận lợi trà trộn đi vào. Lý Dần du đãng bốn chỗ ở trong thành muốn nghe ngóng tin tức của Hứa Đan. Nhưng trong trà lâu, tử quán náo nhiệt tất cả đều là nghị luận về chuyện Thương Huyền nhất thống cùng đế tộc xâm lấn. Hắn mạo hiểm bắt lấy mấy người, cưỡng ép hỏi thăm chuyện Hứa Đan nhưng cũng không có ai biết, thậm chí đều cố gắng suy nghĩ, mới nhớ lại bên trong rất nhiều nhi nữ của Hứa gia còn có một người Hứa Đan nào như thế. Sau khi trời tối, khi toàn bộ thành thị đều lâm vào an tĩnh, Lý Dần đi tới trước thềm đá tại tầng đầu tiên nhìn qua trấn thủ tầng kim môn thứ hai. Hứa gia tự cho là mượn liên quan đặc thù cùng Phật môn, không có người nào dám đến quấy rối, cho nên phòng ngự chỉnh thể từ bầu không khí đã rất buông lỏng. Như thế này Chí Tôn Kim Thành ở trong mắt Lý Dần, không chịu nổi một kích. Lý Dần yên lặng quan sát, sau đó chuẩn bị liên tiếp phá 8 tầng kim môn, xông vào tầng thứ 9, trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, mang Hứa Đan đi. Ngươi, làm cái gì? Đêm hôm khuya khoát đừng đi lung tung. Trước tầng kim môn thứ 2. Người chấn thủ kéo cuống họng hướng phía dưới hô to. Đắc tội. Lý Dần hành động trong nháy mắt, giống như là một mũi tên bắn lên, bạo kích 99 bậc, xuất hiện ở trước mặt cánh cửa, không đợi thị vệ kịp phản ứng, một quyền đã muốn đánh về phía kim môn. Nhưng, giữa lúc đột ngột, không gian trước mặt vặn vẹo, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, đâm thẳng đầu vào. Ngoà tào. Thị vệ sửng sốt một chút, sờ sờ bộ ngực mình, lại quay đầu nhìn cửa thành. Con mắt nháy mấy lần, ngây ngẩn cả người. Người đâu? Mẫu thân nó, ta bị ảo giác sao? Người muốn làm gì? Mạnh mẽ đâm tới nhào về phía tầng thứ 9. Không hổ là người Khương Phàm mang ra, làm việc dã man như vậy. Hư không vặn vẹo, nổi lên gợn sóng, giọng nói lạnh lùng quanh quẩn. Ngươi là ai? Lý Dần cảnh giác, nắm chặt hai tay, cảnh giác hắc ám thâm không. Giọng của ta, nghe không rõ sao? Thanh âm cười lạnh. Nhưng không thấy bóng người. Là ngươi mang ta theo. Lý Dần tức giận xông lên. Ha ha, chính là ta. Hứa Đan đâu, ngươi đã làm gì nàng? Đừng có gấp, ta dẫn ngươi đi nhìn, ngươi sẽ biết. Rốt cuộc ngươi là ai? Chớ có lớn tiếng với ta, hài tử của ngươi chính là ta mang đi. Không muốn hắn gặp nguy hiểm, ngươi thành thật một chút cho ta. Lý Dần dùng sức nắm chặt nắm đấm, lên cơn giận dữ. Nhưng vẫn đè lại linh văn đang lập lòe, khắc chế xúc động. Rất tốt, ta dẫn ngươi đi gặp nữ tử của ngươi trước một chút, nàng. Ha ha, trải qua thật không tốt.
thanh âm phiêu miểu, không gian ba động mang theo Lý Dần tùy tiện xuyên qua tầng tầng kim môn, chạy tới tầng thứ 9. Kim thành thành thứ 9 là nơi trực hệ Hứa gia sinh hoạt, trừ diễn võ trường vàng son lộng lẫy thì chính là cung điện xa hoa. Tại chỗ cạnh góc nhất, một cái sân nhỏ thanh lãnh càng lộ ra đặc biệt. Nơi này nói là sân nhỏ, nhưng lại càng giống như là một lao ngục. Bởi vì xung quanh sân nhỏ bị an trí tế đàn, chống lên pháp trận phong ấn. Hứa Đan, ở ngay đây. Từ sau khi Khương Phàm tới lần kia, nàng đã thật sự điên rồi, lần nữa nhận lấy kích thích, càng nhớ Nhung Nhi Tử, cũng càng oán hận Lý Dần, cuối cùng triệt để điên rồi. Nàng là kính tượng linh văn, một khi điên lên, không chỉ có sẽ vượt qua không gian tán loạn khắp nơi, sẽ còn hủy diệt hết thảy mọi thứ ở xung quanh, hoàn toàn bất đắc dĩ, Hứa gia đành phong ấn nàng ở nơi này. Nàng đang ở bên trong, ngươi chỉ cần nhìn, đều đừng làm cái gì cả. Nếu như dám náo ra động tĩnh, ta lập tức rời khỏi. Ngươi và nữ tử của ngươi đoàn tụ đi, nhưng hài tử các ngươi. Ha ha, có thể ta sẽ đưa đầu tới cho ngươi, cũng có thể sẽ băm hắn, cho chó ăn. Ngươi cũng đừng vọng tưởng khống chế ta, bức bách ta thả người. Ăn ngay nói thật, mặc dù ta là thánh vương, lại chỉ là một nô bộc. Ngươi giết ta, hại ta, đều không làm nên chuyện gì. Ngược lại sẽ hại con của ngươi. Nếu như ngươi là người thông minh, vậy thì học khống chế cho ta. Thanh âm quanh quẩn ở bên tai Lý Dần, hư không cuốn lên gợn sóng đưa hắn vào sân nhỏ phong ấn, bỏ vào trước của phòng. Để cho ta, nhìn nàng một cái. Trọng giọng nói của Lý Dần mang theo từng tia rung động, hai mắt đã mông lung. Không gian vặn vẹo, mang hắn vào gian phòng. Gian phòng lờ mờ, buốt lạnh thấu xương, đầy đất đều là cái bàn bị nát, đồ sứ bị đánh vỡ, một mảnh hỗn độn, nhưng cả phòng. Lại là treo từng con búp bê vải. Trong góc, một nữ tử tóc tai bù xù đang co quắp lại ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, y phục lộn xộn tổn hại, hai mắt trống rỗng, bờ môi khẽ động, giống như đang lẩm bẩm cái gì đó. Hứa Đan. Trong thân Lý Dần chợt lạnh lên, nước mắt tràn mi mà ra. Đây là Hứa Đan. Đây là nữ hài nhí nha nhí nhảnh, dám yêu dám hận kia sao? Đây là, người hắn luôn mong nhớ, luôn cố gắng muốn cưới sao? Hứa Đan. Lý Dần hô hào muốn lao ra, một bàn tay trong hư không lại đặt ở trên vai của hắn, thấp giọng nói. Quên lời của ta nói rồi. Hài tử đâu, nói, ở đâu? Lý Dần dùng sức nắm chặt nắm đấm, lại không ngăn được cơ thể run rẩy. Trước khi đến, hắn luôn ôm lấy có chút huyễn tưởng, ví dụ như, không có hài tử, ví dụ như Hứa Đan không điên, nhưng bây giờ. Hắn sắp điên rồi. Đang ở trên tay chúng ta. Đồ hèn hạ. Lấy hài tử áp chế, các ngươi còn là người sao? Đây không phải áp chế, bởi vì đây không phải là con của ngươi, là hài tử của chủ tử ta. Ngươi thả chó cái rắm. Lý Dần giận dữ quay người, rốt cuộc cũng thấy rõ người trong hư không. Một lão nhân lãnh tuấn khô quắt, toàn thân nổi lên gợn sóng, ẩn chứa năng lượng không gian kinh khủng. Ha ha, ngay cả ngươi cũng là của chủ nhân, huống chi là hài tử của ngươi. Đúng, ngươi còn không biết mình là ai nhỉ? Hoặc là nói, ngươi còn không biết mình là cái thứ gì đi. Lão nhân cười rét căm căm. Ngươi có ý gì? Lý Dần tức giận đến run run, toàn thân nổi cao gân xanh. Ngươi, không phải phụ thân mẫu thân sinh dưỡng, mà là... Ha ha, một con rối, một bộ phân thân. Không phải ngươi nuốt hai cái khác rồi sao? Đó cũng là phân thân. Các ngươi, đều là phân thân của chủ nhân. Nữ tử của một kẻ phân thân như ngươi. Chẳng phải tương đương với nữ tử của chủ nhân sao? Các ngươi sinh hài tử, đương nhiên cũng là hài tử của chủ nhân. Mang hắn về, có lỗi sao? Hắn bảo ngươi trở về, tính áp chế sao? Lý Dần tức giận thể hiện từ từ cứng đờ, bờ môi khẽ nhúc nhích, rung động thật lâu mới nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi nghe rõ? Lão nhân duỗi bàn tay khô héo ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt Lý Dần. Ha ha, một tên đáng thương. Ngươi nói bậy. Là ta nói bậy, hay là ngươi không tin? Ngươi có ký ức thời thiếu niên sao? Ngươi chưa từng ăn hai bộ phân thân khác sao? Ngươi không ngốc, ngươi đã hiểu. Hắn là ai? Muốn biết, cùng ta đi gặp hắn. Ta đi, còn có thể trở về sao? Ai cứu hài tử ta, ai chiếu cố nữ tử của ta? Ngươi đi, có lẽ còn có thể dùng thái độ đả động chủ nhân, tranh thủ hy vọng sống của hài tử ngươi một chút. Ngươi không đi. Ngươi sẽ vĩnh viễn không thấy được, còn nữ tử của ngươi, nàng là người của Hứa gia,
Hứa Gia không ngã, chí ít nàng còn có thể được sống. Còn sống, nàng là sống không bằng chết. Ngươi không đi, ngươi còn có lựa chọn khác sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cầu Khương Phàm giúp ngươi, để Khương Phàm mang theo ngươi đi cứu người? Ha ha, hắn cứu không được, chỗ kia, là ở Đế Thành. Một câu rét căm căm của lão nhân để thể hiện tức giận của Lý Dần cứng ở trên mặt. Khương Phàm cứu không được hài tử, người có thể cứu hài tử, chỉ có chính ngươi. À, đúng, thực không dám giấu giếm, Khương Phàm đã từng tới qua nơi này, chuyện Hứa Đan, hắn đã biết, chuyện hài tử ngươi, hắn cũng biết, nhưng... Hắn đã làm cái gì sao? Hắn không có, trong mắt của hắn chỉ có đại nghiệp nhất thống, chỉ có đại chiến báo thù, con của ngươi. Trong mắt hắn căn bản không liên quan nặng nhẹ, hắn không nói cho ngươi, là không muốn ngươi nhận khốn nhiễu, ảnh hưởng ngươi bán mạng cho hắn. Lý Dần nghiêm mặt, nắm chặt tay, hô hấp dần dần lộn xộn. Đi theo ta, đi gặp con của ngươi, gặp chủ nhân của ngươi một chút, gặp một lần. Ngươi thật sự, ngươi có lẽ không sống được, không, là xác thực sống không được. Nhưng, cái chết của ngươi, chỉ ít có thể bảo toàn cho hài tử của ngươi. Nếu như ngươi không đi, thời khắc đế tộc đặt chân vào Thương Huyền, hài tử của ngươi có thể sẽ bị tế cờ. Lão nhân lạnh lùng nói ra từng chữ, giống như là từng đao chùy giá lạnh, đâm vào lồng ngực Lý Dần. Thật lâu, thật lâu. Hai mắt Lý Dần mông lung, răng run rẩy, chậm rãi quay đầu nhìn về phía thân ảnh cuộn mình trong góc phòng lờ mờ kia. Để cho ta với nàng, gặp một lần. Ngươi xác định sao, ngươi biết vì sao nàng điên không? Lúc ấy người tự tay mang hài tử đi chính là chủ nhân. Nàng cho rằng chủ nhân chính là ngươi, nhận định là ngươi cướp hài tử đi, ngươi đánh nàng. Bây giờ nàng điên rồi, nếu như ngươi xuất hiện ở trước mặt nàng, phần kích thích kia. Ha ha, ta cũng không dám cam đoan lại phát sinh thứ gì, nhưng ta cam đoan, bất kể ngươi thế nào giải thích, nàng đều không tin. Lý Dần nhắm mắt lại, nước mắt trượt xuống gương mặt. Hắn làm bạn với Khương Phàm mấy chục năm, trải qua vô số ngoài ý muốn cùng chiến tranh, nhưng cho tới bây giờ đều là Khương Phàm quyết sách và ứng biến, mà hắn chỉ là làm bạn cùng chinh chiến, giờ khắc này uy hiếp lại khốn cục, để hắn vừa bề bộn vừa đau đớn, không cách nào làm ra lựa chọn. Lão nhân xích lại gần Lý Dần, thanh âm trầm thấp khàn khàn, lại trực kích nội tâm Lý Dần. Ngươi chết, con của ngươi sẽ có thể sống. Ngươi chết, Khương Phàm sẽ không lại bị uy hiếp. Ngươi chết, Khương Phàm sẽ có lý do giải thích với Hứa Đan. Ngươi thật sự, vì nàng mà chết, có lẽ nàng sẽ bình phục. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh thẳng tắp như mâu đứng ở trước cửa. Hứa Thiên Kỳ nhìn đồ dùng trong nhà rách dưới, lắc đầu than nhẹ, lại bị phá hủy. Hứa Đan co quắp ở trong góc, hai mắt trống rỗng, vẻ mặt ngốc trệ, thờ ơ. Hứa Thiên Kỳ giống như thường ngày, mang y phục mới cùng đồ ăn đưa tới bên cạnh, đẩy cửa sổ phong bế ra, ngồi dựa vào nơi đó, yên lặng nhìn lên bầu trời. Ánh trăng mát mẻ chiếu rọi vào gian phòng, rơi vào trên thân gầy gò đơn bạc của Hứa Đan. Uy phong xuyên thấu qua cửa sổ, thổi lên búp bê vải treo khắp cả phòng. Trong khoảng thời gian này dọn nhà, không đến gặp muội. Bọn người hầu, có ám đến đưa cơm cho muội không? Đi về phía nam hơn một vạn dặm, nơi này cũng tạm được, cũng là Tân Hải mà muội ưa thích. Mấy ngày trước Hứa Như Lai đã tới, muội có còn nhớ rõ hắn không? Thánh Vương, đã là Thánh Vương, nhưng Tu Di Sơn chính là Tu Di Sơn, tài nguyên phong phú, lúc này mới bao nhiêu năm, đều đã Thánh Vương, mà ta. Mới là niết bàn cảnh thất trọng thiên, đời này mong mỏi quá lớn cũng chỉ là bán thánh. Tạo hóa trêu ngươi, cảnh còn người mất, ta dốc hết toàn lực tu luyện, cuối cùng bù không được một trận cơ duyên của người khác. Ta vẫn là ta, hắn, lại không còn là hắn. Hứa Thiên Kỳ tựa ở cửa sổ, yên lặng trò chuyện việc nhà. 10 năm, cách mỗi 10 ngày nửa tháng, hắn đều sẽ tới nơi này thăm hỏi Hứa Đan. Lúc bắt đầu còn an ủi khuyên bảo, sau này đã dần từ bỏ. Có rảnh rỗi, hắn sẽ đến ngồi một hồi, trò chuyện một hồi. Mặc kệ Hứa Đan có nghe hay không, hắn đều sẽ tự mình nói. Cho cái gian phòng giá lạnh này, tăng thêm mấy phần sức sống. Không biết Hứa Như Lai và phụ thân đã hàn huyên cái gì, cùng ngày phụ thân đã đi thế giới hỗn độn. Chuyện này vốn là rất bình thường, trước hết để cho phụ thân dây mặt vào, tìm kiếm khẩu khí, lại an bài Hứa Như Lai đi qua. Nhưng, ha ha, muội biết không? Vào ngày phụ thân rời khỏi Hứa Như Lai cũng đã đi ngay. Lý do thoái thác của hắn là, hắn thuộc về Thái Sơ, không thích hợp lộ diện tại Thương Huyền,
bị người phát hiện có thể sẽ mang đến cho Kim Thành chúng ta phiền toái không cần thiết, tạm thời đi ra bên ngoài ở lại. Ha ha, ta đã ở cùng hắn từ nhỏ đến lớn, hiểu rất rõ hắn. Thật sự cho rằng phủ thêm cà sa, chắp tay trước ngực, đã thành chân Phật rồi. Hắn vĩnh viễn là linh hồn ma Phật, Phật đà tái thế đều không thay đổi được, nếu ta không có đoán sai, hắn, hẳn là chạy, biết tại sao không, hắn sợ Khương Phàm từ trong giọng nói phụ thân suy đoán ra hắn đang ở Kim Thành, sẽ bí mật phái người theo đuổi giao nộp. Hứa Thiên Kỳ trầm mặc một lát, lắc đầu. Loại âm mưu đối kháng này, loại giao phong mưu kế này, thật sự làm cho người ta hướng tới. Một trận đại triều nhất định thay đổi lịch sử đang cuốn khắp thiên hạ, bao nhiêu anh hùng quật khởi, bao nhiêu truyền kỳ kết thúc, ta cũng đã suy nghĩ sẽ dấn thân vào trong đó. Chỉ cần có thể nhẹ nhàng vui vẻ đại chiến mấy trận, chết cũng không tiếc. Nhưng ta, lại chỉ có thể làm quần chúng. Đáng thương sao, ta bỗng nhiên cảm giác, tu luyện cũng không có động lực. Thế giới hỗn độn. Hứa Thành Chủ, đã lâu không gặp. Khương Phàm lạnh lùng nhìn Hứa Đức Diệu. Phần Thiên Thần Hoàng đúng là sự vụ bận rộn nhỉ, ta đều đã tới đây 5 ngày, mới có thể gặp mặt một lần. Hứa Đức Diệu chống cự lại áp bách thần uy đến từ Khương Phàm, kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Bí mật đế ước đã chiêu cáo Thương Huyền, càng ngày càng có nhiều người đầu nhập khu an toàn, bảo vệ tịnh thổ kia, cũng có rất nhiều người đầu nhập thượng thương, nguyện ý vì Thương Huyền tận một phần lực. Nhưng theo ta được biết, Chí Tôn Kim Thành chẳng những không có lựa chọn hai con đường này, ngược lại còn mang thành. Chạy đi! Nếu như lần này Hứa Thành Chủ tới là muốn hợp tác với chúng ta, ta nhất định sẽ đích thân đi ra nghênh đón, nhưng thời điểm ngươi hồi báo, giống như chính là nói. Đàm phán! Chí Tôn Kim Thành ta cũng là tịnh thổ Thương Huyền, ta giữ vững tòa thành kia của ta, chính là bảo vệ ngàn vạn tính mạng. Ta, không cần thiết phải nghe ngươi triệu hoán, ta, không thẹn với lương tâm. Vậy cũng đúng, thất kính. Khương Phàm cười lạnh hai tiếng. Đừng nói nhảm, thần Phật của Tu Di Sơn đâu. Hứa Đan, còn tốt chứ? Ta hỏi ngươi thần Phật đâu? Tinh thần của nàng tốt hơn chút nào không? Khương Phàm, đừng nói sang chuyện khác. Thần Phật Tu Di Sơn đâu? Ngươi có thể đại biểu Tu Di Sơn, nếu như không thể, có gì có thể nói. Ta vẫn quan tâm Hứa Đan hơn, thế nào, đã nhiều năm như vậy, tinh thần hẳn là đã khôi phục bình thường nhỉ? Ta chính là đại biểu Tu Di Sơn tới, đương nhiên có thể đại biểu Tu Di Sơn. Thần tôn nhà mình bị bắt, vậy mà lại tìm người ngoài đến đàm phán, ta thấy Tu Di Sơn giống như không nguyện ý đón thần tôn bọn họ trở về nhỉ? Bây giờ chính là thời kỳ nhạy cảm của Thương Huyền. Tu Di Sơn thân là Thái Sơ Hoàng Đạo, vì chiếu cố cảm nhận của ngươi, mới không có trực tiếp tới. Ngươi đường đường là chủ nhân thần triều, hẳn là đã hiểu đây là tôn trọng của Phật môn đối với ngươi và Thương Huyền, mà không phải là châm chọc khiêu khích. Ngược lại là ta lòng dạ tiểu nhân, vậy ngươi nói một chút, bọn hắn muốn dùng cái gì trao đổi thần Phật? Ba điều kiện. Nói nghe một chút. Khương Phàm cũng muốn nhìn xem Tu Di Sơn có thể vì thần tôn của bọn hắn, trả cái giá lớn đến đâu. Đan Hoàng đứng ở phía sau cửa ngầm đại điện, cũng muốn nghe xem Tu Di Sơn mở ra điều kiện. Chỉ cần có thể trong phạm vi chấp nhận, hắn cũng sẽ không để ý mà ra mặt điều hòa, để Khương Phàm thả Tu Di thần Phật đi, dù sao, đó là chủ nhân vạn Phật, giết Phật. Tương đương với giết dân ý. Huống chi Phật môn tại Thái Sơ Đại Lục tổng cộng có Tam Đại Hoàng Đạo, Ngũ Đại Hoàng Tộc, 13 Đại Thánh Điện, thực lực cực kỳ khủng bố, ảnh hưởng càng là không cách nào đánh giá hết được. Hứa Đức Diệu hắng giọng, cao giọng nói. Đầu tiên, Tu Di Sơn hy vọng ngươi có thể tìm kiếm được lương tâm của mình, đặt tới trong ngực mình, hy vọng ngươi có thể làm một minh quân, mà không phải bạo quân. Hy vọng ngươi thật sự là nghĩ cho dân chúng Thương Huyền, đừng lại ngày ngày nhớ chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh. Đừng lại để sinh linh Thương Huyền lầm than, cực khổ, đừng lại để dân chúng lang bạt kỳ hồ. Thứ hai, nếu như ngươi có thể thả chủ nhân Tu Di Sơn đi, Tu Di Sơn nguyện ý hiệu triệu Phật môn thiên hạ, là đứng ra điều giải cho Thương Huyền và đế tộc, thúc đẩy một lần đàm phán hòa giải, tận hết khả năng tránh cho nguy cơ đế ước xảy ra. Thứ ba, nếu như ngươi dám giết hại chủ nhân Tu Di chính là mang ý nghĩa ngươi chủ động từ bỏ một cơ hội duy nhất có khả năng tránh cho Thương Huyền chiến loạn, mà cái gọi là nghênh chiến đế tộc bảo vệ Thương Huyền, cũng chỉ là ngươi che giấu, ngụy trang cho tính khát máu của mình, ngươi không phải đang chiến đấu vì Thương Huyền, mà là đang chiến đấu vì mình. Phật môn cũng sẽ định ngươi là bạo quân, xem ngươi là dị loại của nhân tộc, hiệu triệu thiên hạ. Thanh trừ. Hứa Đức Diệu nói nguyên lời của Hứa Như Lai cho Khương Phàm nghe. Bầu không khí trong điện an tĩnh lại, Khương Phàm ngồi ngay ngắn ở trên đài cao,
dùng đôi mắt lạnh nhìn Hứa Đức Diệu ở phía dưới. Đan Hoàng giấu ở phía sau cửa ngầm, thể hiện trở nên quái dị. Thật lâu, Khương Phàm mở miệng. Không còn nữa. Ngươi còn muốn cái gì? Thứ ta muốn, và thứ ngươi cho, không giống nhau nhỉ, cũng có thể nói là một mao tiền liên quan đều không có. Phần Thiên Thần Hoàng, ta thừa nhận ngươi bây giờ cao cao tại thượng, trưởng quản mệnh mạch Thương Huyền. Nhưng ta thật sự phải nhắc nhở ngươi, ngươi giam chủ nhân Tu Di đúng là không khôn ngoan. Tu Di Sơn không có công nhiên tuyên cáo ngươi là kẻ địch của nhân tộc, đã là rất cho mặt mũi ngươi, bây giờ không chỉ có nguyện ý cho ngươi cơ hội, còn giúp ngươi thúc đẩy hòa đàm, ngươi phải hiểu đội ơn. Nếu như ngươi ngu xuẩn mất khôn, Tu Di Sơn hiệu triệu Phật Môn Thiên Hạ, tuyên cáo ngươi là kẻ địch của nhân tộc, như thế đến nay, chủ nhân Thương Huyền ngươi đây sẽ danh không chính ngôn không thuận. Khương Phàm cười. Theo thuyết pháp này của ngươi, chủ nhân Thương Huyền ta đây còn phải được đạt được Phật Môn tán thành. Bọn hắn nói là ta, đúng là ta, bọn hắn nói không phải ta, cũng không phải là ta. Ngươi rất rõ ràng lực ảnh hưởng của Phật Môn, bọn hắn cùng Thánh Địa Bát Đại Châu đều có quan hệ chặt chẽ. Mà thánh địa ở trong mắt nhân tộc là tượng trưng của sự thần thánh, đáng giá tín nhiệm. Nếu như Phật Môn nói ngươi là công địch, thánh địa thiên hạ sẽ nói ngươi là công địch, thánh địa bảo hộ con dân, cũng sẽ nói ngươi là công địch. Người trong thiên hạ đều nói ngươi là công địch, chính ngươi cảm thấy, cái vị chủ nhân Thương Huyền này ngươi ngồi đoan chính sao? Tốt, da mặt ngươi dày, không quan tâm, nhưng Phật Môn và thánh địa đều nói ngươi là công địch nhân tộc, cường tộc thiên hạ sẽ có cớ thảo phạt ngươi. Đến lúc đó không đơn giản chỉ là đế tộc đặt chân vào Thương Huyền nữa, mà tất cả thế lực to to nhỏ nhỏ, đều có thể ủng hộ Phật Môn, thanh trừ cái danh dị loại, tràn vào Thương Huyền. Chờ đến khi ngươi chết, cơ thể của ngươi sẽ bị xé nát, thanh danh của ngươi sẽ bị bôi nhỏ vạn cổ, người bên cạnh ngươi cũng sẽ có kết quả giống nhau. Ngươi tự nhận là trấn áp chủ nhân Tu Di Sơn, có thể áp chế Tu Di Sơn, nhưng ngươi sai, 10 phần sai. Mục đích Tu Di Sơn để cho ta tới rất rõ ràng. Cho ngươi cơ hội, có thể tiếp được hay không, có nguyện ý tiếp hay không thì phải xem chính ngươi. Khương Phàm cười lắc đầu. Loại thái độ này, ta thật không nghĩ tới. Đan Hoàng cũng ở phía sau cửa lắc đầu, hắn đã cùng Khương Phàm thảo luận qua chuyện Phật Môn, cũng không có tính tới sẽ là thái độ như vậy. Chuyện này giống như không phải ngữ khí cùng phong cách Phật Môn nên có, dù sao tiếng xấu của Khương Phàm còn ở đó, thần Phật đối với Phật Môn lại quá quan trọng. Thái độ Phật Môn hẳn là nên thận trọng ứng phó, mà không phải là bá đạo uy hiếp. Giờ khắc này, trong đầu Khương Phàm cùng Đan Hoàng đều hiện lên một ý niệm, đây thật sự là thái độ Phật Môn sao, hay là Hứa Đức Diệu còn có mục đích đặc thù gì khác? Tu Di Sơn chỉ cho ngươi một cơ hội này, nếu như ngươi thông minh cung kính đưa thì chủ nhân Tu Di Sơn ra khỏi Thương Huyền, lại công khai xin lỗi Phật Môn. Nếu như ngươi không biết tốt xấu, Tu Di Sơn cũng sẽ không công địch thỏa hiệp cùng nhân tộc cho. Hứa Đức Diệu cường thế biểu đạt ý kiến, đầu dương cao, thể hiện lạnh lẽo cứng rắn, nhưng đây cũng không phải là trận thế phách lối, mà cố gắng che giấu nội tâm bối rối của hắn. Dù sao, hắn giờ phút này hắn cũng là đang kích thích Khương Phàm, thậm chí đang hãm hại Khương Phàm. Mà Khương Phàm sớm đã không phải là vị thiếu niên đã từng kia nữa, hắn bây giờ đã là thần linh chân chính, là chủ nhân Thương Huyền, càng là cuồng thần chiến tranh hung danh khắp thiên hạ. Không cần Khương Phàm cố ý biểu hiện ra ngoài cái gì, chỉ là ngồi ngay ngắn chỗ đó, với khí độ rộng rãi, ánh mắt lạnh lẽo, cũng đủ để kích thích bất cứ người nào cũng phải kính sợ. Hứa Đức Diệu cứ việc đã có chuẩn bị, nhưng vẫn khống chế không nổi phần rung động trong lòng kia. Thật lâu, Khương Phàm trầm ngâm nói. Ta thả. A. À. Trong lòng Hứa Đức Diệu khẽ run rẩy, ngọa tào. Ngươi thả. Khương Phàm lại nói. Ta thả, có thể. Nhưng ta đây có 3 điều kiện. Hứa Đức Diệu âm thầm thở phào, dọa ta một hồi. Khương Phàm thu phản ứng vi diệu của Hứa Đức Diệu vào đáy mắt, tiếp tục nói. Đầu tiên, 8 viên thần cốt linh tủy. Thứ hai, Phật Môn vĩnh viễn không được đặt chân vào Thương Huyền. Thứ ba, để bảo đảm các ngươi sẽ thực hiện điều kiện, đưa Hứa Như Lai tới làm con tin. Hứa Đức Diệu ra vẻ kích động hô to. Phần Thiên Thần Hoàng, lời ta vừa mới nói kia là vô ích, ngươi không nghe thấy, hay là vẫn chưa hiểu. Ngươi không có tư cách bàn điều kiện cùng Phật Môn, ngươi chỉ có thể tiếp nhận điều kiện của Phật Môn, tiếp nhận ân huệ Phật Môn. Chuyển điều kiện của ta cáo cho Phật Môn, nếu như tiếp nhận, tất cả đều vui vẻ. Nếu như không tiếp nhận, chủ nhân Tu Di, vĩnh viễn không trở về được. Ngươi không cần biểu đạt ngươi cường thế. Điều kiện ta vừa mới nói chính là thái độ cuối cùng của Tu Di Sơn, tuyệt đối sẽ không sửa đổi.
không thay đổi, nhưng chủ nhân Tu Di sẽ không còn nữa. Ngươi thử giết hắn một chút. Hứa Đức Diệu cố ý kích thích, đây chính là mục đích hắn tới nơi này. Ta ngay cả Bạch Hổ Cự Long cũng dám giết, lại có thể sợ sệt một chủ nhân Phật môn. Khương Phàm bực tức nói. Ta cho là ngươi, không dám. Hứa Đức Diệu bước về phía trước hai bước, nhìn gần Khương Phàm. Ngươi phải đồng ý, bây giờ liền đồng ý, lập tức đưa Tu Di chủ nhân đi, cũng cam đoan hắn bình yên vô sự rời khỏi Thương Huyền. Không đồng ý, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội đàm phán, dù là ngươi quỳ rạp xuống trước mặt Phật môn. Ta khuyên ngươi nên nghĩ cho rõ ràng, ngươi sắp đứng trước đế tộc vây bắt. Đế tộc, đó là đế tộc, tồn tại trí cao chân chính khống chế thế giới, nếu bọn hắn ra tay, nhất định mang lên thần tộc phụ thuộc và hoàng tộc, hoàng đạo cùng đại lục. Dưới sự bao phủ của ô loại áp lực kia, năm ba thần các ngươi có một phần thắng sao? Không có, các ngươi chắc chắn sẽ thua. Không có bất kỳ lo lắng gì. Đừng vùng vẫy, giao chủ nhân Tu Di ra, để hắn thay ngươi du thuyết một trận đàm phán, sau đó. Ngươi thỏa hiệp với đế tộc bảo đảm ngươi tiếp tục làm chủ nhân Thương Huyền. Mặc dù là một con rối, nhưng ngươi có tên, Thương Huyền có mệnh, đây mới thật sự là tất cả đều vui vẻ. Hứa Đức Diệu dùng ngôn ngữ vô cùng xảo diệu, từ đầu đến cuối đều là đang khuyên Khương Phàm thả đi, nhưng kỳ thật từng câu từng chữ đều đang mịt mờ kích thích Khương Phàm, để Khương Phàm tức giận, mâu thuẫn, đoạn con rối, sau cùng này chính là thăng hoa trực tiếp. Ngươi không có phần thắng rồi, thỏa hiệp đi. Làm con rối đi, chí ít có thể còn sống. Không muốn, muốn phản kháng. Đế tộc mang đến áp lực quá lớn. Làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian giết chết tôn Phật này đi. Lợi dụng tôn Phật này, bồi dưỡng một tân thần, cho ngươi tranh thủ một chút xíu phần thắng. Rốt cuộc Khương Phàm cũng thể hiện giống như Hứa Đức Diệu chờ đợi, mặt lộ ác tướng. Cho ta thần cốt linh tủy cùng Hứa Như Lai, nếu không, ta luyện chủ nhân Tu Di, chuyển lời này của ta cho Tu Di Sơn. Ngươi sẽ không đạt được bất kỳ sự đáp lại nào. Hứa Đức Diệu cường thế giằng co, trong lòng lại thở phào, hoàn thành nhiệm vụ. Đối đãi loại cường nhân này, nên dùng thủ đoạn như vậy. Khương Phàm đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống. Ta ở chỗ này chờ một tháng, để bọn hắn tự mình đến. Nếu như không đến, đừng trách ta không khách khí. Ngươi thật sự là ngu xuẩn mất khôn, cáo từ. Hứa Đức Diệu giận dữ quay người, nhanh chân rời khỏi. Để thái độ lại, kích thích đúng chỗ, chỉ cần vĩnh viễn không còn liên hệ cùng Khương Phàm không chiếm được đáp lại, hắn chắc chắn sẽ trong cơn tức và cùng nôn nóng mà giết thần Phật. Bởi vì hắn gặp phải tuyệt vọng chiến tranh áp bách, qua tháng 9 sang năm nhất định phải tăng thực lực lên. Ta và ngươi làm giao dịch, không phải cùng Tu Di Sơn, là với ngươi. Khương Phàm đột nhiên gọi Hứa Đức Diệu lại. Giữa chúng ta không có gì để có thể giao dịch. Chỗ ta đây tạm thời an toàn, ngắn hạn không có chiến tranh, ngươi có thể đưa Hứa Đan tới. Để nàng gặp mặt Lý Dần, nói rõ ràng chuyện năm đó. Có gì để phải nói? Không gặp. Ngươi không đại biểu nàng được, ngươi không muốn gặp, nhưng nàng hẳn là muốn gặp. Ta cũng không phải để cho ngươi tặng không, như vậy đi, một khối bảo cốt thánh hoàng. Hứa Đức Diệu vừa muốn phản bác, cưỡng bức kẹt ở bên miệng. Bảo cốt thánh hoàng, há mồm liền ra, vung tay thật lớn a. Khương Phàm nói, các ngươi có thể an bài tộc nhân bồi tiếp nàng tới, nàng muốn rời khỏi cũng có thể rời khỏi bất cứ lúc nào, ta tuyệt đối không ngăn cản. Điểm này... ta có thể lập huyết khế cho ngươi, dùng danh dự của ta cùng thần triều cam đoan. Hứa Đức Diệu cau mày, nhớ tới nữ nhi điên điên khùng khùng đáng thương, trần trờ liên tục, nói. Ta sẽ cân nhắc. Khi nào nàng đến, bảo cốt sẽ được đưa cho ngươi lúc đó, tuyệt đối không chơi xấu. Khương Phàm đưa mắt nhìn Hứa Đức Diệu rời khỏi, sau đó ngồi trở lại ghế đá. Sư phụ, thái độ của Tu Di Sơn so với chúng ta mong muốn. Khác biệt rất lớn nhỉ. Đan Hoàng từ phía sau cửa ngầm đại điện đi tới, khẽ than thở một tiếng, lắc đầu. Ta lại có loại cảm giác, bọn hắn chính là buộc chúng ta giết thần Phật. Phật môn hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy, mặc dù bọn hắn cùng không giống với Phật môn lúc trước, nhưng cuối cùng so với những hoàng tộc hoàng đạo khác cũng đều chính phái hơn rất nhiều. Thần Phật không chỉ là một biểu tượng, thay thế biểu hiện thực lực Phật môn, Tu Di Sơn không thể không có thần Phật, Phật môn không thể không có thần Phật. Đan Hoàng cũng gật đầu. Phật môn xác thực không có làm nhân ái, nhưng cũng không trở thành sa đọa đến mức vứt bỏ thần Phật. Đầu ngón tay Khương Phàm nhẹ nhàng linh hoạt nắm trên ghế mây. Phật môn làm như thế,
không ngoài là cho thấy thái độ cường thế cùng tuyệt đối không thỏa hiệp, sau đó mặc kệ, để cho chúng ta khẩn trương, để cho chúng ta sốt ruột, sau đó tại thời điểm thích hợp, lại đến đàm phán. Hứa Đức Diệu cũng rất thích hợp thay Phật Môn để diễn tả loại thái độ này. Nhưng, Hứa Đức Diệu là lạ. Có thể là ta trải qua giết chóc nhiều, gặp phải kẻ ác nhiều, ta nhìn không thấy tính tươi đẹp của con người, càng nhiều hơn chính là tà ác. Nếu như Hứa Đức Diệu thật hy vọng chúng ta giết thần Phật thì sao? Sau khi trầm mặc một trận lâu, Đan Hoàng khẽ nói. Hứa Như Lai. Khương Phàm đi xuống đài cao. Nạp Lan Thanh Cảnh đang ở thượng thương thẩm tra người đến đây tìm nơi nương tựa, để hắn ngăn Hứa Đức Diệu lại nhìn xem. Ta đi mời Đông Hoàng Toại, để hắn đến Chí Tôn Kim Thành nhìn, Hứa Như Lai có ở đó hay không. Hứa Đức Diệu và Đông Hoàng Thánh Kiệt cùng đi, rời khỏi thế giới hỗn độn, giáng lâm đến thượng thương. Lúc này thượng thương vô cùng náo nhiệt. Càng ngày càng nhiều người tụ tập đến nơi đây, hy vọng có thể gia nhập thế giới hỗn độn, bảo vệ thương huyền. Có lẽ bên trong một địa khu nào đó chính là 5-3 người tới, nhưng cũng không phải là tất cả địa khu đều là 5-3 cái, có chút sẽ có thành đàn người dắt tay nhau đến, như là hàng vạn dòng chảy đổ về biển cả, có dòng suối có con sông, càng có đại giang, chân chính hội tụ đến cùng một chỗ, đã trở thành đại dương mênh mông. Cho nên một thời gian quạnh quẽ qua đi, thượng thương cổ thành đã dần dần náo nhiệt, mà càng ngày càng náo nhiệt. Phải làm như thế nào để cam đoan trong này không có tai mắt đế tộc trà trộn vào, không có người hài lòng. Nạp Lan Thanh Cảnh chính là lựa chọn việc nhân đức không nhường ai. Trải qua thần dương huyết kích phát, bảo cốt thánh vương trồng chất, Nạp Lan Thanh Cảnh bây giờ đã là niết bàn cảnh thất trọng thiên, thiên phẩm linh văn. Cao giai niết bàn cùng thiên phẩm nguyệt nhãn, để hắn có được năng lực dò xét còn cao hơn trước đó. Dưới tình huống mà tất cả mọi người nhìn nam tử ngồi trên xe lăn như không thấy này, Nạp Lan Thanh Cảnh lại rõ ràng dò xét đến nội tâm của bọn hắn. Trong rất nhiều, tâm hải, đầy ngập nhiệt tình, kiêu ngạo hào hùng, thì những kẻ mưu đồ không về tâm cảnh, thật sự quá rõ ràng. Lại thêm Nạp Lan Thanh Cảnh cố ý mời Thái Thản Cự Mãng cùng Cự Phong Long và các loại cự thú tọa chấn, mang đến cảm giác áp bách mạnh mẽ, những người mưu đồ bất chính kia lại càng dễ khẩn trương, vừa căng thẳng. Liên, trong suốt. Hứa Thành Chủ, hân hạnh. Nạp Lan Thanh Cảnh di chuyển xe lăn, ngăn cản Hứa Đức Diệu ở cửa thành chỗ đang muốn rời khỏi. Ngươi là... Hứa Đức Diệu đánh giá nam tử, làm sao còn có một người bại liệt thế này? Ta họ Nạp Lan, là bằng hữu của Khương Phàm, cũng là bằng hữu của Lý Dần. Lý Dần, hừ. Lý Dần nhờ ta đến hỏi một chút, Hứa Đan thế nào? Sao hắn không tự mình tới hỏi? Không có mặt mũi gặp ta, hay là khinh thường gặp ta? Ngài đừng nóng giận, ta biết Hứa Đan khẳng định đã bình phục. Dù sao huynh trưởng của nàng cũng là Hứa Như Lai, Phật Đà Linh Văn. Từ khi bắt đầu dùng xương tổ đế, hắn đã là người thừa kế được Tu Di Sơn dùng toàn lực bồi dưỡng, Phật quang chiếu mấy lần, Phật ngữ đến vài tiếng, tinh thần đau đớn tùy tiện giải thoát. Hứa Đức Diệu không muốn nhiều lời cùng tiểu bối này, hừ một tiếng liền muốn rời khỏi. Nạp Lan Thanh Cảnh lại chuyển xe lăn, ngăn lại lần nữa. Ngài tới đây là đại biểu Phật Môn. Đông Hoàng Thánh Kiệt. Hứa Đức Diệu lười nhác nói nhảm, trực tiếp ra hiệu Đông Hoàng Thánh Kiệt đánh tiểu bối này đi. Đông Hoàng Thánh Kiệt biết Nạp Lan Thanh Cảnh là ai, đột nhiên ngăn lại, khẳng định bị người ta sai xử, cho nên không có phản ứng. Nạp Lan Thanh Cảnh lại nói, là ai mời ngài đại biểu Phật Môn đến đàm phán, là Hứa Như Lai sao? Hứa Như Lai đích thân đến Thương Huyền, hay là ủy thác người khác tới mời? Hứa Như Lai, đang ở Tôn Kim Thành à? Đây là chuyện giữa Phật Môn cùng thế giới hỗn độn, có liên quan gì tới ngươi? Tránh ra! Hứa Đức Diệu nhíu mày. Ngữ khí nghiêm túc, vấn đề này đã để hắn khẩn trương, bởi vì hắn rất lo lắng Khương Phàm sẽ phái người lao tới Chí Tôn Kim Thành, điều tra Hứa Như Lai có phải ở đó hay không. Nạp Lan Thanh Cảnh bắt được tâm lý ba động yếu ớt của Hứa Đức Diệu, thần nhãn tâm linh thừa lúc vắng mà vào, đồng thời tiếp tục ép hỏi. Đừng kích động, ta là người ưa thích bát quái. Ta vẫn luôn đang nghĩ, nếu như chúng ta giết thần Phật, rốt cuộc Phật Môn sẽ làm ra phản ứng gì? Nếu như chúng ta thả Phật Đà, Phật Đà lại có thái độ gì? Bây giờ rốt cuộc Phật Môn cũng phải đến, ngài có thể cho ta một cái đáp án hay không? Không phải ngươi là bằng hữu Khương Phàm sao? Ngươi đi mà hỏi Khương Phàm. Trước đó Khương Phàm vẫn luôn không có quyết định chủ ý, hắn rất muốn giết thần Phật, thế giới hỗn độn cũng là có thái độ này, đây chính là một vị thần sống sờ sờ, có thể thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Dù sao cũng đã đắc tội thiên hạ, không sợ lại đắc tội Phật Môn.
nhưng Tổ Sơn nơi đó lại vẫn luôn phái người khuyên nhủ, phải chú ý ảnh hưởng của Phật môn, cũng phải bận tâm cảm xúc của dân chúng Thương Huyền. Ta đã cho Khương Phàm lựa chọn, bây giờ ngươi có thể đi hỏi. Ngài không thể nói. Tại sao ta phải nói cho ngươi? Ta chỉ hỏi một chút mà thôi, ngài đừng nóng nảy. Tránh ra. Ngài đường đường là chủ nhân hoàng tộc, thái độ này. Khiến ta thật thất vọng đấy. Bằng vào địa vị thế giới hỗn độn chúng ta bây giờ, ngài thật đúng là không có tư cách lớn lối như thế. À, sai, ta quên Hứa Như Lai. Ngài là phụ thân của Hứa Như Lai, bây giờ thần Phật không có ở đó, Tu Di Sơn hẳn là do hắn làm chủ nhỉ, toàn bộ Phật môn đều muốn coi trọng hắn cái này nhất có thành thần tiềm lực Phật Đà đi. Thái Sơ đế tộc, cũng hẳn là sẽ cố gắng trợ giúp hắn trùng kích thần cảnh để ổn định lực ảnh hưởng của Phật môn. Nạp Lan Thanh Cảnh liên tiếp kích thích, nhìn như bát quái, nhìn như trêu chọc, nhưng từng câu từng chữ lại đâm thẳng vào một ít chỗ mẫn cảm trong nội tâm Hứa Đức Diệu. Mà những này chỗ mẫn cảm bị kích thích sau khi, sinh ra ba động, đưa tới ý nghĩ, chính là mấu chốt để Nạp Lan Thanh Cảnh theo dõi. Trong đầu Hứa Đức Diệu trong nháy mắt hiện lên một ít cảnh ngộ của Hứa Như Lai, lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ là ý nghĩ bình thường mà thôi, chính mình cũng không chút chú ý, tiếp đó lại nhíu mày quát tháo. Ngươi không xong rồi, tránh ra cho ta. Ai, ngài thực sự là, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút. Nạp Lan Thanh Cảnh lắc đầu, chuyển xe lăn đi ra. Hừ, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hứa Đức Diệu trầm mặt rời khỏi. Đông Hoàng Thánh Kiệt cười nhạt mà nói. Không tiến, đi thong thả. Nạp Lan Thanh Cảnh đưa mắt nhìn Hứa Đức Diệu đi xa, khôi phục phần an tĩnh cùng nho nhã thường ngày kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ con mèo đen trong ngực. Đáy mắt thoáng mắt lấp lóe, yên lặng suy nghĩ. Đông Hoàng Thánh Kiệt đứng ở bên cạnh, vẻ mặt hơi có vẻ phức tạp. Người này nhìn như là người vô hại, nhưng việc nhìn trộm nội tâm này. Thật sự là đáng sợ. Bây giờ rõ ràng là nếu Khương Phàm không quản không để ý cưỡng ép kích phát tiềm lực Nạp Lan Thanh Cảnh, tương lai không biết lại biến thành cái dạng gì. Nhìn trộm nội tâm, hiểu rõ ý nghĩ, sau này gia hỏa này còn có thể thay đổi ý nghĩ một ít người hay không? Thánh Kiệt cung chủ, làm phiền ngài chuyển cáo Khương Phàm. Đầu tiên, Hứa Như Lai đang ở Chí Tôn Kim Thành, thứ hai, Hứa Đức Diệu có khuynh hướng giết thần Phật. Thứ ba, thời gian qua Hứa Như Lai ở Tu Di Sơn không dễ chịu. Thứ tư, hiềm nghi Thái Sơ đế tộc có nhúng tay. Thứ năm, Hứa Đức Diệu, rất khẩn trương, rất mẫn cảm, hắn là mang theo sứ mệnh đặc thù tới. Đông Hoàng Thánh Kiệt nhìn chằm chằm Nạp Lan Thanh Cảnh, nhưng tranh thủ thời gian bừng tỉnh, xoay người rời khỏi. Hắn cũng không muốn bị tiểu gia hỏa này nhìn trộm ý nghĩ nội tâm. Tuy nhiên, đi không bao xa, Đông Hoàng Thánh Kiệt đột nhiên ngừng lại, hơi chần chờ, hơi trầm ngâm, quay người vừa nhìn về phía Nạp Lan Thanh Cảnh. Cái này, có một vấn đề mạo muội. Nạp Lan Thanh Cảnh chuyển xe lăn từ đi qua bên cạnh Đông Hoàng Thánh Kiệt, thuận miệng nói. Bọn hắn không có hài tử, không phải là không thể, mà là không có bắt đầu. Khóe mắt Đông Hoàng Thánh Kiệt co rúm, ngưng nghẹn im lặng. Thế giới hỗn độn. Hứa Như Lai đang ở Chí Tôn Kim Thành. Hứa Đức Diệu muốn thần Phật chết. Hứa Như Lai, không có đứng vững gót chân ở Tu Di Sơn. Đế tộc nhúng tay sự vụ Phật môn. Hứa Đức Diệu, mang theo sứ mệnh đặc thù tới. Khương Phàm đứng ở trước Xí Thiên Đại Điện, lầm bầm lầu bầu tái diễn suy đoán của Nạp Lan Thanh Cảnh. Nạp Lan Thanh Cảnh còn không thể trực tiếp xé mở nội tâm của người khác, nhìn trộm tất cả mọi thứ ở bên trong, nhất là cường giả như Hứa Đức Diệu. Cho nên những suy đoán này đều là Nạp Lan Thanh Cảnh dùng ngôn ngữ nhắm vào, kích thích nội tâm Hứa Đức Diệu, gây nên sau khi ba động mãnh liệt thì tiến hành dò xét. Nếu như kết luận thay trình tự, chính là thần Phật bị trấn, đế tộc thừa cơ nhúng tay Phật môn. Hứa Như Lai không như ý tại Tu Di Sơn, tự mình đến Chí Tôn Kim Thành. Sau đó, Hứa Đức Diệu mang theo sứ mệnh tới, muốn thần Phật chết. Khương Phàm có chút ngẩng đầu, ánh mắt không có tiêu cự nhìn lên bầu trời. Ý thức phiêu miểu khi thì mình huyễn tưởng thành Thái Sơ đế tộc, khi thì huyễn tưởng thành cửa Phật, lại huyễn tưởng thành Hứa Như Lai cùng Hứa Đức Diệu. Cuối cùng, sau khi thay đổi trình tự kết luận lại phong phú một chút. Chính là, thần Phật bị trấn, đế tộc lo lắng Phật môn làm ra thỏa hiệp, tiện bí mật nhúng tay. Hứa Như Lai là truyền nhân của Phật Đà Thủy Tổ, lại không như ý tại Tu Di Sơn, biến thành con mồi trong mắt đế tộc. Hứa Như Lai và đế tộc đạt thành giao dịch bí mật. Thần phó đến Thương Huyền đàm phán, hắn cam đoan với Phật môn là không tiếc cái giá nào để trao đổi thần Phật, nhưng mong muốn thật sự chính là để thần Phật chết ở chỗ này.
thần Phật vừa chết, Tu Di Sơn cần đẩy mạnh tân chủ, Hứa Như Lai có thân phận càng có đế tộc duy trì, thống ngự Tu Di Sơn là chuyện không chút lo nghĩ. Mà thần Phật vừa chết, Phật môn như rắn mất đầu, Hứa Như Lai vừa vặn mượn cơ hội này, chỉnh đốn Phật môn, cũng lợi dụng lòng thù hận kia, trừng phạt Thương Huyền, xác định uy vọng. Hẳn là như thế này. Khương Phàm thì thào một câu, trong lòng có được phán đoán đại khái. Loại chuyện này, người trong nội bộ Phật môn không thể nào làm được, Hứa Như Lai thì không phải vậy, hắn là kẻ ngoại lai, càng là Thánh Phật ác Phật kết hợp thể. Nhưng, đối với trận Phật môn nội đấu này, Khương Phàm hoàn toàn không có hứng thú, hắn khát vọng là tài nguyên. Chiến tranh sắp đến, thời gian cấp bách, hắn muốn trưởng thành, muốn trở nên mạnh hơn, càng phải bồi dưỡng càng nhiều cường giả. Dựa theo dự định trước đó, hắn là muốn dùng thần Phật bức Tu Di Sơn cho hắn 5 viên thần vật trở lên, thuận tiện để Phật môn thành thành thật thật ở lại Thái Sơ. Nếu như Phật môn không thỏa hiệp, hắn thật sự sẽ theo kế hoạch mà trực tiếp luyện thần Phật, đẩy thực lực cho mình, cho thiên hậu tăng thực lực lên. Bây giờ ngược lại thì tốt rồi, Thái Sơ và Hứa Như Lai đã nắm lấy cơ hội, không chỉ có không chịu giao dịch, còn dự định lợi dụng hắn. Nếu như là thời kỳ bình thường, hắn không để ý mà sẽ trả thần Phật về, để bọn hắn náo nhiệt một chút, bây giờ thì thế nào? Nếu như Hứa Như Lai chậm chạp không cho tài nguyên, hắn thật chỉ có thể cho luyện thần Phật. Đông Hoàng Thánh Kiệt đứng ở bên cạnh, nhìn lông mày Khương Phàm có chút rủ xuống, lãnh túc không nói, lại có một cảm giác áp bách không dám đánh nhiễu. Trước đó còn chưa từng tin tưởng, cho đến khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, mới đột nhiên đã hiểu, có ít người chỉ có thể làm tôi tớ, có ít người chỉ có thể làm vương hầu, mà có ít người. Thật sự là hoàng giả trời sinh, chính là Khương Phàm, thiên hậu cũng thế, bọn hắn am hiểu bày mưu nghĩ kế, am hiểu mưu cục phá cục, còn có tâm tính ổn trọng khác hẳn với người bình thường. Đối mặt với loại áp bách từ đế tộc xâm lấn này để cho người ta tuyệt vọng, bọn hắn thì lại từ đầu đến cuối đều không có bất cứ lùi bước suy nghĩ gì, thậm chí ảnh hưởng đến tất cả mọi người bên cạnh hào tình vạn trượng, rõ ràng không có chút phần thắng nào, nhưng thật giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Khương Phàm không có chú ý tới ý nghĩ của Đan Hoàng, sau khi suy nghĩ liên tục, ý thức chìm vào thông thiên tháp, đi đến tử nhân không gian tại tầng thứ 5. Chủ nhân Tu Di chắp tay trước ngực, cúi đầu nhắm mắt, toàn thân trải rộng ấn ký chữ vạn chiếu sáng rạng rỡ, cưỡng ép phong ấn mình, cũng đang chống cự lấy tử nhân không gian xâm nhập. Nếu như cái chết của ngươi, có thể kích phát Phật môn thống nhất chưa từng có, ngươi có thể tiếp nhận sao? Khương Phàm ngưng tụ ý thức thành hình dáng chính mình. Giáng lâm ở trước mặt chủ nhân Tu Di. Chủ nhân Tu Di khẽ mở tầm mắt. Ngươi muốn giết ta? Khương Phàm nói. Là Thái Sơ đế tộc và Hứa Như Lai muốn giết ngươi. Nếu như Tu Di Sơn muốn đổi ngươi về, vậy thì cần phải trả giá đắt, còn lại phải không đến Thương Huyền, đây đối với Thái Sơ đế tộc mà nói là chuyện không thể tiếp nhận. Cho nên, bọn hắn tìm được Hứa Như Lai, hứa hẹn bồi dưỡng Hứa Như Lai thành chủ nhân Tu Di mới, bảo đảm hắn có thể mau chóng tiến tới thần cảnh. Cứ như vậy, đầu tiên, Tu Di Sơn có tân thần thì sẽ không quá chấp nhất đổi ngươi về, thứ hai, bọn hắn bồi dưỡng lên Hứa Như Lai thì có thể khống chế Hứa Như Lai. Khống chế Hứa Như Lai, chẳng khác nào khống chế Phật môn. Nếu như là Phật tử khác, không thể lại đồng ý từ bỏ ngươi, càng sẽ không đồng ý bí mật mưu đồ cùng đế tộc. Nhưng, Hứa Như Lai cũng không phải do các ngươi bồi dưỡng, mà là gia nhập sau này, hắn đối với Tu Di Sơn không có tình cảm quá sâu sắc. Đối với quan hệ giữa Phật môn và Thái Sơ đế tộc cũng không có nhận biết rõ ràng như vậy, tư tưởng của hắn còn dừng lại tại, lợi ích hoàng tộc là trên hết. Chủ nhân Tu Di mặc niệm Phật ngữ, không để ý đến hắn. Hứa Như Lai là ai, hắn tự mình nuôi dưỡng 10 năm, hắn là người rõ ràng nhất. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn chậm chạp không có khâm định Hứa Như Lai là người thừa kế chân chính của Tu Di Sơn, cũng không có từ bỏ bồi dưỡng hai truyền nhân, Phật Đà, Linh Văn khác. Nếu như ngươi chết, Phật môn sẽ bị Hứa Như Lai và đế tộc khống chế, chuyện này không chỉ đơn giản là đổi chủ, mà là nếu Hứa Như Lai đồng ý với điều kiện của đế tộc, sinh ra lòng muốn hại ngươi, đã nói lên. Trong lòng của hắn còn ở một tôn ác Phật, như thế này chủ nhân Tu Di sẽ mang Tu Di Sơn cùng Phật môn tới đâu? Như thế này chủ nhân Tu Di, thật sự có tư cách xung hợp xá lợi của Phật Đà Thủy Tổ sao? Chủ nhân Tu Di vẫn mặc niệm Phật ngữ, không có trả lời. Ta không quan tâm giao dịch giữa Hứa Như Lai cùng đế tộc, ta cũng không quan tâm tương lai của Phật môn các ngươi, ta càng không quan tâm sống chết của ngươi, thứ ta muốn là thần nguyên, là thần cốt linh tủy cùng thần dương huyết. Tình thế, ta đã nói rõ ràng cho ngươi. Đáp án,
người đến nói cho ta biết. Khương Phàm nhìn chủ nhân Tu Di đang mặc niệm Phật ngữ ở trước mặt mình, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Sống và chết, khả năng vị thần Phật này đã nhìn rất nhạt, nhưng nhắc đến tương lai Phật môn, hắn thật sẽ chăm chú cân nhắc. Chủ nhân Tu Di mặc niệm Phật ngữ, một lần lại một lần. Khương Phàm từ đầu đến cuối vẫn không có rời khỏi, cứ lạnh lùng nhìn như vậy. Tử nhân không gian yên tĩnh giá lạnh, không có âm thanh, không có nhiệt độ, không có năng lượng, thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua. Hồi lâu, chủ nhân Tu Di ngừng lại, nhưng vẫn thật lâu không nói gì. Khương Phàm vẫn không vội, yên lặng bồi tiếp. Ai? Chủ nhân Tu Di than khẽ. Cái thân Phật này, cho ngươi, thả Phật hồn ta trở lại Tu Di Sơn. Còn gì nữa không? Ta chỉ có thể dùng bộ thần khu này cho ngươi thần cốt linh tủy cùng thần dương huyết, những cái khác, ta tạm thời không cho được. Nhất định phải cho. Nếu như ta có thể còn sống sót, Phật môn có thể cam đoan thời kỳ đầu cuộc chiến đế ước sẽ không vào Thương Huyền, nhưng thời kỳ sau Phật môn nhất định phải tham gia, bảo đảm dân chúng Thương Huyền không nhận chiến tranh tác động. Cho ta một thời gian xác thực. Một năm. Không, hai năm. Trong vòng hai năm, ta không hy vọng nhìn thấy bất cứ một tôn Phật nào xuất hiện trên đại địa Thương Huyền. Ai, hai năm, ta sẽ cố hết sức. Thành giao, bây giờ ta có thể để cho Phật hồn ngươi rời khỏi, nhưng vì lý do an toàn, ngươi đừng đi từ phía dưới, đi từ Thiên Khải đi. Hoàng thành của Tu Di Sơn tại Thiên Khải hẳn là tâm phúc tuyệt đối của ngươi, tới Hoàng thành trước, cao điệu tuyên cáo mình đã trở về, lại mời chúng Phật đến Thiên Khải nghị sự. Khương Phàm nhất định phải đề phòng đế tộc bố trí mai phục tại hải vực đến phòng ngừa thần Phật trở về. Theo thần Phật tọa hóa, linh hồn rời khỏi thân thể. Khương Phàm lấy thông thiên tháp, xuyên suốt thiên khải, như là linh hồn rời khỏi. Cứ như vậy, bọn người Khương Phàm lại lấy được thần cốt linh tủy cùng thần dương huyết mới. Nhưng hắn không có lập tức phân phát xuống, mà muốn nhìn tình huống đám người bế quan. Dù sao đột phá từ Thánh Vương đến Thánh Hoàng cũng thật quá khó khăn, cho dù là có thần vật kích phát cũng không thể cam đoan xác suất thành công 100%. Thánh Hoàng tăng trọn vẹn đến Thánh Hoàng cũng cần tài nguyên rộng lượng, cần kích thích cực đoan. Ngày 10 tháng 4, sau khi kéo dài bế quan hơn một tháng, huyết mạch huyền vũ của Đại Vương rốt cuộc cũng đã kích phát ra cự xà tượng trưng cho huyền minh, triệt để hóa thân thành chân thân huyền vũ, dưới sự tẩm bổ của thần cốt linh tủy, ngạo nghễ bước vào cảnh giới Thánh Hoàng. Sóng lớn ngập trời, oanh minh không dứt, tiếng gào thét hùng hậu rung động thiên hà, nó phấn chấn đến nóng nảy, điên cuồng phát tiết ra uy lực huyền vũ của mình. Hai ngày sau đó, Bạch Tai cường thế xông mở cảnh giới hàng rào, rửa sạch nhục nhã, bước lên cảnh giới Thánh Hoàng. Trải qua đủ loại kiểu dáng hài cốt chiến khu tầm bổ, như là đỉnh cấp thánh khí, không thể phá vỡ. Ngày 17 tháng 4, Hướng Vãn Tình trước sau được hai viên thần huyết kích phát, rốt cuộc cũng tiến hành dung hợp toàn diện cùng Thái Âm Đồ Đằng, được Đồ Đằng phản hồi, kích phát tiềm lực thiên hồ chiều sâu, dưới sự chứng kiến của toàn tộc Hướng gia, bước lên cảnh giới Thánh Hoàng. Nhưng cũng chính là tại một ngày này, Đông Hoàng Toại bí mật tiến về Chí Tôn Kim Thành cũng đã trở về. Không có phát hiện Hứa Như Lai bên trong Chí Tôn Kim Thành, nhưng từ phản ứng của Hứa Đức Diệu sau khi trở về, có thể xác định trước đó Hứa Như Lai ở chỗ này. Trong dự liệu, hắn không dám ở lại Chí Tôn Kim Thành. Ta hoài nghi Hứa Như Lai đang ở gần đó, nhưng tìm khắp xung quanh mấy vạn dặm cũng không có phát hiện tung tích. Linh hồn thần Phật đã đi thiên khải, để hắn và Hứa Như Lai từ từ đấu đi. Linh hồn. Hắn tọa hóa thần khu, chỉ đi linh hồn. Có thần dương huyết cùng thần cốt linh tủy mới rồi. Đều là bốn viên. Làm sao chia? Khương Phàm cười nói. Ngươi muốn. Đông Hoàng Toại không chút khách khí. Ai không muốn chứ? Khương Phàm nói. Không võ các ngươi đột phá cần nhìn thiên phú, chỉ dựa vào tài nguyên rất khó đột phá, Đông Hoàng Như Ảnh chỉ là trường hợp đặc biệt. Các ngươi không thể ở trên thân bất cứ một tộc nhân nào. Phục chế thành công như Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Lăng Tuyệt cũng không được. Cho Đông Hoàng Trấn Nguyên đến một viên đi. Hắn đều đã 500 tuổi. Cho một viên, có được hay không, nhìn mệnh. Biến đổi cao nhất của hắn là năng lượng linh văn, nhưng chân chính đột phá, cơ hồ không có hy vọng. Một Thánh Hoàng thiên phẩm không võ Thánh Vương, cũng bù đắp được một tân tấn Thánh Hoàng. Thần cốt linh tủy hay thần dương huyết? Thần dương huyết, cá nhân ta đề nghị. Loại thần vật này vẫn nên giao cho hậu bối, tỷ lệ thành công khi bồi dưỡng thánh linh mới lớn hơn. Ai, Đông Hoàng Như Yên sao? Ngươi thật sự là phù sa không lưu ruộng người ngoài nha, nàng rõ ràng chính là người của các ngươi,
cho nàng còn không phải tiện nghi thần triều các ngươi. Nói như ngươi vậy. Khương Phàm lắc đầu, lấy ra bình ngọc phong ấn thần dương huyết, giao cho Đông Hoàng Toại. Đông Hoàng Toại nhận lấy liền muốn rời khỏi, lại đột nhiên nói. Thời điểm ta đang cẩn thận điều tra Chí Tôn Kim Thành, ở trong góc tại tầng thứ 9 phát hiện một chỗ phong ấn, lúc ấy tưởng rằng cất giấu Hứa Như Lai nên đã vào nhìn xem. Ngươi đoán ta thấy được cái gì? Cái gì? Một nữ hài điên tóc tai bù xù, cả phòng đều là búp bê vải, lúc ta đi đến, nàng đang xé rách y phục của mình, làm bé con mới. Hứa Đan. Không biết. Nàng còn điên. Ta không biết có phải là điên thật hay không, nhưng như thế khẳng định không bình thường. Ngươi và nữ hài kia quen biết sao? Nhìn thật đáng thương. Thê tử của Lý Dần. Lý Dần còn có thê tử. Khương Phàm yên lặng ngồi trong phòng, đã nhiều năm như vậy, còn tưởng rằng Hứa Đan đã bình phục, lại còn điên. Không nên chứ, Hứa gia không có làm gì sao, cứ khóa lại như thế sao? Hứa Đan như thế này, còn thế nào để nàng gặp mặt Lý Dần được? Đại chiến đế ước đã sắp đến, Khương Phàm còn dự định để Lý Dần và Hứa Đan gặp mặt, sớm biết chuyện hài tử, đợi đến tương lai hắn trọng thương đế tử, ném tới trước mặt Lý Dần dung hợp, có cái để chuẩn bị tâm lý, đừng bị đế tử kích thích, gây nên phản phệ. Làm sao bây giờ? Chính hắn đi nói một câu. Khương Phàm suy nghĩ hồi lâu, đi tới nơi Lý Dần bế quan, nhưng ở thời điểm gần đến lại ngừng. Bây giờ nói sao? Hay là đợi đến trước giờ đế chiến lại nói? Được rồi. Sau này hãy nói đi, trước hết cứ để cho Lý Dần đột phá. Khương Phàm đang muốn quay người rời khỏi, lại đột nhiên phát hiện. Bên trong dãy núi lửa kia, rất an tĩnh. Lý Dần không ở đây. Lúc Khương Phàm hỏi thăm, Lý Dần đang bên trong dãy núi lửa này, mà nơi đó cũng có thần huyết ba động. Làm sao lại an tĩnh như vậy? Khương Phàm đảo ý thức qua dãy núi lửa bạo động, sắc mặt hơi thay đổi một chút, hắn phóng lên tận trời, vọt tới vị trí thần huyết ba động. Trong một mảnh dung nham cuồn cuộn có một viên thần dương huyết to lớn đang chìm nổi, giống như là cái đầu đâu đỏ tươi đang bộc phát thần uy cùng huyết khí mênh mông. Người đâu? Khương Phàm ngắm nhìn xung quanh, sao thần dương huyết lại không có tác dụng? Là điều chỉnh trạng thái trước, cuối cùng lại dùng đến đột phá sao? Hay là Khương Phàm đến nơi Hàn Ngạo bế quan? Hàn Ngạo cũng không có vội vã dùng thần dương huyết, mà là đang luyện hóa tài nguyên khác hắn được phân, yên lặng tăng thực lực lên, chờ đợi thời điểm phù hợp lại dùng thần dương huyết trùng kích. Bây giờ hắn rõ ràng trầm ổn hơn so với dĩ vãng. Khương Phàm lại đến nơi Khương Bân bế quan. Khương Bân sớm đã dùng thần dương huyết, thân rồng khổng lồ quay quanh lấy cây giáo màu máu, trùng dung lẫn nhau, kích phát lẫn nhau. Nhưng cảnh giới không có đột phá cực hạn. Khương Phàm đi đến nơi Chu Thanh Thọ bế quan. Gia hỏa này coi như thông minh, trước đó vừa đột phá đến Thánh Vương, cho nên không có vội vã dùng thần dương huyết, cũng đang cảm ngộ tinh thần kiếm, cảm ngộ ảo diệu bên trong, lắng đọng chính mình. Khương Phàm theo thứ tự hỏi qua bọn hắn, đáp án lấy được là sau khi Lý Dần trở lại thế giới hỗn độn thì đã trở nên mất hồn mất vía. Nhưng lúc ấy tất cả mọi người đều bị thương, cũng đều bị tử khí xâm nhập, vẻ mặt đau đớn, càng sốt ruột chuẩn bị chiến đấu, cho nên không có mấy ai rất bình thường, cũng không có để ý tới Lý Dần. Mà bọn hắn đều rất xác định, thời điểm bên trên chiến trường Côn Lôn Lý Dần không có biểu hiện ra qua bất cứ vấn đề nào, cũng không có từng có tiếp xúc cùng người của Thiên Mệnh Thần Triều. Cố gắng tu luyện, lắng đọng thực lực, thần dương huyết để đến thời khắc mấu hãy chốt dùng, trong vòng một năm đột phá đến Thánh Hoàng, ta sẽ thực sự kiêu ngạo vì ngươi. Khương Phàm không nói thêm gì khác, quay người muốn rời khỏi. Sao ngươi lại đột nhiên hỏi tới Lý Dần? Chu Thanh Thọ gọi Khương Phàm lại. Tùy tiện hỏi một chút. Giọng nói kia của ngươi cũng không phải tùy tiện hỏi một chút, rốt cuộc là thế nào? Ta tìm hắn có chút việc cần bàn bạc, không tìm thấy ngươi. Ngươi không cần lo lắng, ta tìm tiếp, khả năng là đổi nơi thanh tịnh để bế quan. Hắc hắc, Chu Thanh Thọ bỗng nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Kẻ làm sư phụ ngươi đây chỉ quan tâm đồ đệ tu luyện, không quan tâm sinh hoạt. Ta đoán hẳn là đi Chí Tôn Kim Thành. Vì sao? Nhớ đến tiểu tức phụ của hắn chứ sao? Coi như, đã 10 năm không gặp đi, 10 năm rồi, thật thua thiệt hắn có thể nhịn được. Cục diện trước đó nguy hiểm, chúng ta ngoại trừ bế quan bắn vọt cảnh giới, chính là bố trí sát cục, Lý Dần là đồ đệ của ngươi, nào dám lười biếng mật hội tình nhân. Bây giờ Thương Huyền nhất thống, chiến tranh muốn khai hỏa sau một năm rưỡi nữa, hắn đâu còn có thể nhịn được. Chu Thanh Thọ cười cười, đè thấp giọng nói.
Na yêu trước đó còn đánh cược với ta, nhìn Lý Dần như vậy, tám phần là muốn thê tử, sớm muộn cũng có một ngày vụng trộm chuồn đi. Thật đúng là có khả năng. Khương Phàm cười lắc đầu, rời khỏi nơi Chu Thanh Thọ bế quan. Ngươi đừng không thức thời a, để hắn khoái hoạt mấy ngày, chờ hắn trở về, ngươi coi như cái gì cũng đều không có xảy ra. Chu Thanh Thọ cao giọng hô câu. Khương Phàm đứng tại ngoài sơn cốc, nụ cười trên mặt nhưng dần dần biến mất. Nhớ hứa đan rồi. Cái này có thể hiểu. Nhưng, tại sao lại muốn giữ thần dương huyết lại? Vật quan trọng như vậy khẳng định không thể nào là không cẩn thận vứt xuống được. Xem như cảm giác mang đi ra ngoài không tiện, cũng có thể tìm nơi giấu đi, có thể là ủy thác người khác giữ giúp, mà không phải tùy tiện ném ở nơi đó. Trong lòng Khương Phàm có một loại dự cảm không tốt, mà càng ngày càng mãnh liệt. Hắn tìm tới Dạ An Nhiên đang bế quan dưới thần thụ thế giới, mời nàng cẩn thận cảm ngộ sức mạnh tự nhiên, dò xét tung tích Lý Dần, kết quả. Vẫn không thu hoạch được gì. Nói cách khác, Lý Dần thật sự không ở tại thế giới hỗn độn. Khương Phàm có chút nóng nảy, lập tức liên hệ không võ trấn thủ thế giới con đường hỗn độn. Bất luận kẻ nào muốn ra vào nơi này, đều phải đi qua con đường kia, cũng cần không võ của Đông Hoàng tộc phối hợp. Trấn thủ không võ nói. Ngày 20 tháng 3, Lý Dần đã rời khỏi. Một tháng trước, không nói đi chỗ nào sao. Nói là phụng mệnh làm việc, còn nhắc nhở chúng ta đừng rêu rao. Phụng mệnh của ai? Cái này. Không võ bọn họ hai mặt nhìn nhau, chuyện này bọn hắn nào dám hỏi, Lý Dần là đệ tử của ngài, lại là chủ nhân thần binh, thần vệ hoàng thất, phụng mệnh làm việc khẳng định là cơ mật cực cao, bọn hắn cho đi là được, sao có thể lắm miệng. Khương Phàm cau mày, để lại thần dương huyết, không từ mà biệt. Còn đã đi được một tháng. Đây nhất định không phải nhớ hứa đan mà đi qua gặp mặt. Nếu không, hắn biết được hứa đan điên rồi, còn không lật ngược chí tôn kim thành. Nơi đó một mực an tĩnh, đã nói lên căn bản Lý Dần không có đi. Chẳng lẽ, cuộc chiến tại Côn Lôn còn xảy ra chuyện mà bọn hắn không biết? Trước khi khai chiến hắn chỉ lo lắng có khả năng đế tử sẽ tự mình tới chiến trận, kích thích Lý Dần, cho nên đã nhắc nhở qua bọn người Hàn Ngạo, bất luận như thế nào cũng đều phải liên hợp hành động, tuyệt đối không thể tách ra. Khương Phàm càng nhăn chặt lông mày, mặc dù rất không muốn cân nhắc tới hướng hỏng bét. Nhưng tình huống bây giờ không thể không chỉ dẫn hắn nghĩ tới hướng đó. Chuyện cực kỳ hỏng bét, cũng là không nguyện ý phát sinh nhất, không thể nghi ngờ chính là. Lý Dần đi Bắc Thái Đại Lục. Nếu thật sự là như thế này, Lý Dần nguy hiểm. Đáng chết, hơn 30 năm tình nghĩa sư đồ, còn không đổi được lòng tin của hắn sao? Đã liên tục nhắc nhở qua hắn, mặc kệ nguy hiểm gì, cũng đều thay hắn ngăn cản. Rốt cuộc hắn cũng đang suy nghĩ gì? Nhất định phải tại loại thời kỳ đặc thù này sao? Khương Phàm thấp giọng tức giận la mắng, nhưng cũng ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn tuyệt đối không thể để Lý Dần rơi xuống trên tay Bắc Thái đế tử. Làm sao bây giờ? Một tháng. Đã một tháng rồi. Nói không chừng đế tử đã dung hợp Lý Dần rồi. Lý Dần, chết rồi. Cứ như vậy, chết rồi. Trong đầu Khương Phàm lấp lóe đi lại các hình ảnh về thời gian gặp nhau đến bái sư. Lại đến các loại chuyện sau này, trong lòng nắm chặt đau nhức một trận. Không phải Khương Phàm không nghĩ tới khả năng Lý Dần đã chết trong tay đế tử, dù sao, hắn cũng chỉ là một bộ phân thân, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ là lặng yên không tiếng động rời khỏi, bất chi bất giác mà chết như thế này. Chờ chút. Không đúng. Đôi mắt Khương Phàm đột nhiên ngưng tụ, từ nơi này đến Bắc Thái đế tộc, cần đi ngang qua nửa trung vực, toàn bộ Tây Bắc Bộ, còn có 50 đến 60 vạn dặm hải vực. Sau khi tiến tới Bắc Thái Đại Lục, còn có 4-50 vạn dặm mới có thể thật sự đến được Bắc Thái đế tộc. Đây chính là 1.800.000 dặm. Cho dù là võ giả không gian, cũng cần thời gian rất lâu. Khương Phàm nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, trong đầu trở nên sinh động hơn, hắn cẩn thận cân nhắc suy nghĩ. Nếu thật sự là tình huống bết bát nhất, khẳng định là lúc Lý Dần ở địa ngục đã nhận lấy một loại ảnh hưởng không biết nào đó. Sở dĩ bọn người Hàn Ngạo không có phát hiện. Rất có thể là có võ giả không gian bí mật liên hệ. Sau khi trở về thì mất hồn mất vía, còn có thể kéo dài đến tháng 3 lại rời khỏi. Một loại khả năng là hắn đang xoắn suýt, loại thứ hai có thể là người bên Bắc Thái kia cũng cần thời gian chạy tới nơi này. Lý Dần không phải người ngu, không thể nào tùy tiện đã bị mê hoặc rời khỏi, tất nhiên là chuyện gì đó đã kích thích hắn. Trực tiếp nhất chính là, dùng hứa đan và hài tử uy hiếp. Nhưng, đệ tử âm hiểm như thế sao? Chuyện thu hồi hài tử năm đó,
hoặc nhiều hoặc ít còn có thể hiểu, dù sao Lý Dần cũng là phân thân của đế tử, hài tử chảy xuôi huyết mạch đế tử, đó chính là hậu nhân đế tộc. Nhưng dùng Hứa Đan và hài tử uy hiếp, quá hèn hạ. Nhưng cái này tựa hồ là một thủ đoạn trực tiếp nhất lại an toàn nhất. Cũng chỉ có như thế này, Lý Dần mới có thể chịu xúc động, không nói cùng bất cứ kẻ nào, tự mình vụng trộm rời khỏi. Lý Dần không phải người ngu, hắn không thể nào trực tiếp dã theo rời khỏi, rất có thể sẽ đến Chí Tôn Kim Thành điều tra chân tướng. Từ nơi này đến Chí Tôn Kim Thành, lấy tốc độ Lý Dần, lại nhanh hơn nữa cũng đều cần 10 ngày, thậm chí có khả năng dài hơn. Thật sự muốn coi như, hẳn là nửa tháng trước đó, Lý Dần mới rời khỏi Chí Tôn Kim Thành, từ Tây Nam Bộ Quấn đến Thần Dụ Chi Hải, tiến vào Hư Vọng Chi Hải, lại tiến Thái Sơ Đại Lục, lao tới đế tộc. Như vậy cũng cần 1.500.000 dặm này. Nhưng, đây đều là phỏng đoán. Nếu như đế tử là dùng những thứ không biết khác khống chế Lý Dần, lúc ấy Lý Dần rời khỏi thế giới hỗn độn cùng có khả năng đã chạy thẳng đến Thái Sơ, bây giờ chỉ sợ đã đến nơi đó. Mặc kệ, bất luận như thế nào cũng đều phải thử một chút, tuyệt đối không thể để Lý Dần cứ thế mà chết đi. Mẫu thân nó, ta chỉ có một đồ đệ này, còn trông cậy vào hắn thôn phệ đế tử đây. Khương Phàm nắm chặt hai tay, thể hiện hung ác, bay thẳng lên trời, chạy tới sâu trong thế giới hỗn độn. Ngươi, muốn đi đâu? Đông Hoàng Càn mới từ minh tưởng bên trong khôi phục, nghe vậy thì sững sờ, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Khương Phàm nghiêm túc nói. Cùng ta đi Bắc Thái Đại Lục, lại theo Đông Hoàng Toại, lập tức, lập tức. Đông Hoàng Càn quái dị nhìn Khương Phàm. Ngươi là muốn đàm phán cùng Bắc Thái Đế Quân, là dạng kích thích gì lại để cho ngươi sinh ra ý nghĩ đi tìm đường chết này? Ta muốn đi cứu người, cứu đồ đệ ta, Lý Dần. Hắn thế nào? Bị người của Bắc Thái bắt đi. Lúc nào, đồ đệ kia của ngươi là cục vàng sao, Bắc Thái bắt hắn làm gì? Hắn là phân thân của Bắc Thái đế tử. Cái quái gì? Đông Hoàng Càn vội vã đứng lên. Hắn là phân thân của Bắc Thái đế tử. Đế tử hẳn là muốn xông vào cảnh giới thần linh, cho nên muốn dung hợp hắn. Chúng ta trên đường lại nói, nhanh đi chào hỏi Đông Hoàng Toại. Ngươi chờ một chút. Đông Hoàng Càn vuốt vuốt đầu, để cho mình chậm một lát. Ta không để ý cứu người, nhưng, ý của ngươi là, trực tiếp đến Bắc Thái Đại Lục. Không sai. Ngươi điên rồi, có khả năng Bắc Thái Đế Quân đang ở Thiên Khải, cũng có khả năng tọa trấn ở phía dưới. Một khi phát giác được khí tức của ngươi, hắn chắn chắn sẽ tự mình ra tay, ngươi chạy đi đâu? Ngươi trốn được sao? Cho nên chúng ta phải nhanh, nhất định phải chặn đứng hắn trước khi bọn hắn đưa Lý Dần đến Bắc Thái. Nếu chặn không nổi thì sao? Đến Bắc Thái. Mẫu thân nó, ngươi bị bệnh tinh thần. Vì một người, ngươi không thèm đếm xỉa đến mình rồi. Ngươi biết nếu ngươi xảy ra cái gì ngoài ý muốn, Thương Huyền sẽ là kết cục gì không? Đám người chúng ta đây sẽ là kết cục gì không? Có đi hay không? Không đi. Nếu như là người bị Bắc Thái khống chế, người hy vọng chúng ta đi cứu không? Nếu như ta bị bắt, sẽ trực tiếp tự bảo. Đừng nói nhảm, nhanh, thời gian quý giá. Chỉ cần tốc độ các người đủ nhanh thì sẽ có hy vọng cản bọn họ lại. Dưới sự kiên trì mãnh liệt của Khương Phàm, Đông Hoàng Càn miễn cưỡng đồng ý, tìm tới Đông Hoàng Toại, liên thủ mở ra không gian, lao thẳng đến Bắc Thái Đại Lục. Dựa theo phỏng đoán của Khương Phàm, cường giả Bắc Thái sẽ khống chế Lý Dần. Từ Tây Nam Bộ đi vòng, dùng khoảng cách ngắn nhất chạy tới Đông Nam Bộ ở Bắc Thái Đại Lục. Bọn hắn thì đến đó ngồi chờ. Vượt qua không gian hơn 1.000.000 dặm, Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại cơ hồ đã đánh cược mạng già. Khương Phàm thì lo lắng thúc giục, mấy lần gây nên cãi vã kịch liệt, suýt chút nữa đã đánh nhau tại thâm không. Từ Trung Vực đi đến Tây Bắc cần ngang qua Tây Bắc tiến vào Hư Vọng Chi Hải. Hư Vọng Chi Hải có phạm vi rộng lớn mà thủy triều mãnh liệt. Không gian loạn lưu đặc thù, mê vụ tuyên cổ không tiêu tan, đều là tiêu chí nơi này. Mà Hư Vọng Chi Hải có hoàng đạo võ thần điện, vẫn còn giữ lại chân thực cùng và thần bí của thần tộc, cũng là một hoàng đạo mạnh nhất trong tất cả hoàng đạo thập tam hải vực, được Thiên Khải Tôn làm chủ nhân đại hải. Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại không thể không làm việc cẩn thận. Rốt cuộc, tốn mất 18 ngày, cực hạn vượt qua 1.130.000 dặm, rốt cuộc bọn hắn cũng đã đến được Tân Hải Đông Nam tại Thái Sơ Đại Lục. Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại nuốt bó lớn đan dược, tọa trấn hư không, cẩn thận dò xét năng lượng hư không ba động. Nếu thật sự là không võ mang theo Lý Dần đi đường từ hư không, lấy thực lực của bọn hắn, hẳn là có thể phát giác được.
Khương Phàm thì ẩn núp tại biển sâu, cảm nhận năng lượng ba động. Sông, trong Sơn Hà Đại Táng bao gồm cả đại dương, Khương Phàm có thể bằng vào đại táng ảo diệu, dò xét khí tức cường hãn trong phạm vi mấy vạn dặm. Nếu như đối phương lựa chọn đi từ biển thì cũng chạy không thoát khỏi sự dò xét của hắn. Nhưng, bọn hắn một bên khôi phục, một bên chờ đợi. Đã chờ đợi dòng dã 8 ngày. Chẳng lẽ đã tiến vào Thái Sơ Đại Lục? Khương Phàm nôn nóng bất an, dựa theo dự đoán bọn hắn hẳn là chỉ có thể miễn cưỡng chặn đứng, coi như sớm, cũng sớm không được mấy ngày, kết quả lại chờ đợi dòng dã 8 ngày. Trừ phi lũ ngu xuẩn Bắc Thái trên đường đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nếu không tuyệt đối không thể nào kéo dài đến bây giờ. Bây giờ chỉ có một khả năng, Lý Dần đã bị áp đến Thái Sơ Đại Lục. Nói cách khác, trước khi bọn hắn đi đến thì Lý Dần đã tiến vào, bọn hắn lại đợi 8 ngày, Lý Dần. Chỉ sợ cũng đã đến đế thành. Khương Phàm đau đớn nhắm mắt lại. Kết thúc. Đệ tử vất vả bồi dưỡng 30 năm, cứ bị dung hợp, như vậy. Hơn 30 năm, một trận không từ mà biệt, vậy mà thành vĩnh biệt. Khương Phàm đau đớn đến ngạt thở, ngay cả chính hắn cũng không biết, bản thân mình lại có tình cảm sâu như vậy đối với đồ đệ kia. Toi công bận rộn một trận. Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại tìm tới Khương Phàm. Còn phải đợi sao? Trong giọng nói của Khương Phàm lộ ra mỏi mệt. Đợi thêm 3 ngày xem. Đông Hoàng Càn nói. Người đợi thêm 30 ngày, cũng chờ không được. Đi thôi, phía trước là hư vọng chi hải, phía sau là Thái Sơ Đại Lục, năng lượng của chúng ta lại quá cường đại, nếu như bị phát giác, không có đường để trốn. Khương Phàm lắc đầu, vô lực nói. Đợi thêm 3 ngày, 3 ngày sau, chúng ta trở về. Đông Hoàng Toại khuyên nhủ giáo tôn táo bạo. Chờ 3 ngày nữa đi. Bắc Thái Đế Thành. Đế tử đang bế quan chiều sâu, trước mặt đã có thần vật do thiên mệnh thần triều đưa tới, cũng có thần vật của đế tộc, lấy huyết mạch cùng thiên phú của hắn, đột phá với tỷ lệ rất lớn. Nhưng đế tử vẫn đang chờ đợi, phân thân, của hắn, huyết mạch thiên mệnh bất tử điểu, sơn hà thần bí kỳ diệu, đều để hắn vô cùng chờ mong. Điều đế tử muốn không chỉ là bước lên thần linh cảnh, mà càng hoàn thiện huyết mạch, để tiềm lực cường đại hơn. Dù sao mục tiêu cuối cùng của hắn chính là muốn làm thiên quân đại thần tôn phía dưới đế quân phía trên thần ma, là muốn mạnh hơn Thái Sơ Đại Lục, là nhân tộc công nhận có hy vọng trùng kích đế cảnh nhất. Nhưng, đế tử đã đợi lại đợi. Lã đi tu, đến chí tôn kim thành từ đầu đến cuối vẫn không có trở về. Dựa theo kế hoạch, lã đi tu nhất định phải mang người về vào đầu tháng 5, trễ nhất cũng không thể nào vượt qua ngày 20 tháng 5. Nếu như phát hiện mai phục, hoặc là Lý Dần không phối hợp thì phải quả quyết từ bỏ, đừng lại kiên trì. Ngày 19 tháng 5, Khương Phàm mang theo thất lạc cùng sát ý, rời khỏi hư vọng chi hải. Ngày 20 tháng 5, đệ tử lại mở mắt ra trong lúc bế quan chiều sâu, người không tới, nói rõ đã gặp bất trắc. Mặc dù tiếc nuối, nhưng hắn đang ở trong thời khắc mấu chốt, không nên suy nghĩ nhiều, không nên phân thần, nhắm mắt lại tiếp tục bắn vào thần linh cảnh. Ngày 13 tháng 6, Khương Phàm trở về thế giới hỗn độn, cũng nhắc nhở tạm thời không cần nói với bọn người Hàn Ngạo. Vừa đi một lần đã gần 2 tháng, đám người bế quan cũng đã lần lượt xuất quan. Triệu Thời Việt và Khương Bá song song đột phá, trước đó Khương Phàm thành thần đã đưa tới khích lệ huyết mạch, lại được thần dương huyết tẩm bổ và số lượng lớn xương thánh hoàng trùng kích, bọn hắn ngạo nghễ bước lên cảnh giới thánh hoàng. Mặc dù Kiều Hinh không quan tâm cảnh giới, nhưng rốt cuộc cũng bước lên cảnh giới thánh vương. Đến tận đây, Phượng Hoàng Linh Văn đã nghênh đón thời đại, Lục Hoàng, dùng thực lực tuyệt đối, áp đảo phía trên hỗn độn chúng tộc. Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, Khương Qua, Khương Diễm, toàn bộ xuất quan. Thần dương huyết mà Kiều Vô Hối dùng là cô đọng từ trên thân Xích Thiên Thần Tôn, càng dùng trọn vẹn 5 khối bảo cốt Thánh Hoàng, cảnh giới kiêu ngạo bước đến Thánh Hoàng Đại Viên Mãn. Khương Quỳ, Khương Qua, toàn bộ trưởng thành đến Thánh Hoàng Đỉnh Phong. Khương Diễm mặc dù không có tư chất đế cốt cùng đế huyết như Khương Quỳ cùng Khương Qua, nhưng sau khi dung luyện thần hồn, hắn cũng đã đạt đến Thánh Hoàng Đỉnh Phong. Dưới sự tẩm bổ trọn vẹn từ thần vật là 2 viên thần dương huyết cùng 2 viên thần cốt linh tủy như thế này, tương đương với dung hợp bán thần, Hồng Hoang Thiên Long cũng như ý nguyện từ Thánh Hoàng cao giai liên tiếp đột phá 2 tầng, vượt đến Thánh Hoàng Đại Viên Mãn. Đông Hoàng như ảnh xuất quan, 2 viên thần dương huyết cường thế cực lực, cùng lĩnh hội thiên thu vạn cổ để nàng bước đến Thánh Hoàng Đỉnh Phong. Trừ cái đó ra, sốt của Kiều Vạn Niên cũng đã được như nguyện, dẫn phát linh văn đột phá, biến thành cửu vĩ thiên kiêu, lấy thiên phẩm linh văn tiến đến Thánh Linh Cảnh. Tịch Nhan,
Chu Bất Dĩ, đều toại nguyện tiến tới cảnh giới Thánh Vương. Nhưng, có vui mừng, cũng sẽ có thất vọng. An Minh Hề dung hợp huyết đan của huyết ma hoàng, lại dừng bước tại Thánh Vương đỉnh phong. Khương Bân tuyên cáo thất bại, cho dù là có thần khí kích phát, có thần dương huyết cùng số lượng lớn bảo cốt kích thích, cũng vẫn như cũ không thể trùng kích Thánh Hoàng. Cảnh giới Thánh Hoàng, vĩnh viễn là thứ để cho người ta nhìn lên vô hạn, cũng là cảnh giới rất khó vượt qua. Cho dù huyết mạch của ngươi cường đại, linh văn đặc biệt, lại có thần vật khích lệ, cũng khó khăn trùng điệp. Tuy nhiên, Triệu Thế Hùng được hai bảo vật cực đoan là thần cốt linh tủy cùng cùng kỳ lão tổ kích thích đã thực hiện linh văn nghịch biến, trở thành cùng kỳ linh văn cùng huyết mạch cùng kỳ chân chính, có tiềm lực trùng kích Thánh Hoàng. Mà Độc Cô Kiếm mà tiến tới bán thánh, Ngô Kình Thương tiến tới cảnh giới thánh linh, cũng làm cho thế lực sau lưng hai bên đều kích động thật lâu. Cuối tháng 6, Thiên Hậu nơi đó còn đang trong giai đoạn đột phá cực kỳ quan trọng, Dạ An Nhiên được thần thụ thế giới tự mình tẩm bổ phía, rốt cuộc cũng trưởng thành là Thánh Hoàng mới. Mặc dù trong dự liệu, cũng không kỳ quái, nhưng vẫn khiến cho các phương kích động, nhất là bọn người Cơ Lăng Huyên. Được chú ý nhất không thể nghi ngờ là Thiên Hậu cùng khế ước thú của nàng. Trận tu luyện này không chỉ là mỗi một kẻ trong bọn hắn cố gắng, mà là liên hợp tu luyện. Côn Bằng, Đằng Xà, Kim Ô, Kim Hống, Mặc Kỳ Lân, đều chiếm được thần dương huyết, mà Huyền Quy, Thất Thải Thông Thiên Mãng, Luân Hồi Huyết Sư, Thiên Bằng, cũng đều được Thánh Vương cùng bảo cốt Thánh Hoàng. Bất kỳ một cái huyết mạch nào kích phát cũng đều sẽ phản hồi cho Thiên Hậu, mà Thiên Hậu trưởng thành, cũng sẽ khích lệ bọn chúng. Đây giống như là một cái hệ thống kích thích tuần hoàn, để bọn hắn cùng nhau thu hoạch, cùng nhau tăng lên. Khương Phàm giữ lấy thần cốt linh tủy cùng thần dương huyết từ thần Phật, không có phân phát xuống, chính là chuẩn bị giao cho Thiên Hậu bất cứ lúc nào, bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Dù sao trận đột phá này của Thiên Hậu quá quan trọng, không chỉ có mang ý nghĩa chính nàng thành thần, càng biết kéo theo tất cả khế ước thú thăng hoa. Một viên thần dương huyết. Đông Hoàng Càn tìm tới Khương Phàm. Khương Phàm liếc nhìn hắn, không để ý đến. Đông Hoàng Càn tiến đến bên cạnh Khương Phàm. Ta nghĩ đến một cách, có thể không cần tốn nhiều sức, cứu Lý Dần ra. Khương Phàm vẫn liếc nhìn hắn, không có để ý tới. Đông Hoàng Càn chân thành nói. Ngươi không cần ra mặt, toàn bộ giao cho ta. Nếu như ta có thể để ngươi nhìn thấy Lý Dần, ta sẽ có thần dương huyết, nếu như ta làm không được, ta dưa lại ngươi một viên thần dương huyết. Khương Phàm vẫn không có để ý tới. Đông Hoàng Càn nói. Ta biết trong lòng ngươi khó chịu, ta cũng thật không phải nói đùa với ngươi. Một viên thần dương huyết, toàn quyền giao cho ta cam đoan trong thời gian ngắn nhất để cho ngươi biết Lý Dần sống hay chết, thậm chí có thể nhìn thấy Lý Dần. Khương Phàm khẽ nhíu mày, nhìn về phía Đông Hoàng Càn. Đông Hoàng Càn rất nghiêm túc. Rất nghiêm túc. Một viên, chỉ cần một viên, chuyện này, ta bao hết. Nếu như kết thúc không thành, Đông Hoàng Toại trước đó từ ngươi nơi này lấy đi viên kia cũng cùng một chỗ trả lại cho ngươi. Ngươi chớ nhìn ta như vậy, ta là sẽ bắt người sinh tử đùa giỡn người sao? Chỉ là chuyện này rất khó khăn làm, ta nhất định phải một cái cam đoan,